xem thiếu nữ tu vi, ước chừng ở thái chân cảnh 5 tầng trời, nếu như bị thương dưới, chưa chắc là đối phương địch thủ. Chỉ có thể gặp đi bộ bước. Diệp Thần trong lòng không biết làm sao, đương thời giây phút, cũng không cách nào thoát thân, chỉ có thể xem tình thế mà làm. Chờ ta Mạc Hàn Hy đột phá tu vi, là được đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường, vì gia tộc ra một phần lực. Ta Mạc gia là thiên quân thế gia, đạo thống kéo dài vạn thế kỷ nguyên, cũng không thể thua ở ta cái này một đời trong tay người. Thiếu nữ hấp thu thần trà trì linh khí, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, trong lời nói tràn đầy nhuệ khí. Diệp Thần nghe được nàng nói chuyện, trong đầu nghĩ, lúc đầu cô gái này kêu Mạc Hàn Hy, là thiên quân thế gia nghìn vàng. Nàng tới đây tu luyện, là vì tăng tiến thực lực, đối kháng cái gì cân nhắc quyết định thánh đường sao? Cũng không biết vậy cân nhắc quyết định thánh đường, vậy là cái gì thế lực? Hai người một sáng một tối, ngâm ở ao nước bên trong, Diệp Thần hữu kinh vô hiểm, vượt qua một ngày. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần cảm thấy tự thân thương thế, đã khôi phục rất nhiều, thực lực vậy khôi phục được 80%, lúc này, nếu như sẽ cùng Mạc Hàn Hy chiến đấu, vậy hắn là tất thắng. Bất quá, được trăm dặm người nửa 90, Diệp Thần thương thế còn thiếu chút nữa không khôi phục, cái này một điểm cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất chỗ, ở giờ phút quan trọng này, hắn quyết không thể động võ, nếu không làm động tới thương thế, lại phải tái phát, thậm chí có thể lưu lại hậu di chứng. Cho nên, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là duy trì ẩn núp. Chỉ cần cùng ngày hôm nay thuận lợi đi qua, hắn là được hoàn toàn phục hồi như cũ. Đang ẩn núp tới giữa, Sa La Cây bỗng nhiên trầm giọng nhắc nhở, tôn chủ, không xong, lại có người tới. Thật là nặng sát khí. Diệp Thần nói, cái gì? Cái đó gọi Mạc Hàn Hy thiếu nữ, tựa hồ cũng cảm nhận được dị động, mặt đẹp thần sắc biến đổi, cắn răng lẩm bẩm, đáng chết, là thánh đường người. Bọn họ làm sao tìm được nơi này? Rào. Mạc Hàn Hy lập tức từ nước trong ao bay ra, mặc vào quần áo. Nàng mới vừa mặc xong quần áo, bên ngoài thì có bốn người chạy nhanh đi vào. Cái này bốn người, cùng một màu bó sát người quần áo trắng, trong tay tất cả sách chiến đao, mặt đầy sát khí. Lúc này Mạc Hàn Hy mới vừa từ ao nước đi ra, như người đẹp ra tắm, sợi tóc ướt nhẹp, cả người tràn ngập mùi thơm, rất là mê người. Nhưng cái này bốn người, hoàn toàn không có một chút thưởng thức hình dáng, trong mắt chỉ có sát khí, nhìn Mạc Hàn Hy, liền như nhìn con mồi vậy. Mạc tiểu thư, có thể coi là tìm được ngươi, ngươi lá gan thật là lớn à, còn dám ra đây chịu chết. Một người đàn ông giữ tợn cười một tiếng. Mạc Hàn Hy nhìn nam tử kia, trầm giọng nói, Lâm Kỳ, ngươi giàu gì là người Lâm gia, xuất thân thiên quân thế gia, làm sao vậy đầu phục cân nhắc quyết định thánh đường. Vậy kêu là Lâm Kỳ nam tử cười ha ha một tiếng, nói cân nhắc quyết định đứng đầu uy lâm thiên hạ, hùng bá vô địch, thái cổ trong hạo kiếp, địa tâm vực thập đại thiên quân thế gia bị hắn diệt trừ mấy cái, chúng ta còn sót lại Lâm gia, Mạc gia, Hồng gia, tuyệt không phải lão nhân gia ông ta địch thủ, thà kéo dài hơi tàn, ngược lại không như thật sớm đầu hàng, còn có một đường sinh cơ. Mạc Hàn Hy nói, ngươi tên phản đồ này, uổng ngươi là thiên quân thế gia người. Thật là mất hết ta thiên quân thế gia mặt mũi. Lâm Kỳ cười to nói, kẻ thức thời là người tài giỏi, ta cũng là trạch mộc mà tê thôi, ta ngày hôm nay hỏi ngươi một tiếng, có chịu hay không quy thuận cân nhắc quyết định đứng đầu. Mạc Hàn Hy nói, quy thuận cân nhắc quyết định đứng đầu, tuyệt không khả năng. Trừ phi ngươi giết ta. Lâm Kỳ cười hắc hắc nói, ngươi muốn tìm chết, vậy thì tác thành ngươi. Dứt lời, Lâm Kỳ hướng bên cạnh ba người đồng bạn, nháy mắt. Vậy ba người gật đầu một cái, lập tức cùng Lâm Kỳ chia bốn góc, vây Mạc Hàn Hy. Thánh đường thiên đao. Bốn nhân trận thế liền thành, Lâm Kỳ không nói hai lời, đột nhiên một đao vung chém ra. Cái này một đao thánh quang bùng nổ, trắng xóa thần hà sôi trào, khí thế hung mãnh bá đạo, lại có trên trời thánh đường đại thần uy. Vậy còn sót lại ba người, cũng giống như nhau chiêu số, đồng dạng là thánh đường thiên đao, vô cùng đao thế mênh mông như nước thủy triều. Hướng Mạc Hàn Hy bạo chém đi. Non nớt hoàng thiên kiếm, phá cho ta. Mạc Hàn Hy mắt gặp đối phương đao thế hung cấp, vội vàng rút ra một thanh trường kiếm, khua kiếm phá giết ra. Nàng thanh trường kiếm này, băng oánh trắng như tuyết, giống như băng tuyết đúc, kiếm khí một kích đáng, thì có băng tuyết non phượng, hàn xương non nớt hoàng khí tượng tràn ngập ra, phượng hoàng réo rắt kêu tiếng, vang khắp chân trời. Nàng một kiếm nơi tay,
giống như là vạn chim hướng hoàng băng tuyết tiên tử, lâng lâng phong tư thướt tha. Đinh đinh đinh, một hồi dày đặc đao kiếm giao kích tiếng, Mạc Hàn Hy trường kiếm cùng Lâm Kỳ bốn người va chạm, kiếm khí gào thét dưới, lại đem Lâm Kỳ bốn người đẩy lui. Giả thiên kiếm non nớt hoàng, băng hoàng thiên kiếm tàn kiếm, Mạc gia lại có thể đem thanh kiếm này truyền cho ngươi. Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Mạc Hàn Hy kiếm trong tay, vẻ mặt rất kinh ngạc. Mạc Hàn Hy hít thở sâu thở dốc một tí, nhưng không đáp lời, mới vừa một kiếm bước lui bốn người, nàng đã vận dụng toàn lực, bị đao khí phản chấn, tạng phủ chấn động, sắc mặt hơi phát trắng, quả thực là không thoải mái. Diệp Thần thấy Mạc Hàn Hy kiếm trong tay, cũng là một hồi kinh ngạc, thanh kiếm này, lại có vô thượng thiên kiếm hơi thở, nhưng kiếm khí không hề thuần khiết, nguyên lai là băng hoàng thiên kiếm tản kiếm sao. Băng hoàng thiên kiếm, là thái thượng thiên nữ binh khí trong tay, năm đó kiếm thần lão tổ, chế tạo thanh kiếm này thời điểm, xem ra là có dư thừa vật liệu còn sót lại xuống. Cái này cầm non nớt hoàng thiên kiếm, trên thực tế là dùng những cái kia hơn liệu, đúc thành binh khí, mặc dù không có thể cùng chân chính thiên kiếm so sánh, nhưng sát phạt mũi nhọn cũng là khá là ác liệt, coi như là giả thiên kiếm. Cái này thần trà chỉ bia đá khắc chữ, muốn đến cũng là dùng cái này cầm non nớt hoàng thiên kiếm khắc. Hi hi, đáng tiếc ngươi ngày hôm nay thế đơn lực bạc, cho dù có giả thiên kiếm nơi tay, vậy khó thoát khỏi cái chết, cái này cầm non nớt hoàng thiên kiếm, liền trở về thánh đường chúng ta tất cả. Lâm Kỳ cười lạnh một tiếng, vậy nhìn ra Mạc Hàn Hy yếu ớt. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, Mạc Hàn Hy có non nớt hoàng thiên kiếm nơi tay, hắn chưa chắc có thể tương đương. Nhưng hiện tại, hắn bên này có bốn người, mà Mạc Hàn Hy chỉ có một người, thắng bại một mắt liền có thể nhìn ra. Kết trận, dùng cân nhắc quyết định 72 thiên trận, trấn áp cô gái này. Lâm Kỳ quát lên một tiếng lớn, trong mắt sát khí hung dữ, bước chân đạp một cái, lại là có trận văn kết giới ánh sáng nổi lên. Còn lại ba người, cũng là giống nhau động tác. Bốn người nhanh chóng kết trận, bố trí ra một cái ánh sáng rực rỡ sáng chói, hàm chứa ngút trời cân nhắc quyết định hơi thở đại trận. Cái này đại trận, tựa như có thể cân nhắc quyết định người sống chết, khí thế đặc biệt nghiêm nghị, tên là cân nhắc quyết định 72 thiên trận, cần lấy 72 người kết trận, mới có thể đạt đến lớn nhất uy lực. Lâm Kỳ bên này chỉ có bốn người, tự nhiên không phát huy ra thiên trận đỉnh cấp uy lực, nhưng phải đối phó một cái Mạc Hàn Hy, nhưng là dư sức có thừa. Bốn người đại trận bao vây, hướng Mạc Hàn Hy lướt đi. Thoáng chốc tới giữa, Mạc Hàn Hy chỉ cảm thấy ngập trời áp lực, tựa như mình sống chết vận mệnh, đều phải gặp phải cân nhắc quyết định thẩm phán, liền ngẩng đầu hô hấp cũng đổi được khó khăn. Cân nhắc quyết định 72 thiên trận, trận pháp này, thật quen thuộc hơi thở, là thẩm phán đạo pháp ngọn nguồn. Diệp Thần nhìn trận pháp kia, mơ hồ tới giữa, bắt được một chút rất tinh tường hơi thở, và công giã phong thẩm phán đạo pháp tương tự. Trong truyền thuyết Thái Thượng Thiên Sử nói, hơi thở ngọn nguồn, rất có thể chính là cái này cân nhắc quyết định thần thông. Vậy cân nhắc quyết định đứng đầu, rốt cuộc là lai lịch gì? Diệp Thần trong lòng suy đoán, nghe Lâm Kỳ nhắc tới, bọn họ sau lưng nhân vật lớn, tựa hồ liền kêu cân nhắc quyết định đứng đầu, thậm chí chế tạo ra thái cổ hạo kiếp, tiêu diệt rất nhiều thiên quân thế gia. Phải biết, thiên quân thế gia sản sinh ra cao nhất thiên quân, có đại khí vận che chở, theo lý thuyết là vĩnh hằng bất diệt tồn tại, lại có thể bị xúc diệt, nếu như chuyện này là thật, kia cân nhắc quyết định đứng đầu, thật là khó mà hình dung mạnh mẽ. Ấu Hoàng Phi Thiên, Vạn Kiếm Quy Tông. Mạc Hàn Hy bị đại trận vây khốn, sống chết một phát, linh khí toàn bộ bơm vào đến non nớt hoàng thiên kiếm bên trong, một tiếng khẽ kêu, non nớt hoàng thiên kiếm bùng nổ lạnh lùng rét lạnh mũi nhọn, kiếm khí cuồn cuộn dưới, lại là huyễn hóa ra ngàn vạn chỉ băng tuyết non nớt hoàng, vỗ cánh bay lên trời, thả ra ngập trời khí lạnh, cùng Lâm Kỳ đám người cân nhắc quyết định thiên trận đối kháng. Kiếm hoàng cùng đao trận, đụng chạm kịch liệt. Thoáng chốc tới giữa, ngàn đao vạn kiếm lẫn nhau sát phạt, đao kiếm khí lưu nổ ầm, xông phá bầu trời. Mạc Hàn Hy trước ngực áo quần bị đao khí biến dạng, nhất thời bị thương, máu tươi ồ ồ chảy ra, gương mặt cũng là càng ngày càng trắng bệch, xem nàng hình dáng, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Ha ha ha, các huynh đệ, thêm sức lực giết nàng. Nàng là Mạc Gia Thiên Kim tiểu thư, chỉ cần giết nàng, tất có thể thật to đánh bại Mạc Gia nhuệ khí. Lâm Kỳ liều lĩnh cười to, trận pháp thúc dục đến mức tận cùng, một đao đao liền vòng tiến công, không có thương hương tiếc ngọc chút nào, chỉ muốn lập tức đánh chết Mạc Hàn Hy.
Mà Mạc Hàn Hy, ở bốn người chèn ép xuống, sống chết đã đến vô cùng nguy hiểm bước, chỉ có thể không ngừng múa non nớt Hoàng Thiên Kiếm, miễn cưỡng ngăn cản. Đao và kiếm va chạm, vô số đao kiếm khí lưu, nhưng là khắp nơi chém chết, từng bụi hoa sơn chả bị phá hủy, thậm chí, còn có từng cổ đao khí kiếm khí, ùng ùng chém xuống đến thần trà chỉ bên trong. Không tốt! Diệp Thần sắc mặt chợt biến, hắn liền mai phục ở ao dậy đáy nước, cái này vô số đao kiếm khí lưu chém chết rơi xuống, có thể cực khổ hắn. Mậu thổ nguyên phù, ngự! Diệp Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng mậu thổ nguyên phù ngăn cản. Ừ, trong hồ có người, người nào, cho ta cút ra đây. Lâm Kỳ trong mắt đột nhiên tinh mang bùng nổ, gắt gao nhìn chằm chằm thần trà trì. Diệp Thần vận dụng mậu thổ nguyên phù, nhưng là tiết lộ hơi thở, đưa tới hắn cảnh giác. Cái khác ba cái thánh đường đệ tử, cũng là một hồi cảnh giác, lập tức lui về phía sau phòng bị. Mạc Hàn Hy áp lực nhất thời buông lỏng một chút, thở hồng hộc hít thở mấy cái, mắt đẹp nhìn về thần trà trì bên kia. Vậy bắt được một tia linh khí chập chờn. Trong hồ có người, ta ngâm một ngày, làm sao không phát giác? Mạc Hàn Hy trong tay có vẻ nghi ngờ. Mà trong hồ Diệp Thần, thấy mình bị phát hiện, cũng không khỏi cắn răng, đương thời giây phút, vô luận như thế nào cũng không thể tránh giấu đi. Rào! Bất đắc dĩ, Diệp Thần phi thân lên, vạch nước ra, từ thần trà trì bên trong đi ra, đứng ở Mạc Hàn Hy bên người. Ngươi là ai? Mạc Hàn Hy trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, tuyệt đối không nghĩ tới trong hồ lại có thể đột nhiên chạy đến một người đàn ông. Nàng ngâm ở trong hồ ròng rã một ngày, thân thể trần truồng, không mảnh vải che thân, đây chẳng phải là cái gì đều bị người đàn ông này thấy hết. Nghĩ đến đây, Mạc Hàn Hy mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nội tâm cảm thấy xấu hổ, tim đập bịch bịch. Nguyên lai là một thủy nguyên cảnh phế vật, thậm chí còn bị thương. Lâm Kỳ vừa thấy Diệp Thần hơi thở, lúc đầu chỉ có thủy nguyên cảnh mà thôi, thậm chí còn chịu thương thế, hoàn toàn là một con kiến hôi, không đủ gây sợ hãi. Hắn tâm tình, lập tức thanh tĩnh lại. Mạc Hàn Hy cắn răng, cũng không biết Diệp Thần là ai, nhưng xem Diệp Thần hơi thở như thế yếu, rõ ràng không giúp được nàng cái gì. Cũng làm thịt, một cái vậy đừng thả qua. Lâm Kỳ gào to một tiếng, chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc, cân nhắc quyết định thiên trận lần nữa bùng nổ. Vô cùng đao khí cuộn sạch, hướng Diệp Thần và Mạc Hàn Hy chém chết đi. Mạc Hàn Hy dáng huy động non nớt Hoàng Thiên Kiếm ngăn cản, nhưng đã là vô cùng chật vật, trên mình không biết bị biến dạng ra nhiều ít vết thương. Diệp Thần sắc mặt cũng là khá làm khó xem, thương thế hắn còn không hoàn toàn khôi phục, bây giờ là khẩn yếu nhất giây phút, nếu như qua loa động thủ, nhất định làm động tới nội thương, công dã chẳng không nói, thậm chí sẽ bị cắn trả. Thì Vũ Đoái Linh Phù, Triều Trạch Thôn Phệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần chỉ có thể sử dụng đơn giản một chút pháp bảo thủ đoạn, thả ra thì Vũ đổi linh phù, ánh sáng thúc dục tới giữa, chế tạo ra một phiến ao đầm phù sa, muốn kéo Lâm Kỳ các người, lại chờ cơ hội chạy khỏi. Nhưng, Lâm Kỳ các người kết thành cân nhắc quyết định thiên trận, ở trận pháp này bên trong, tinh thần bọn họ vô cùng là bén nhạy, một nhận ra được Diệp Thần động tác, lập tức cảnh giác. Ở ao đầm phù sa xanh thành đồng thời, bốn người tung người lên, cũng tránh được ao đầm chiếm đoạt. Hi hi, một con kiến hôi, muốn dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn đánh lén sao? Lâm Kỳ cười lạnh một tiếng, linh khí chấn động một cái đáng, lập tức đem tất cả ao đầm phù sa, toàn bộ phá hủy, lưỡi đao ngang trời, chém về phía Diệp Thần cổ. Diệp Thần tình cảnh, nhất thời đặc biệt nguy cấp, hắn cắn răng, quả đấm nắm chặt, đang chuẩn bị không để ý thương thế cắn trả, trực tiếp bùng nổ. Thằng nhóc, đừng xung động. Ngươi nếu là tùy tiện ra tay, nhất định làm động tới nội thương, lưu lại hậu di chứng. Ta có thể mượn lực cho ngươi. Vừa lúc đó, thần ấn ngọc bội khí linh phát ra âm thanh, câu thông Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói tiền bối, ngươi cho mượn lực cho ta. Thần ấn khí linh nói, ta mượn lực cho ngươi, hao tổn không nhỏ, thật may đất này tim vực linh khí đậm đà, ngược lại cũng không sao, cầm đi. Nói xong, một cổ cường đại hung hãn hơi thở, từ thần ấn ngọc bội bên trong phát ra, hung hăng bơm vào đến Diệp Thần trong thân thể. Rắc rắc sát, thần ấn lực hội tụ, Diệp Thần gân cốt nhất thời nổ vang, tóe ra vô cùng minh mông lực lượng, lại như núi lửa phun ra vậy, ào ào khí lưu gào thét ra, ở hắn quanh người tạo thành một cổ tuyệt đối khí thế, bụi bầm kích dương, gió nổi mây vần, vô cùng nguy nga bá đạo.
đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Kỳ cảm thấy được Diệp Thần khí thế đột nhiên nhiều hơn, không khỏi kinh hãi. Đây là... Một bên Mạc Hàn Hy, cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần, ở Diệp Thần khí thế chấn nhiếp, trực tiếp sau lui ra, lại không thể đến gần. Giờ khắc này Diệp Thần, khí thế kích dương, giống như Thái Thượng Chiến Thần vậy, liền ánh mắt cũng mang theo vô thượng thiên kiếm tựa như sát phạt nhuệ khí, mũi nhọn lộ ra. Muốn giết ta, vậy thì xem là ai giết ai. Diệp Thần nhìn Lâm Kỳ, trong mắt sát khí bay lên, đột nhiên rút ra sát kiếm, một cổ vô cùng là kinh khủng khí tức hủy diệt, phụ ở trên thân kiếm. Hủy diệt đạo ấn, mở. Thất trọng thiên hủy diệt đạo ấn, ngay tức thì mở. Diệp Thần giống như chấp trưởng hủy diệt thái thượng cường giả, ở thần ấn lực hội tụ hạ, mặc dù hắn hủy diệt đạo ấn chỉ là thất trọng thiên, nhưng khí thế cuồng mãnh bá đạo, lại cuốn lên một cái hủy diệt gió trận, chấn động chư thiên. Ở giữa thiên địa, hắc khí gào thét, lại là vô căn cứ sản sinh ra từng đạo gió lốc, điên cuồng cuộn sạch bốn phía, vô số hoa sơn trà bị cuốn lên trời, tung bay lên cao, tình cảnh cực kỳ nguy nga. Giết hắn! Cảm nhận được Diệp Thần không ngừng tăng vọt khí thế, Lâm Kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát to một tiếng, cũng không để ý Mạc Hàn Hy, và ngoài ra ba cái thánh đường đệ tử cùng nhau, tập trung toàn lực đối phó Diệp Thần. Bốn người dưới chân cân nhắc quyết định đại trận. Ánh sáng trắng sáng chói, trong tay chiến đao có bữa trên thánh đường uy nghiêm, dường như muốn trấn áp thế gian hết thảy tồn tại. Vô cùng đao thế, như sông dài chảy xiết, đánh về phía Diệp Thần. Phá! Diệp Thần không tránh, sát kiếm giết ra, khí tức hủy diệt bùng nổ đến đỉnh cấp, hung hăng cùng bốn người va chạm. Oanh! Hủy diệt kiếm cùng cân nhắc quyết định thiên đao giao phong, ngay tức thì nổ tung. Vậy hung mãnh cân nhắc quyết định đao khí. Ở Diệp Thần hủy diệt lực dưới áp chế, lại là ngay tức thì tan vỡ, liền một chút chống lại chỗ chống cũng không có. Hội tụ thần ấn lực, Diệp Thần lúc này hơi thở, chỉ có thể dùng khủng bố tới hình dạng. Lâm Kỳ cái này bốn cái thánh đường đệ tử, hoàn toàn không phải là địch thủ của hắn, vừa chạm vào tức hội. Phốc xích, phốc xích. Một hồi hộc máu tiếng, trừ Lâm Kỳ bên ngoài, cái khác ba cái thánh đường đệ tử, toàn bộ bị Diệp Thần chém chết. Mạc Hàn Hy ở phía sau mắt thấy một màn này, hoa dung thất sắc, hoàn toàn sợ ngây người. Mới vừa vẫn là cao cao tại thượng thánh đường đệ tử, ở Diệp Thần hủy diệt kiếm khí dưới, lại có thể uyển như gà vườn chó đất, lập tức bị đánh chết, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Nhìn Diệp Thần cao ngất bóng người, Mạc Hàn Hy mắt đẹp bên trong, không khỏi dâng lên một hồi sùng bái sắc thái, tựa như thấy được trong truyền thuyết chiến thần, trong chỗ u minh tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó truyền thuyết lâu đời. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ tổ tiên tiên đoán phá cuộc người, chính là người này? Lâm Kỳ ở Diệp Thần dưới một kiếm, cũng là máu tươi ói như điên, mặc dù may mắn không chết, nhưng đã tra trọng thương. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Ngươi võ đạo hơi thở, không thuộc về thiên quân thế gia. Càng không thuộc về địa tâm vực, ngươi rốt cuộc là ai, lại dám cùng ta thánh đường là địch? Lâm Kỳ khó tin nhìn Diệp Thần. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần như vậy mạnh mẽ. Ly kỳ hơn chính là, Diệp Thần hơi thở, không thuộc về thiên quân thế gia. Tại địa tâm vực bên trong, thiên quân thế gia nắm giữ đứng đầu nhất tài nguyên, phần lớn cường giả, đều là xuất từ thiên quân thế gia, tán tu rất ít có cường đại tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần chính là lớn mạnh như vậy, làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hừ! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói nửa câu nói nhảm. Trực tiếp một kiếm ám sát ra, muốn tiêu diệt Lâm Kỳ, nhổ cỏ tận gốc. Hắn không biết thánh đường là cái gì thế lực, nhưng nếu đối phương muốn giết mình, hắn vậy không có để lại người sống đạo lý. Lâm Kỳ mắt gặp Diệp Thần trường kiếm giết tới, con ngươi lộ ra to lớn vẻ hoảng sợ, chết đến ập lên đầu, bất thình lình hai tay giơ cao, ngửa mặt lên trời hét lớn, cân nhắc quyết định thánh đường, cao nhất thiên uy, cứu tính mạng của ta, hạ xuống. Hắn tiếng kêu rơi xuống. Bầu trời đột nhiên chấn động, có vô cùng là ánh sáng trắng nhức mắt hiện lên, vạn đạo bạch quang mãnh liệt tới giữa, thủy khí bốc hơi lên, hiện ra một tòa thật to thánh đường cung điện. Chỗ tòa này thánh đường cung điện, nguy nga lộng lẫy và tuyệt vời, giống như cao nhất thiên thần cư trú đất nước, bốn phía có vô số tiên nhân thần Phật vần quanh, ngâm sướng tiếng ca ngợi bên tai không dứt. Oanh! Thánh đường cung điện một hiển hóa đi ra, lập tức từ trên trời hạ xuống. Như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hướng Diệp Thần đánh tới.
Đây là cái đồ gì? Diệp Thần thấy cái này thánh đường cung điện, nhất thời cảm thấy một hồi vô cùng phách liệt hỗn độn linh khí, đây tựa hồ là một kiện hỗn độn pháp bảo. Lâm Kỳ gọi tới, cũng không phải là pháp bảo bản thể, mà là một đạo hư ảnh. Nhưng cho dù là hư ảnh, vậy bàng bạc vô cùng thánh đường thiên uy, cũng là uy áp phản cổ, vô cùng bá đạo, Diệp Thần ngay cả hô hấp cũng hít thở không thông. Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Sa La Cây thấy cái này thánh đường cung điện, cũng là vô cùng kinh hãi, kêu lên, tôn chủ, mau tránh ra. Đây là 33 thiên hỗn độn chí bảo, xếp hạng thứ nhất tồn tại, kêu cân nhắc quyết định thánh đường. Diệp Thần ngẩn ra, nói cân nhắc quyết định thánh đường. Cái này cái gì thánh đường, nhưng thật ra là một kiện pháp bảo. Sa La Cây nói, không sai, cân nhắc quyết định thánh đường, 33 thiên hỗn độn chí bảo xếp hạng thứ nhất, pháp bảo này có cân nhắc quyết định thiên uy, vô cùng lợi hại, thẩm phán đạo pháp chính là từ bên trong lưu truyền ra. Cân nhắc quyết định thánh đường, thuộc về cung điện loại pháp bảo, và Sùng Quang Thần Hà Cung, Huyễn Nguyệt Tinh Diễm Cung, Hồng Liên Tử Kim Cung có chút tương tự, nhưng so với những thứ này cung điện lợi hại hơn được nhiều, thiên uy mênh mông vô cùng, chấn động thước phản cổ, chỉ là một đạo hư ảnh, liền để cho Diệp Thần cảm thấy vô cùng áp lực. Diệp Thần nói, xếp hạng thứ nhất, ta còn lấy là thứ nhất là Nguyện Vọng Thiên Tinh. Sa La Cây nói, Nguyện Vọng Thiên Tinh, ở, Hỗn Độn Cửu Tinh, bên trong xếp hạng thứ nhất, nhưng dõi mắt toàn bộ 33 thiên hỗn độn chí bảo, chỉ có thể xếp hạng thứ tư, đầu tiên là cái này cân nhắc quyết định thánh đường. Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, cân nhắc quyết định thánh đường là thứ nhất pháp bảo, vậy cân nhắc quyết định đứng đầu lại là ai? Tình thế trước mắt nguy cấp, nhưng cho không được Diệp Thần suy nghĩ nhiều, vậy cân nhắc quyết định thánh đường hư ảnh, hung mãnh đập rơi xuống, khí thế vạn quân. Diệp Thần khí cơ, hoàn toàn bị phong tỏa, vô luận như thế nào cũng tránh không tránh khỏi. Triệu hoán thành công, tính mạng của ta giữ được. Lâm Kỳ thấy thánh đường hư ảnh hạ xuống, trong lòng đại hỉ, lúc đầu hắn cái này triệu hoán nghi thức, cũng không phải là 100% thành công. Hiện tại nghi thức thành công, hắn dĩ nhiên là không khỏi mừng rỡ, không chỉ có thể còn sống, thậm chí còn có thể trấn giết Diệp Thần. Ở to lớn thánh đường cung điện nổi bật hạ, Diệp Thần thân thể, liền như một con kiến hôi vậy nhỏ bé, tựa như hạ một sát sẽ bị nghiền chết. Thái Dương Thiên Hoàng Trảm, phá cho ta. Sống chết trước mắt, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, sát kiếm nổ lên vô cùng huy hoàng thần mặt trời mang, kiếm khí cổn đáng dưới, đúng thanh kiếm tựa hồ trở nên lớn 10 lần vượt quá, một kiếm hướng vậy thánh đường cung điện chém tới. Phịch, mặt trời cự kiếm hung hăng chém ở thánh đường cung điện bên trên, vậy cung điện rõ ràng là hư ảnh, nhưng cự kiếm chém chết đi lên, lại là phát ra kim mâu leng keng tiếng va chạm. Thời khắc này Diệp Thần, cả người hội tụ thần ấn lực, cái này một tí mặt trời cự kiếm, uy lực cường hãn, đơn giản là vô địch, lại là đem vậy thánh đường cung điện hư ảnh, trực tiếp văng tung tóe phá hủy. Thánh đường văng tung tóe tiêu tán, nhưng hào hùng thánh đường lực, cũng là tàn bạo truyền đến Diệp Thần trên mình. Phốc xích, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ ngập trời cự lực, nghiền ép đi vào, lại là không thể ngăn cản, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị chấn động ngã xuống đất, đầu ông tác hưởng, tựa như bị người dùng đại thiết chùy gõ một tí. Mà hắn cùng thánh đường va chạm, vậy nổ lên kịch liệt đợt khí, đem Mạc Hàn Hy và Lâm Kỳ lật. Mạc Hàn hai ai yêu kêu một tiếng, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Nếu như không nhìn lầm, mới vừa Diệp Thần một kiếm, lại có thể chảm phá cân nhắc quyết định thánh đường. Mặc dù vậy cân nhắc quyết định thánh đường, chỉ là hư ảnh, nhưng cũng có vô cùng thiên uy, là tất cả địa tâm vực cường giả ác mộng, người người gặp được thánh đường khí tượng, cũng phải sợ quỳ sát. Nhưng Diệp Thần, nhưng là không sợ chút nào, lại có thể trực tiếp chảm phá thánh đường. Mạc Hàn Hy trong ánh mắt, mang sùng bái, rung động, mê mang, si say, kinh ngạc vân. Vân thần sắc, hoàn toàn không dám tin tưởng, thế gian lại có lớn như vậy khí phách nam tử. Cái gì, lại có thể phá hư thánh đường cân nhắc quyết định thiên uy? Bên kia Lâm Kỳ, lão đảo lắc lư bò dậy, thấy thánh đường hư ảnh tiêu tán, cũng là ngạc nhiên. Phải biết, cân nhắc quyết định thánh đường ở 33 thiên hỗn độn chí bảo bên trong, xếp hạng thứ nhất, vô cùng uy nghiêm bá đạo, nhiều năm qua một mực áp chế địa tâm vực thiên quân thế gia, càng tích lũy vô thượng khí vận, người bình thường nhìn thánh đường cung điện một mắt, đạo tâm đều phải sợ hãi chấn động chỉ, quỳ xuống đất màng bái, nơi nào có người dám trực tiếp đối kháng, thậm chí một kiếm chảm phá. Đây là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Lâm Kỳ rung động trầm mặc hồi lâu,
mới hoàn hồn lại, nhưng gặp Diệp Thần đổ xuống đất, hơi thở đã là tán loạn không chịu nổi. Hiển nhiên, đang cùng Thánh Đường trong đụng chạm, Diệp Thần vậy được to lớn chấn động, thể lực toàn bộ hao hết, thậm chí liền đứng khí lực cũng không có. Đáng sợ như vậy người, vẫn là sớm giết chết thì tốt hơn. Lâm Kỳ cắn răng, sách đao từng bước một ép tới gần Diệp Thần. Thương thế hắn rất nặng, nhưng ít nhất có hoạt động khí lực, trạng thái so với Diệp Thần tốt hơn nhiều. Không. Mạc Hàn Hy thấy Lâm Kỳ muốn động sát thủ, kinh hoàng kêu to, muốn đi ngăn cản, nhưng nàng đi hai bước, trực tiếp ngã nhào trên đất. Mới vừa chiến đấu bên trong, nàng đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Chết đi. Lâm Kỳ đi tới Diệp Thần bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hung hăng một đao chém xuống đi. Diệp Thần cắn răng, dùng hết cuối cùng một chút khí lực, sử dụng một món cát chảy, quát lên. Thái Ất Chấn Lôi Xa, cho ta bảo. Cát chảy như nước, quấn quanh đến Lâm Kỳ trên mình, hung mãnh lôi khí bỗng nhiên mãnh liệt, đùng đùng vang dội. Không tốt. Lâm Kỳ rất chấn động phố, nhưng cảm thấy thân thể nóng lên, sau đó một tiếng nổ, trước mắt thế giới hoàn toàn tối lại. Thái Ất Chấn Lôi Xa ở trên người hắn nổ lên, lập tức đem hắn thân thể, nổ được chia năm xẻ bảy, máu tươi nội tạng văng tung tóe. Nổ chết Lâm Kỳ, Diệp Thần vậy đã tiêu hao hết cuối cùng một chút khí lực, nghiêng đầu một cái, hôn mê đi. Mạc Hàn Hy kinh ngạc nhìn một màn này, thất thần hồi lâu, mới hoàn hồn lại, hoảng vội vàng kêu lên, này, người thế nào, không có sao chứ. Nàng tập tễnh bước chân, đi tới Diệp Thần bên người. Nhìn Diệp Thần gương mặt, Mạc Hàn Hy trong lòng tâm trạng vô cùng là phức tạp, người đàn ông này, âm thầm mai phục ở thần trà trì bên trong, dòm ngó nàng toàn thân hết thảy, nàng vô cùng xấu hổ. Nhưng cũng là người đàn ông này, giải cứu tánh mạng của nàng. Nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, nàng hiện tại đã bị Thánh Đường người giết chết. Tổ tiên tiên đoán nói sẽ có một cái phá cuộc người, cứu vãn ta Mạc gia nguy nan, cái này phá cuộc người, là phải hay không hắn đâu. Mạc Hàn Hy si ngốc nhìn Diệp Thần, nhớ lại Mạc gia cổ xưa tiên đoán. Hiện tại Diệp Thần bị thương, vô luận là không phải phá cuộc người, dẫu sao cứu nàng tánh mạng, nàng cũng không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Lập tức Mạc Hàn Hy kéo Diệp Thần thân thể, đem hắn thả vào thần trà trì bên trong đi. Thần trà trì linh khí đậm đà, vô cùng thích hợp chữa thương. Vì để cho Diệp Thần đạt được tốt hơn chữa trị, nàng rút đi Diệp Thần quần áo. Nhìn Diệp Thần cường tráng thân thể, Mạc Hàn Hy cũng không khỏi có chút mặt đẹp đỏ lên. Nghĩ đến mình cũng bị thương trong người, cần chữa trị, Mạc Hàn Hy đỏ mặt đến bên tai, cắn răng nói, ngươi tên này, tiện nghi ngươi. Nói xong, Mạc Hàn Hy vậy rút đi mình áo quần, và Diệp Thần khỏa thân đối nhau, cùng nhau ngâm ở thần trà trì bên trong chữa thương. Đây cũng là không thể làm gì cử chỉ, nếu không, nàng thương thế không có được chữa trị. Thật may Diệp Thần hôn mê, cũng không thấy được gì, nếu không, nàng nhất định là xấu hổ đến muốn chết. Hai người ở ao nước bên trong, cùng nhau ngâm ba ngày. Ao nước màu sắc, dần dần nhạt đi, hiển nhiên linh khí năng lượng, đều bị hai người hấp thu. Đáng tiếc linh khí phân tán, lại cầm đi chữa thương, ta tu vi không có thể đột phá. Mạc Hàn Hy nhìn nhạt đi ao nước, không biết làm sao than thở một tiếng. Nàng tu vi vẫn là thái chân cảnh 5 tầng trời, cũng không có đột phá, kiểm tra một tí Diệp Thần thân thể, phát hiện Diệp Thần thương thế vậy hoàn toàn khỏi rồi, nhưng từ đầu đến cuối không có tỉnh lại, vẫn là hôn mê. Xem lai tài quyết Thánh Đường lực lượng, thương tổn tới hắn thần hồn và bên trong ở đây, đây có thể phiền toái. Mạc Hàn Hy đôi mi thanh tú hơi cao lại, xem Diệp Thần hình dáng, hiển nhiên là tinh thần vậy được chấn thương, cho nên coi như bề ngoài thương thế khôi phục. Nhưng tinh thần bị thương dưới, từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Hắn nên sẽ không biến thành hoạt tử nhân chứ. Mạc Hàn Hy trong lòng thật sâu lo âu, nếu như Diệp Thần một mực ngủ say đi, vậy thì cùng thực vật xong hết rồi, muốn hoàn toàn lâm vào là hoạt tử nhân. Tình hình bây giờ, chỉ có thể mời gia tộc trưởng lão xuất thủ cứu hắn, nhưng không biết hắn lai lịch ra sao, tùy tiện mang hắn về nhà, chỉ sợ không ổn. Mạc Hàn Hy thử nghiệm suy diễn Diệp Thần số mạng. Nhưng phát hiện thiên cơ xương mù dày đặc, cái gì cũng không thấy được. Nàng vậy đẩy không tính ra Diệp Thần lai lịch, đem một cái không rõ lai lịch người đàn ông mang về nhà, sợ rằng sẽ trêu chọc không thiếu lời đồn đại. Nội tâm vùng vẫy một phen, nghĩ đến Diệp Thần ân cứu mạng, còn có trảm phá Thánh Đường vô địch uy thế,
Mạc Hàn Hy cầm tim đưa ngang một cái, cuối cùng vẫn là quyết định mang Diệp Thần về nhà. Nàng lập tức lưng đeo Diệp Thần, móc ra một tấm phù chiếu đốt, lại bước vào hư không, trở lại Mạc gia tộc. Địa tâm vực không gian vô cùng là vững chắc, tầm thường thủ đoạn không thể phá mở, cần muốn mượn đặc thù phá hư phù chiếu, mà đây loại phù chiếu, chế tạo khó khăn, giá trị không rẻ, không thể tùy tiện sử dụng. Mạc Hàn Hy chỉ muốn nhanh lên một chút cứu vãn Diệp Thần, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Qua lại hư không, từ trong hư không đi ra, Mạc Hàn Hy thuận lợi trở lại Mạc gia tộc. Mạc gia là thiên quân thế gia, tộc là một tòa thái cổ thành trì, kêu Bây Phượng cổ thành, trong thành có một bụi to lớn thông thiên thần thụ, một chút xíu tiên hỏa chập chờn bồng bềnh, như đom đóm vậy tô điểm, trên cây đậu có cổ xưa phượng hoàng, khí tượng mênh mông mà khoáng đạt. Mạc Hàn Hy trong đầu nghĩ, ta cõng gia tộc trưởng bối lén đi ra ngoài, lại mang theo một người đàn ông trở về, vô luận như thế nào đều không cách nào dùng lời nói dối làm lấy lệ, chỉ có thể nói thật. Nghĩ tới đây, Mạc Hàn Hy hít sâu một hơi, trong lòng đã làm xong quyết định. Mặc dù nàng vi phạm tộc quy đi ra ngoài, nhưng cuối cùng không có phát sinh tai họa, thậm chí chém giết 4 cái thánh đường đệ tử, vậy coi là một kiện công lớn tích, muốn đến các trưởng bối sẽ không quá mức trách tội. Mạc Hàn Hy lưng đeo Diệp Thần, dọc theo hẻm nhỏ đi, tránh người tai mắt, đi tới bụi cây kia thông thiên thần cây dưới. Bay phượng trong cổ thành thần thụ, vô cùng khổng lồ, người đi tới dưới tàng cây, căn bản không thấy được thần thụ toàn cảnh, chỉ thấy từng cái cổ xưa rễ cây, che khuất bầu trời lá cây, vô số điều cầu kết nhánh cây, còn có chiếm cứ ở trên ngọn cây từng cái phượng hoàng. Ở thần thụ dưới, xây dựng trước rất nhiều nhà cổ xưa kiến trúc, còn có chút cung phụng tế đàn. Người đến người đi, khá là náo nhiệt. Chỗ này, giống như một cái thôn trang bộ lạc, là Bay Phượng cổ thành hạch tâm yếu địa, Mạc gia cái này thiên quân thế gia, người mang dòng tránh huyết mạch trọng yếu đệ tử, ra nhiều trưởng bối, chính là ở nơi này. Mạc Hàn Hy hiển nhiên cũng là dòng tránh tồn tại, nàng lưng đeo Diệp Thần, từ bên ngoài trở về, không nói một lời. Thần thụ trong đất mọi người, bỗng nhiên thấy Mạc Hàn Hy trở về, thậm chí còn cõng một người đàn ông. Đều là ngây dại. Tiểu thư, người đây là... Người đi nơi nào, ngày hôm nay tế bái lão tổ cũng không gặp ngươi. Ngươi làm sao mang theo một người đàn ông trở về? Nam nhân này là ai? Tu vi chỉ có thủy nguyên cảnh, có gì tư cách bước vào ta Mạc gia hạch tâm yếu địa? Mọi người thấy Mạc Hàn Hy sau lưng người đàn ông, rối rít chỉ trỏ. Diệp Thần hôn mê bên trong, tựa hồ nghe được bên ngoài có thanh âm ồn ào. Lại cảm thấy mình tựa hồ sát một cái vô cùng ấm áp thân thể mềm mại, ý thức vùng vẫy muốn tỉnh lại, nhưng mơ mơ màng màng không để được khí lực, chỉ có thể tiếp tục ngủ say. Mạc Hàn Hy cảm thấy sau lưng Diệp Thần, tựa hồ động một tí, một trái tim không tự chủ được run rẩy một tí, cũng không biết là nguyên nhân gì. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Mạc Hàn Hy cúi đầu không nói gì. Hàn Hy, người rốt cuộc bỏ được trở về sao? Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng thâm trầm thanh âm vang lên. Chỉ gặp một tòa phá lệ đại khí cung điện bên trong, một cái lưng hùng vai gấu người trung niên sải bước ra, xem hình dáng là Mạc Hàn Hy phụ thân. Cha! Mạc Hàn Hy ngẩng đầu thấy phụ thân xuất hiện, kêu một tiếng, lại cúi đầu. Ở nàng bên cạnh cha, đứng một cái thị nữ, là nàng thiếp thân thị nữ, muốn đến nàng trộm đi thần trà trì sự việc, đã sớm bị phụ thân phát hiện. Người đàn ông này là ai? Ngươi chạy đi thần trà trì tu luyện, tu vi không chút nào đột phá, còn mang liền một cái dã nam nhân trở về, đây là ý gì? Mạc phụ lớn tiếng dày, giọng nói vô cùng hắn nghiêm nghị, chút nào vậy không nể mặt. Bởi vì, hắn phát hiện, Mạc Hàn Hy trong ánh mắt, mang theo một cổ khác thường tình cảm. Chung quanh Mạc gia tộc nhân, nghe được Mạc phụ dày, đều là một hồi xôn xao. Ở bọn họ trong mắt, Mạc Hàn Hy nhưng mà thần nữ vậy tồn tại. Nghìn vàng đại tiểu thư, cao không thể leo tới, hiện tại lại là không giải thích được, mang theo một người đàn ông trở về, không ít người trong lòng, đều có cổ chua chát cảm giác, trong lòng vô cùng không phải mùi vị. Cha, ngươi nghe ta giải thích. Mạc Hàn Hy muốn nói lại thôi, thấy chung quanh nhiều người như vậy, liền nói cha, chúng ta về nhà nói sau. Mạc phụ gật đầu một cái, nói, ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái hài lòng giải thích. Sải bước xoay người vào bên trong. Mạc Hàn Hy ảm đạm cúi đầu, vậy đi vào theo. Nàng vậy thiếp thân thị nữ đi tới, thấp giọng nói, tiểu thư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạc Hàn Hy nói, đi vào nói sau.
Trở lại Mạc gia trong đại điện, Mạc phụ hướng tả hữu hộ pháp trưởng lão nói, tiểu thư xảy ra chút chuyện, các ngươi trước mang người đàn ông kia đi xuống, cẩn thận điều tra hắn nhân quả lai lịch. Tộc trưởng. Tả hữu hộ pháp trưởng lão cùng kêu lên đáp dạ, thấy Mạc Hàn Hy mang theo một cái xa lạ người đàn ông trở về, lại là vẻ mặt không thay đổi, tựa như chỉ thấy không khí, hiển nhiên là hàm dưỡng cực sâu, bề ngoài không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Diệp thần bị trừng trưởng lão mang đi, Mạc Hàn Hy tuy không tình nguyện, nhưng vậy không thể làm gì, trên lưng sức nặng biến mất, trong lòng lại là một hồi thất lạc. Mạc phụ lại bình lui cỡ đó, chỉ để cho Mạc Hàn Hy thiếp thân thị nữ lưu lại. Hàn Hy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hẳn rất rõ ràng chúng ta Mạc gia bây giờ tình cảnh, hơi lơ là, chính là đầy bàn đều là thua. Mạc phụ giọng nói nghiêm nghị nói. Cha, ta đi đến thần trà trì sau đó, liền muốn hấp thu nước trong ao linh khí tu luyện. Mạc Hàn Hy cúi đầu, đem ở thần trà trì bên trong tu luyện, đột nhiên gặp phải thánh đường đệ tử tập sát, cuối cùng bị Diệp thần cứu sự việc, nói tường tận một lần. Nhưng che giấu nàng và Diệp thần cộng ngâm ao nước cờ bay phất phới nội dung, chỉ nói là Diệp thần đột nhiên hạ xuống, cứu vãn tánh mạng của nàng. Không, ngươi còn có giấu giếm, cho ta nói tường tận tới. Mạc phụ ánh mắt sắc bén, ngón tay đoán, nhưng cảm thấy nhân quả không minh. Mạc Hàn Hy còn có giấu giếm. Mạc Hàn Hy trong lòng chấn động một cái, nàng đích xác là có chút giấu giếm, nhưng cùng Diệp thần cộng ngâm ao nước sự việc, chân thực quá mức xấu hổ. Nàng lại như thế nào có thể mở miệng? Mạc phụ quát lên, nói mau. Mạc Hàn Hy ấp úng, ta. Mạc phụ nói, ngươi không nói, ta lấy máu tươi làm chất dẫn, tiêu hao nguyên khí, hướng Phượng Tê bảo thụ khấn cầu, cũng có thể tra ra sau lưng nhân quả. Mạc Hàn Hy biết vậy Phượng Tê bảo thụ, chính là bên ngoài bụi thần thụ kia, là Mạc gia khí vận bảo vệ chỗ, năm đó bị Mạc gia lão tổ rèn luyện qua, có thái thượng ban phúc cao nhất hơi thở. Chỉ cần hướng thần thụ khấn cầu, có thể được hết thảy đáp lại. Nếu như nàng phụ thân, thật phải hao phí máu tươi nguyên khí khấn cầu mà nói, vậy nàng vô luận như thế nào, đều là không dối gạt được. Lập tức Mạc Hàn Hy vành mắt một đỏ, cố nén nước mắt, nói cha, ngươi không nên đả thương thân thể, ta nói là được. Sau đó, Mạc Hàn Hy liền đem mình cùng Diệp thần đủ loại trải qua, nói tường tận một lần. Mạc phụ sau khi nghe xong, mặt xanh một hồi. Trắng một hồi, thật sự là khó tin, rung giọng nói, ngươi. Ngươi nói gì sao, các ngươi lại có thể. Khí nhét ngực ức, thân thể không nhịn được tức giận phát run. Con gái bảo bối của hắn, từ nhỏ bị hắn nâng tại lòng bàn tay, không biết có bao nhiêu thương yêu, nhưng ngày hôm nay, lại có thể vào một cái liền tên chữ cũng không biết người ngoài, có như vậy quan hệ thân mật, đây nếu là truyền ra ngoài, hắn Mạc gia mất hết mặt mũi. Phải biết. Mạc gia nhưng mà thiên quân thế gia, địa tâm vực không biết lại có bao nhiêu người đang ngó chừng, nếu như Mạc gia bêu xấu văn, tuyệt đối sẽ bị người nhạo báng, lại cũng không ngóc đầu lên được. Thị nữ bên cạnh, nghe được Mạc Hàn Hy mà nói, trợn mắt hốc mồm, nói tiểu thư, ngươi. Mạc Hàn Hy huyễn nhiên muốn khóc, nói cha, ngươi đừng tức giận, hắn có thể giết ngược thánh đường, rất có thể là chúng ta tổ tiên tiên đoán bên trong phá cuộc người, cho nên ta đem hắn mang theo trở về, chúng ta. Chúng ta không có gì, hắn vậy không chạm qua người ta vẫn là thân trong sạch. Mạc phụ có vẻ tức giận, bàn tay một chụp, đem cái ghế nắm tay chụp được nghiền, nói, người đều bị người xem hết sạch, lại thế nào coi như là thân trong sạch. Mạc Hàn Hy xấu hổ khó khăn làm, bỗng nhiên lúc này cặp mắt liếc một cái, đột nhiên ngã quỵ trên đất, lại là ngất xỉu. Bên cạnh thị nữ kinh hô, không xong, lão gia, tiểu thư Hàn chứng phát tác. Thị nữ vội vàng ôm lấy Mạc Hàn Hy, nhưng giác nàng thân thể lạnh được lợi hại, đỉnh đầu toát ra từng luồng hàn xương xương trắng, vậy hàn xương bay lên tới giữa, lại có thể mơ hồ hóa thành một đầu băng tuyết non nớt hoàng hình dáng, thật là kỳ lạ. Mạc phụ thấy vậy, thân thể run run một tí, tiến lên trước hai bước, muốn đi cứu chữa con gái, nhưng cuối cùng là khí được lợi hại, dừng lại ở bước chân, hừ lạnh một tiếng, nói, mang nàng đi xuống. Tạm thời dùng thiên trà đan, áp chế nàng trong cơ thể khí lạnh. Thị nữ kia nói, Sau đó liền đỡ hôn mê Mạc Hàn Hy, đi lớn đi ra ngoài điện. Từ nơi này đến cửa đại điện, khoảng cách không hề coi là xa, nhưng thị nữ kia chậm chạp đi không đi qua, bước chân thật chậm, đều là bởi vì Mạc Hàn Hy hàn chứng phát tác dưới, khí lạnh quá mức nồng nặc,
nàng cần phải liều mạng vận công chống đỡ, dù vậy, bị lạnh khí dính, hàm răng cũng không nhịn được lạc lạc vang dội, chạy đi đâu nhanh hơn. Ước chừng nửa nén hương thời gian, thị nữ kia mới mang Mạc Hàn Hy rời đi. Mạc phụ sắc mặt âm tình bất định, lúc này, có người đệ tử bước chân vội vã, từ bên ngoài đi vào, trình lên một phong thư, nói. Tộc trưởng, khẩn cấp phi kiếm truyền thư, là Lâm gia tin tới. Mạc phụ nói, Lâm gia tin tới, có chuyện gì? Lâm gia và Mạc gia, đều là địa tâm vực đại danh đỉnh đỉnh thiên quân thế gia, hai nhà tuy có tranh đấu, nhưng cũng gặp phải cân nhắc quyết định thánh đường diệt tuyệt áp lực, giữa hai bên lui tới quá mức bí mật, ai cũng không thể rời bỏ ai. Mạc phụ nhận lấy thư, gặp tin phong ấn một hàng chữ. Mạc gia thiên quân Nguyên Châu huynh thân ái. Nguyên Châu hai chữ, tự nhiên chính là hắn tên. Lâm gia gọi hắn là Mạc gia thiên quân, là tôn kính ý, vậy ở gia tộc mình bên trong, chỉ gọi tộc trưởng, không dám xưng bậy thiên quân. Bởi vì, chỉ có phi thăng thái thượng, quân lâm thiên hạ, mới thật sự là thiên quân. Không Nguyên Châu mở thư ra phong, rút ra giấy viết thư, nhìn nội dung trong thơ, tròng mắt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đưa tin tới đệ tử kia nói, tộc trưởng, trong thơ cũng nói những gì. Không Nguyên Châu lạnh giọng cười một tiếng, nói, Lâm gia đệ tử Lâm Kỳ phản bội, đầu phục cân nhắc quyết định thánh đường, Lâm gia phát tin cho ta, là muốn bảo chúng ta cùng nhau liên thủ, diệt trừ phản đồ. Đệ tử kia cả kinh nói, lúc này, là sinh tử tồn vong nguy cấp, còn có người dám phản bội, vậy phải đem lùng bắt, bầm thây vạn đoạn, cảnh cáo. Không Nguyên Châu nói, không cần, thơ hồi âm cho Lâm gia, cái này kêu Lâm Kỳ phản đồ, đã đền tội, không cần lãng phí nữa khí lực. Đệ tử kia kinh nghi bất định, nói, vậy phản đồ đã chết rồi sao? Là bị ai giết chết? Hắn biết rõ cân nhắc quyết định thánh đường khủng bố, đó là tất cả thiên quân thế gia ác mộng, nếu vậy Lâm Kỳ đầu phục cân nhắc quyết định thánh đường, có thánh đường thiên uy bảo vệ, muốn chu diệt, chân thực muôn vàn khó khăn, thật không biết có ai bản lãnh lớn như vậy. Không Nguyên Châu ra mặt làm động tới, trong mắt mang lửa giận, ẩn nhẫn không phát, nói, ngươi chớ xía vào như thế nhiều, tóm lại Lâm Kỳ đã chết, thánh đường thiên uy bị nhục, đối với chúng ta có vẻ có lợi. Đệ tử kia trong đầu nghĩ, chẳng lẽ tộc trưởng như thế thần thông quảng đại, lại có thể chu diệt phản đồ. Sau đó, hắn gặp Không Nguyên Châu âm tình bất định hình dáng, càng cảm thấy hắn pháp lực uyên thâm, trong lòng sợ hãi tôn kính, cũng không dám hỏi nhiều, chắp tay nói, tộc trưởng, đệ tử lập tức hướng Lâm gia thơ hồi âm. Rồi sau đó, đệ tử kia xoay người đi ra ngoài. Hắn chỉ cho là Không Nguyên Châu chu diệt phản đồ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm gia tên phản đồ kia, nhưng thật ra là chết ở Diệp Thần dưới quyền. Cái đó xa lạ nam tử, lại có thần thông lớn như vậy, có thể chảm phá thánh đường thiên uy, chu diệt phản nghịch, không biết là cái gì xuất thân. Không Nguyên Châu trong lòng nghĩ ngợi, Mạc Hàn Hy đã đem sự việc đi qua nói cho hắn, hắn tự nhiên biết kết quả. Nếu như bỏ ra chuyện nam nữ, đơn thuần xem Diệp Thần thực lực, đây tuyệt đối là khủng bố. Dẫu sao, cân nhắc quyết định thánh đường thiên uy hạ xuống, phổ thông thái chân cảnh cường giả cũng không chịu nổi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chịu đựng được, thậm chí phản kích, đây là không có thể tưởng tượng sự việc. Không Nguyên Châu thật là tò mò Diệp Thần thân phận, cũng không cùng Trừng trưởng lão báo cáo, tự mình đi ra đại điện, đi tổ tông từ đường. Tổ tông từ đường, là Mạc gia cung phụng tổ tiên địa phương, cũng là tra hỏi người ngoài hình. Nếu như có người ngoài dám xông vào Mạc gia tổ địa bay phượng cổ thành, bất kể là vô tình hay cố ý, đều phải bắt được tổ tông trong từ đường chém chết, lấy máu tươi tế trời. Sau một nén nhang, Không Nguyên Châu đi tới từ đường nội thất bên trong, liền thấy có mấy cái trưởng lão, đang vây quanh Diệp Thần, đánh ra đạo đạo linh quyết, không ngừng làm phép, ở ngược dòng Diệp Thần thiên cơ nhân quả, muốn tra ra hắn lai lịch. Tộc trưởng đại nhân, thấy Không Nguyên Châu tới, tất cả trưởng lão lập tức cung kính hỏi thăm sức khỏe. Không Nguyên Châu gật đầu một cái, nói, như thế nào, tra ra được chưa? Một cái trưởng lão đứng ra, nói, khải bẩm tộc trưởng, chúng ta rút lấy nam tử này máu tươi, phát hiện hắn nhân quả thù dị, có thể không phải địa tâm vực người, là từ ngoại giới tiến vào. Không Nguyên Châu trong lòng chấn động một cái, nói, là một cái xứ lạ người sao? Địa tâm vực lãnh thổ bát ngát, trừ thiên quân thế gia bên ngoài, còn thật nhiều thế lực lớn nhỏ, nhưng bỏ mặc cái gì thế lực, chỉ cần tại địa tâm vực bên trong ra đời lớn lên người, khí huyết đều có địa tâm vực nhân quả.
mà Diệp Thần máu tươi, không có đất tìm vực nhân quả, vậy thì đồng nghĩa với, hắn là từ ngoại giới tới, là một cái xứ lạ người. Một người đến từ bên ngoài bốn đại vực xứ lạ người. Cố hương của hắn, ở đất lạ, không ở nơi này. Đối đãi xứ lạ người, bất kể là thế lực kia, cũng sẽ chém tận giết tuyệt, sẽ không lưu lại một chút sức sống. Đây là vì giữ địa tâm vực nhân quả thuần khiết, không để cho người ngoài ô nhiễm. Dẫu sao, ở tuyên thời xưa, địa tâm vực lịch sử quá huy hoàng, sản sinh ra 10 vị siêu cấp cường giả, hùng bá thái thượng thế giới. Chỗ này, là vạn khư thần điện tổ địa, cũng là đương kim rất nhiều thái thượng cường giả tổ địa, nhân quả không phải chuyện đùa. Tự thái cổ dĩ lai, địa tâm vực mọi người, liền muốn tái hiện tổ tiên huy hoàng, lần nữa sản sinh ra quân lâm thiên hạ cường giả, cho nên giết tuyệt hết thảy người ngoài, giữ địa mạch tinh khiết, là tất cả mọi người nhận thức chung. Mặc dù địa tâm vực đã sớm khép kín, người ngoài không vào được, người ở bên trong cũng khó mà đi ra ngoài, phàm là chuyện luôn có ngoại lệ, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ có chút xứ lạ người, đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này. Một khi phát hiện xứ lạ người, vậy phải chém chết, nếu không đất lạ tạp khí, ô nhiễm liền địa tâm vực mạch máu, vậy thì phiền toái. Trưởng lão kia lắc đầu một cái, nói còn không biết, cần nghiên cứu thêm một chút, chúng ta muốn ngược dòng hắn nhân quả, nhưng phát hiện sương mù nồng nặc, trên người người này có đại bí mật, tuyệt đối không đơn giản. Không Nguyên Châu lạnh lùng nói, tự nhiên là có đại bí mật, nếu không, hắn làm sao có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường nhuệ khí. Tất cả trưởng lão nghe vậy, đều cảm thấy kinh ngạc, nói cái gì? Thằng nhóc này có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường. Không Nguyên Châu gật đầu một cái, nói trước không nói cái này, nếu cha không ra tiểu tử này nhân quả lai lịch, vậy trước tiên cứu tỉnh hắn nói sau, chờ hắn tỉnh, ta tự mình hỏi, tin hắn cũng không thể giấu giếm. Tất cả trưởng lão đồng nói, lập tức tập trung lực lượng, toàn lực cứu chữa Diệp Thần. Diệp Thần thương thế trên người, đã sớm hết bệnh, hắn bị thương là thần hồn. Muốn trị liệu thần hồn vết thương, chân thực không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Diệp Thần thần hồn, vẫn bị cân nhắc quyết định thánh đường chấn thương, sau lưng thiên uy quá lớn, tầm thường thủ đoạn đều không cách nào chữa trị. Tất cả trưởng lão chữa trị 3 ngày, dùng hết tất cả thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, nhưng cũng không có kết quả. Không Nguyên Châu nói, làm sao, không trị hết sao? Tất cả trưởng lão mồ hôi lạnh nhễ nhại, cũng không biết như thế nào cho phải. Yên lặng hồi lâu, một cái trưởng lão nhỏ giọng nói, tộc trưởng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính hắn lực lượng thanh tỉnh, chúng ta là không có cách nào. Không Nguyên Châu chau mày, nói, vậy xem ra là tử cục, ai cũng không phá được, ta còn thật lấy là chính là một cái thủy nguyên cảnh, có thể nghịch giết cân nhắc quyết định thánh đường, lúc đầu cuối cùng không địch lại thánh đường thiên uy, thật tốt chăm sóc hắn. Như hắn tắt thở, cho hắn một cái thể diện an táng. Diệp Thần và Mạc Hàn Hy tới giữa, có không rõ ràng quan hệ, lòng hắn bên trong vô cùng là nổi nóng, nhưng cũng biết Diệp Thần giết chết Lâm Kỳ, hung hăng thất bại cân nhắc quyết định thánh đường nhuệ khí, mặc dù cuối cùng khó thoát tử cục, nhưng cuối cùng lập được công lao, hắn tự nhiên cũng sẽ cho Diệp Thần một cái thể diện. Tất cả trưởng lão kêu, dưới mắt chỉ có thể buông tha chữa trị, mặc cho Diệp Thần tự sanh tự diệt. Diệp Thần hôn mê tới giữa, ý thức mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe được bên ngoài có lung tung kia thanh âm, hắn rất muốn vùng vẫy bỏ dậy, nhưng ý thức cũng đang không ngừng chìm xuống, dường như muốn rơi vào vực sâu không đáy. Mà ở Diệp Thần lúc hôn mê, Linh Hài Nhi và Sa La Cây Trà thử nghiệm thức tỉnh, Huyền Hàn Ngọc và Thần Ấn Khí Linh, vậy thử nghiệm thức tỉnh, nhưng cũng không có bổ tại chuyện. Như vậy lại qua một ít ngày, Diệp Thần đã độ sâu hôn mê, ngay cả hô hấp cũng đổi được vô cùng nhẹ. Đã đến sắp chết giây phút. Mạc ra tất cả trưởng lão cửa thấy vậy, đều là rối rít lắc đầu than thở. Cân nhắc quyết định thánh đường quả nhiên đáng sợ, thật là không người có thể địch. Thằng nhóc này chết được không oan, chết ở cân nhắc quyết định thánh đường trấn áp xuống, cũng không coi là mất thể diện. Cho hắn chuẩn bị hậu sự đi, đem hắn an táng ở Phượng Tê bảo thụ phía dưới, vậy coi là thể diện. Tất cả trưởng lão bắt đầu sau khi thương lượng chuyện, sẽ chờ Diệp Thần tắt thở. Giao. Nhưng vừa lúc đó, Diệp Thần cả người thả ra từng luồng bích lục ánh sáng. Cái này luồng quang mang, mang đậm đà sức sống, đang không ngừng bồi bổ Diệp Thần thân thể, thậm chí tựa hồ ở ân cần săn sóc hắn thần hồn. Đây là... Tất cả trưởng lão thấy vậy, nhất thời kinh hãi.
chỉ gặp Diệp Thần trong cơ thể tràn ra linh khí, sức sống bàng bạc, đơn giản là khó mà hình dạng, tựa như sắp chết người, thịt xương trắng, mang ngập trời sinh mệnh lực, thậm chí còn có vô cùng là cổ xưa, có thể truy tố đến thiên địa mở sơ hơi thở. Nếu như Diệp Thần sư tỷ tử ngưng ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ rất kinh ngạc, bởi vì lúc này, từ Diệp Thần trong cơ thể xông ra hơi thở, chính là linh bia linh khí. Ở Diệp Thần sắp chết giây phút, luân hồi huyền bi linh bia ở cứu hắn. Vô cùng hùng hồn, tràn đầy sinh cơ linh bia hơi thở, nhanh chóng lan tràn đến Diệp Thần thần hồn bên trong. Diệp Thần mơ mơ màng màng tới giữa, cảm thấy một hồi mát rượi, xong là một hồi sống động, nguyên bản mơ màng nặng trĩu đầu, rất nhanh đổi được trong sạch. Không tới một nén hương thời gian, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra, tỉnh lại. Đây là địa phương nào? Diệp Thần nhìn bốn phía hoàn cảnh xa lạ, còn có một cái xa lạ trưởng lão, không khỏi ngẩn ngơ. Tỉnh, tỉnh. Chết đến ập lên đầu, ta cũng chuẩn bị vì ngươi nhặt xác, ngươi lại có thể tỉnh. Không hổ là có thể đánh bại thánh đường người, quả nhiên khí vận phi phàm, cái này cũng có thể không chết. Đi nhanh bẩm báo trưởng lão. Tất cả trưởng lão hưng phấn dị thường, có người truyền đi bẩm báo Không Nguyên Châu, có người dò xét Diệp Thần kinh mạch, có người ở Diệp Thần trên mình sờ tới sờ lui, còn có người tại chỗ đi qua đi lại, tình cảnh có chút hỗn loạn. Diệp Thần ngơ ngác nhìn một màn này, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Tôn chủ, chúc mừng tỉnh lại, ta thiếu chút nữa lấy vì ngươi phải bỏ mạng. Lúc này, xa là cây thanh âm, từ hoàng tuyền thế giới bên trong truyền ra. Diệp Thần liền vội vàng hỏi, Sa La, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sa La cây nói, tôn chủ, người hôn mê những ngày qua bên trong. Sa La bên cây nói, bên rút ra một cái nhánh cây, cách không truyền thần niệm, đem những ngày qua sự tình phát sinh, rất nhiều hình ảnh, cũng truyền tống cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp thu được rất nhiều nhân quả, nhất thời kinh hãi, cái gì, lúc đầu ta thiếu chút nữa thì đã chết rồi sao? Vậy cân nhắc quyết định thánh đường. Lại có thể như vậy khủng bố. Diệp Thần là tuyệt đối không nghĩ tới, cân nhắc quyết định thánh đường cho hắn tạo thành tổn thương, lại có thể sẽ lớn như vậy, tổn thương nặng thần hồn dưới, lại thiếu chút nữa liền giết chết hắn. Cái này cân nhắc quyết định thánh đường, không hổ là 33 thiên hỗn độn chí bảo đứng đầu, quả nhiên là đáng sợ. Diệp Thần không khỏi khen ngợi, thật may hắn võ đạo nội tình thâm hậu, khí vận bàng bạc, cũng thật không có bị giết chết, ở giây phút sau cùng tỉnh hồn lại. Sa La cây khẽ mỉm cười nói, tôn chủ, lúc đầu ngươi linh bia đã lột xác viên mãn, nghiêm trọng đi nữa vết thương đều có thể gặp giữ hóa lành, ta thiếu chút nữa lo lắng ngươi chết, xem ra là ta quá lo lắng. Là linh bia cứu ta sao? Diệp Thần ánh mắt động một cái, cẩn thận cảm ứng một tí, quả nhiên phát hiện trong cơ thể linh bia khác thường động. Khối kia linh bia, lục quang tràn ngập, linh khí đặc biệt dư thừa, lại có thể so với trước kia còn muốn đậm đà. Hơi thở đã lột xác viên mãn, chữa trị và hồi phục hiệu quả càng cường đại hơn. Diệp Thần trên mình mới vừa toát ra sức sống ánh sáng, chính là từ linh bia bên trong chảy ra. Linh bia hơi thở, đã hoàn toàn lột xác viên mãn, hiệu quả trị liệu cường đại, bất kể là thân xác vẫn là tinh thần, nghiêm trọng đi nữa vết thương cũng có thể khôi phục. Xem ra là thần trà trì linh khí, hoàn toàn kích phát linh bia, để cho linh bia thành công lột xác. Diệp Thần cẩn thận học hỏi dưới, liền phát hiện linh bia lột xác ngọn nguồn, đang chỉ hướng thần trà trì. Hắn ở thần trà trì bên trong ngâm qua mấy ngày, hấp thu hàng loạt linh khí, thương thế hoàn toàn khôi phục, liên quan linh bia cũng nhận được tăng thêm, hoàn toàn viên mãn mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào, địa tâm vực bên trong linh khí, đối với luân hồi huyền bi rất có ích lợi, nếu như thuộc tính thích hợp, có thể hoàn toàn kích thích luân hồi huyền bi năng lượng, đạt tới viên mãn đỉnh cấp. Ta đã kích phát trần bia và linh bia, sau này nếu như cơ duyên đến, nói không chừng có thể đem tất cả luân hồi huyền bi, toàn bộ kích thích đến nhất viên mãn cảnh giới. Diệp Thần trong lòng nghĩ ngợi, không khỏi một hồi hưng phấn. Đạp đạp đạp, nhưng mà ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi vô cùng có lực tiếng bước chân. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhưng gặp một cái người trung niên to lớn, sải bước đi tới, chính là Mạc gia tộc trưởng Không Nguyên Châu. Diệp Thần đã đạt được Sa La cây truyền niệm, cho nên đối với mình sau khi hôn mê sự tình phát sinh, đều là như lòng bàn tay, rành rành trong mắt. Vị tiểu hữu này, người rốt cuộc tỉnh, cảm giác như thế nào? Không Nguyên Châu cười nhạt, giọng vẫn là khá là khách khí, dẫu sao là thiên quân thế gia nắm giữ,
mới vừa gặp mặt, coi như trong lòng có thiên đại tức giận, cũng không thể hướng về phía một tên tiểu bối chút giận, miễn được thất lạc thân phận. Diệp Thần đứng dậy, chắp tay, ra vẻ cái gì cũng không biết hình dáng, nói, đa tạ chiếu cố, tại hạ Diệp Thần, không biết nơi này là địa phương nào, tiền bối xưng hô như thế nào. Không Nguyên Châu cười nói, người cứu con gái ta, ta rất là cảm kích, ta kêu Không Nguyên Châu, là Mạc gia thế hệ này tộc trưởng. Diệp Thần làm bộ như kinh ngạc hình dáng, nói, lúc đầu tiền bối chính là Mạc gia thiên quân nắm giữ sao. Như vậy bên trong chính là Mạc gia tộc bay phượng cổ thành. Không Nguyên Châu nói, thiên quân nắm giữ không dám làm, nơi này đích xác là ta Mạc gia tộc, lần này con gái ta nhờ có ngươi cứu giúp, không biết ngươi muốn thủ lao gì. Diệp Thần biết mình là xứ lạ người, lưu lại hơn một khắc, liền hơn một phần nguy hiểm, nói, một cái nhấc tay mà thôi, thù lao cũng không cần, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, tạm thời từ biệt, ngày khác có duyên phận sẽ cùng tiền bối tương hội. Dứt lời, Diệp Thần khởi bước liền muốn rời đi, một khắc cũng không muốn lưu lại nữa. Không Nguyên Châu tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần tâm tư, cười lạnh một tiếng, nói tiểu hữu không cần gấp như vậy trước rời đi, lưu lại ăn bữa cơm cũng không muộn. Ngươi có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường nhuệ khí, thần thông kinh thiên, làm người ta bội phục, không biết tiểu hữu ngươi sư thừa vì sao phái, cố hương ở địa phương nào. Không Nguyên Châu đặc biệt ở cố hương hai chữ, nhấn mạnh, cũng thả ra vô tận linh khí, ở Diệp Thần trước người bày thành công bức tường khí, ngăn trở hắn bước chân. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nếu như hắn xứ lạ người thân phận bại lộ, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nói ta cố hương ở chỗ thật xa. Sau này có cơ hội, có thể mang tiền bối đi xem, ngày hôm nay tạm thời cáo từ. Dứt lời, Diệp Thần cướp bước trước sông lên, không giấu vết thả ra một món hủy diệt đạo ấn lực lượng, chọc thủng Không Nguyên Châu bức tường khí, một bước bước ra từ đường, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Hủy diệt đạo ấn, chẳng lẽ hắn là Hồng gia người? Không Nguyên Châu thấy Diệp Thần thủ đoạn, trong lòng nhất thời rét một cái. Địa tâm vực thập đại thiên quân thế gia. Trước mắt chỉ còn lại Mạc gia, Lâm gia, Hồng gia, còn lại thế gia đều ở thái cổ trong hạo kiếp, bị cân nhắc quyết định thánh đường xúc diệt. Thạc quả còn sót ba đại thiên quân thế gia, lẫn nhau kết minh liên hiệp, nhưng địa phương có người thì có tranh đấu, ba nhà đạo thống cơ nghiệp quá lớn, cửa tộc hạ đệ tử hàng tỷ, nhiều người như vậy lợi ích, vô luận như thế nào cũng không thể điều hòa. Cho nên, ba nhà ngoài mặt kết minh, nhưng lén lút cũng có tranh đấu kịch liệt, lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên. Mà ở ba nhà bên trong, Hồng gia lối ăn khó khăn nhất xem, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, vậy bá đạo nhất, một mực có muốn tóm thâu cái khác hai nhà, thống nhất thiên quân cửa tộc, một mình đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường dã vọng. Mà Hồng gia đạo thống bên trong, có hủy diệt đạo ấn thần thông, hơn nữa đã từng sản sinh ra đột phá thiên địa, đem hủy diệt đạo ấn tu luyện tới đỉnh cấp tồn tại. Dưới mắt Không Nguyên Châu gặp Diệp Thần tuổi còn trẻ, hủy diệt đạo ấn tu vi lại có thể đạt tới 7 tầng thiên. Ung dung phá hỏng pháp lực của hắn cấm tường, dĩ nhiên là rất kinh ngạc, chỉ lấy là Diệp Thần là Hồng gia võ giả, an bài đến con gái mình bên người, là có lật Mạc gia, tóm thâu Mạc gia cơ nghiệp trọng đại mưu đồ. Thằng nhóc, đứng lại cho ta. Không Nguyên Châu trong lòng sợ hãi giận dữ, không che giấu nữa thái độ, trong mắt sát khí nổ tung, một trường ngang nhiên gào thét, hướng Diệp Thần sau lưng tập sát đi, lại là muốn động sát thủ. Cố nhiên là sát thủ. Không Nguyên Châu cũng không toàn lực, bất quá một trưởng này cũng đạt tới thái chân cảnh 6 tầng thiên trình độ. Diệp Thần nghe được sau lưng trưởng phong dâng trào, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Không Nguyên Châu, là Mạc gia thiên quân nắm giữ, tu vi đã đến thái chân cảnh hậu kỳ, thậm chí đến gần đỉnh cấp, đơn thuần dùng võ đạo mà nói, so nho tổ còn lợi hại hơn một chút, một trưởng này dù là áp chế mấy phần, nhưng khí thế uy mãnh, quả thực là khủng bố. Lúc này Diệp Thần trạng thái thực lực đã khôi phục lại đỉnh cấp, nhưng đối mặt một trưởng này, cũng là áp lực to lớn. Xích Trần thần mạch, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần đột nhiên quát to một tiếng, mở Xích Trần thần mạch, cả người kim quang tách thả ra, ngưng hóa ra một bộ hoàng kim chiến giáp, thần uy dọn ra khoác lên người. Ở Xích Trần thần mạch ra chỉ xuống, Diệp Thần lại là vô cùng hãn dũng, trở tay một trưởng đánh ra, muốn cùng Không Nguyên Châu cứng đối cứng. Không Nguyên Châu thấy vậy, nhất thời sững sờ một chút, hắn nhưng mà thái chân cảnh cửu tầng thiên siêu cấp cường giả, mà Diệp Thần chỉ là thủy nguyên cảnh 7 tầng thiên mà thôi. Một cái thủy nguyên cảnh con kiến hôi, và hắn cứng đối cứng, đây không phải là muốn chết sao?
Trong từ đường tất cả trưởng lão vọt ra, thấy Diệp Thần động tác, cũng là hoảng sợ, chỉ lấy là Diệp Thần là đang tự tìm đường chết. Phịch! Diệp Thần bàn tay, hung hăng cùng Không Nguyên Châu đụng vào nhau, nhất thời kích thích hung mãnh đợt khí, đem hai người dưới chân tấm đá, toàn bộ chấn động được nghiền. Thật may từ đường nơi quan trọng, phải có phòng ngự cấm chế, nếu không hai người cái này một tí đối trưởng, khí thế hung mãnh, sợ là phải cầm trời cũng rung sụp. Hai tay va chạm tới giữa, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng cự lực, đánh thẳng tới. Coi như hắn thể chất cường hãn, nhưng cùng Không Nguyên Châu cảnh giới tu vi, chênh lệch cuối cùng quá mức to lớn, nếu như tầm thường dưới tình huống, vậy không chết cũng phải trọng thương. Nhưng hiện tại, Diệp Thần mở ra xích trần thần mạch, cả người kim giáp huy hoàng, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Diệp Thần trong lòng động một cái, đem tập sát mà đến trưởng lực, toàn bộ chuyển tới hoàng kim chiến giáp bên trên. Rắc rắc sát, ở Không Nguyên Châu trưởng lực đánh xuống, Diệp Thần cả người chiến giáp, nhất thời nổ tung nghiền, hóa thành một phiến phiến màu vàng lưu quang tiêu tán. Nhưng có chiến giáp ngăn cản, Diệp Thần nhưng là không chút tổn hao nào, không có bị một bị thương. Cái gì? Không Nguyên Châu thấy một màn này, kinh hãi được cặp mắt trợn to, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể thật đỡ được. Chung quanh các trưởng lão, cũng là rung động không dứt. Diệp Thần mạnh mẽ, vượt quá bọn họ tưởng tượng, không hổ là có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường người. Diệp Thần thừa dịp đám người thất thần để gặp, lập tức xoay người bay vút đi, phải xa xa thoát đi ra bay phượng cổ thành. Không Nguyên Châu nhìn Diệp Thần rời đi hình bóng, ánh mắt trầm xuống, trong tay đánh ra một tấm phù chiếu, quát lên, thần thụ hiển linh, cho ta trấn áp. Phù chiếu bắn tới vậy thông thiên thần cây trên thân cây, tựa hồ mở ra cái gì nghi thức, thân cây kịch liệt chấn động đứng lên, thả ra vạn nặng sáng mờ, ngút trời thụy khí, có bách điểu triều hoàng kêu vang lên, một đầu vô cùng to lớn phượng hoàng hư ảnh, chấn động hai cánh, ngửa mặt lên trời hí, hướng Diệp Thần đạp chết đi. Không tốt, tôn chủ đi mau, phượng tê bảo thụ hiển linh. Sa La cây thấy vậy phượng hoàng hư ảnh, có vẻ lo lắng nói. Phượng tê bảo thụ. Diệp Thần nhìn vậy từ thần thụ bay ra to lớn phượng hoàng, chỉ cảm thấy hô hấp một hồi nghẹt thở. Sa La cây nói, phượng tê bảo thụ là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, thế gian có thập đại thần thụ truyền thuyết, mỗi một bụi cây thần thụ đều là hỗn độn chí bảo, pháp lực thần thông cực mạnh, cái này phượng tê bảo thụ truyền thuyết có thể nuôi dưỡng phượng hoàng thần thú, ra thiên phượng hoàng đạp chết xuống, đó là cả ngày quân đều phải kiêng kỵ. Diệp Thần con người có giúp một cái, bụi cây này phượng tê bảo thụ, hiển nhiên là Mạc gia chấn tộc chi bảo, chấn thủ Mạc gia phong thủy khí vận, ở gặp phải địch nhân thời điểm, còn có thể lấy phượng hoàng thần uy, tiêu diệt ngoại địch, quả thực là vô cùng lợi hại. Diệp Thần mới vừa cùng Không Nguyên Châu chạm nhau một trường, hơi thở còn không khôi phục, mắt gặp vậy phượng hoàng hư ảnh cuốn tới, cũng không cách nào kích phá, chỉ có thể tại chỗ lăn lộn, hơi có điểm chật vật né tránh. Mà hắn bước chân, bị cái này phượng hoàng cản một cái, Không Nguyên Châu thừa dịp này cơ hội, đã dẫn người liều chết xung phong đi lên. Trong thành tuần tra hộ pháp, thấy khác thường động, từ bốn phương tám hướng bao vây, thùng sắt vậy vây lại Diệp Thần. Diệp Thần nhất thời rơi vào tuyệt đối vòng vây bên trong, giống như khốn ở trong lồng dã thú, vô luận như thế nào đều không thể chạy khỏi đi ra ngoài. Thằng nhóc, ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Không Nguyên Châu hung tướng lộ ra, không có lại cùng Diệp Thần ý khách khí. Diệp Thần thoáng chấn định tâm thần, diễn cảm lãnh đạm, nói tiền bối đây là ý gì? Không Nguyên Châu thấy Diệp Thần lâm nguy không loạn hình dáng, âm thầm bội phục khen ngợi, trong đầu nghĩ, nếu như ta Mạc gia có này cùng nhân vật anh hùng, thật là tốt biết bao. Khen ngợi ý niệm, chớp mắt rồi biến mất, Không Nguyên Châu lạnh giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào, là xứ lạ người, vẫn là Hồng gia phái tới gian tế. Diệp Thần yên lặng chốc lát, thấy chung quanh chi chít bao vây, tự biết tình thế vạn phần hung hiểm, hơi có ứng đối không cẩn thận, thì có tan xương nát thịt họa. Nói ta là từ bên ngoài tới, nhưng... Không Nguyên Châu nhưng không đợi hắn giải thích, ánh mắt bạo sáng, quả quyết quát lên, lúc đầu ngươi quả nhiên là xứ lạ người. Người đến sao, bắt hắn. Tả hữu tuần tra hộ pháp, lập tức tiến lên, bấu vào Diệp Thần hai cánh tay. Diệp Thần cũng không có qua loa phản kháng, trầm giọng nói, tiền bối như vậy cậy mạnh, không khỏi quá mức bá đạo, còn xin nghe ta giải thích mấy câu. Không Nguyên Châu ha ha cười một tiếng. Nói, không cần giải thích, chỉ cần ngươi là xứ lạ người, bỏ mặc ngươi là thân phận gì, có lý do gì,
đều phải giết chết, đây là chúng ta thiên quân thế gia quy củ. Diệp Thần nói, như vậy quy củ, cũng quá mức dã man. Không Nguyên Châu nói, dã man liền dã man, tóm lại, xứ lạ người phải chết. Địa tâm vực bí mật, ngoại giới bốn đại vực người không có tư cách biết. Người đến, đem hắn giải về trong từ đường đi, giết tế trời, cùng phụng tổ tông. Tả hữu hộ pháp kêu, ưng. Sau đó, bọn họ liền muốn áp giải Diệp Thần đi từ đường. Cha, không muốn. Vừa lúc đó, một đạo mang nức nở giọng nữ vang lên. Chỉ gặp một cái trai y thiếu nữ, giải khai đám người, chen lấn đi lên, ở Không Nguyên Châu trước mặt quỳ xuống, nói cha, hắn là ta ân nhân cứu mạng, người không thể giết hắn. Người tới dĩ nhiên là Mạc Gia Thiên Kim tiểu thư, Mạc Hàn Hy. Không Nguyên Châu gặp con gái lại ở dưới con mắt mọi người, quỳ xuống hướng Diệp Thần cầu tha thứ, nhất thời mặt đầy tức giận, thân thể run rẩy, lại không nói ra lời. Tiểu thư, một cái thị nữ vậy từ trong đám người gạt bỏ, vội vàng đi tới Mạc Hàn Hy bên người. Không Nguyên Châu quát lên, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao để cho tiểu thư chạy ra ngoài. Thị nữ kia nói, tiểu thư hàn chứng hơi lui, tỉnh lại, tự chạy đi ra, nô tỳ cản vậy không ngăn được. Không Nguyên Châu tức giận vô cùng, người chung quanh vậy đang xì xào bàn tán, không nghĩ tới Mạc Hàn Hy lại sẽ là một cái xứ lạ người cầu tha thứ. Xem Mạc Hàn Hy hình dáng, tựa hồ nàng còn có khác thường tình cảm. Không Nguyên Châu nói, hắn là xứ lạ người, phải giết chết, ngươi không cần xin tha cho hắn. Mạc Hàn Hy nghe được xứ lạ người ba chữ, trong lòng run lên, ánh mắt vùng vẫy do dự một tí, cuối cùng là kiên quyết nói, không, ta trong chỗ u minh cảm giác được, hắn là tổ tiên tiên đoán phá cuộc người, vô luận là không phải xứ lạ người, hắn cũng có thể dẫn chúng ta Mạc gia đi ra khốn cảnh, cha, ngươi không thể giết hắn, đây là tự hủy trường thành. Không Nguyên Châu quát lên, ẩu tả, trong truyền thuyết phá cuộc người, lại thế nào lại là một cái ngoại lai người. Tới à, đem thằng nhóc này áp tải đến từ đường, trực tiếp xử tử. Mạc Hàn Hy cắn răng nói, cha, ngươi nếu như giết hắn, ta cũng không sống. Vừa nói, Mạc Hàn Hy rút ra non nớt Hoàng Thiên Kiếm, gác ở trên cổ mình. Thấy Mạc Hàn Hy như thế quyết tuyệt hình dáng, liền Diệp Thần cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nàng chịu vì mình mà chết, tính tình thật là cương liệt. Toàn trường xôn xao, tất cả người một mặt chấn động ngạc. Không thiếu nam tử ánh mắt bên trong, còn mang hâm mộ ghen tị ý. Ngày xưa cao cao tại thượng đại tiểu thư, làm vô số người hồn khiên mộng oanh, ngày hôm nay lại vì bảo vệ một cái ngoại tộc nam tử, không tiếc tự sát, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Phản, phản. Không Nguyên Châu lại là khí được thất khiếu bốc khói, kêu la như sấm, nói. Mang tiểu thư trở về, nghiêm ngặt trông coi, đừng nhường nàng đi ra ẩu tả. Chuyện này, không người nào có thể ngăn cản. Địa tâm vực thậm chí còn Mạc ra bí mật quá mức trọng yếu. Người ngoài tuyệt không thể chấp trưởng. Hai trưởng lão kêu, ưng. Sau đó chính là đi qua đoạt lấy Mạc Hàn Hy trường kiếm, cưỡng ép mang nàng rời đi. Mạc Hàn Hy kêu lên, cha, nếu như ngươi thật giết ta ân nhân cứu mạng, để cho ta lưng đeo tội nghiệt, ta tuyệt không qua loa sống. Giờ phút này, Mạc Hàn Hy thanh âm đoạn tuyệt hết sức. Không Nguyên Châu nghe được câu này, nhất thời sắc mặt âm tình bất định, toàn trường cũng lại yên lặng như tờ, cũng chờ quyết đoán của hắn. Đợi được Mạc Hàn Hy bị mang đi, có trưởng lão nhỏ giọng hỏi, tộc trưởng, làm thế nào? Không Nguyên Châu lo lắng hiện tại giết Diệp Thần, sợ rằng thật sẽ kích thích con gái, nói trước đem cái thằng nhóc này, tống giam đến cây trong tù, chuẩn bị tế trời nghi thức, qua mấy ngày sau đó là giết hắn không muộn, mấy ngày nay tìm người khuyên bảo Hàn Hy, đừng nhường nàng làm chuyện điên rồ. Trưởng lão kia nói, ưm. Không Nguyên Châu gật đầu một cái, đi tới Diệp Thần bên người, ngưng mắt nhìn hắn. Nói, thằng nhóc, ngươi có thể đánh bại thánh đường nhuệ khí, ta rất là bội phục, nhưng tổ tông có quy củ, người ngoại lai phải giết chết, địa tâm vực bí mật phải bảo vệ, nếu không địa tâm vực tất nhiên sẽ đi về phía hủy diệt, ngươi vậy đừng trách ta, an tâm lên đường. Nói xong, Không Nguyên Châu bấu vào Diệp Thần cổ tay, sử dụng một cái xiềng xích, khóa lại Diệp Thần tay phải. Điều này xiềng xích, khác từng đạo thật nhỏ phù văn, những phù văn kia hình dáng, có chút giống là phượng hoàng đồ đằng. Diệp Thần cổ tay phải mang khóa ổ khóa lại, nhất thời cảm thấy đan điền linh khí khép kín, cả người lại xứ không ra một chút khí lực, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Không Nguyên Châu hừ lạnh một tiếng, một phất ống tay áo nói, các hạ thần thông quảng đại,
ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng phong linh khóa phong bế ngươi thực lực, ngươi cũng không muốn vùng vẫy, càng dẫy dụa càng thống khổ, tiếp nhận thực tế, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, lại cho một mình ngươi thể diện an táng. Diệp Thần thử nghiệm vận kình đánh vào phong linh khóa, nhưng một đánh vào, phong linh khóa thì có một cổ dị thường nóng rực hơi thở, như phượng hoàng lửa cháy mạnh vậy đổ sông lên trở về, để cho được hắn cả người tạng phủ cháy, vô cùng là đau đớn. Xem ra Không Nguyên Châu nói không sai, cái này phong linh khóa xác thực mạnh mẽ, không chỉ có thể giam cầm người linh khí, còn có cường đại cắn trả, càng dẫy dụa càng thống khổ. Diệp Thần đan điền linh khí không cách nào vận dụng, thử nghiệm câu thông Hoàng Tuyền Đồ, nghe được xa la cây thanh âm, tôn chủ, ta ở. Hoàng Tuyền Đồ còn có thể câu thông, không hề thụ phong linh khóa những ràng buộc, Diệp Thần trong lòng vui mừng, nếu còn có thể câu thông Hoàng Tuyền Đồ, sự việc còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Không Nguyên Châu cũng không biết Diệp Thần lai lịch, hướng Tả Hữu Hộ Pháp nháy mắt. Tả Hữu Hộ Pháp hội ý, liền áp giải Diệp Thần, trở lại vậy Phượng Tê Bảo Thụ dưới. Bụi cây này Phượng Tê Bảo Thụ, chính là Mạc Gia Thần bảo vệ cây, thập đại thần thụ một trong, vô cùng to lớn, thân cây giống như một ngọn núi lớn như vậy. Ở cường tráng trên thân cây, thi công thật nhiều kiến trúc, cũng không thiếu cây tù. Vào đi thôi. Vậy Tả Hữu Hộ Pháp áp giải Diệp Thần. Đẩy vào một gian cây tù bên trong, đóng lại dây leo chế thành cửa tù, lập tức rời đi. Hai người cũng không để lại tới trông chừng, bởi vì không cần. Phượng Tê Bảo Thụ có linh, bụi cây này thần thụ chính là tốt nhất trông chừng, Diệp Thần muốn chạy trốn, tuyệt đối không thoát khỏi thần thụ theo dõi. Diệp Thần người ở cây tù bên trong, hoàn toàn khép kín, ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, Sa La, có thể có biện pháp rời đi nơi đây. Sa La cây trà nói, Phượng Tê Bảo Thụ, là thập đại thần thụ một trong, hữu Phượng Hoàng Thiên Uy trấn áp, tôn chủ ngươi muốn chạy trốn cách, sợ rằng không quá dễ dàng, hơn nữa còn có phong linh khóa giam cầm. Diệp Thần nói, thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Sa La cây trà trầm ngâm một hồi, nói, Phượng Tê Bảo Thụ thuộc hỏa, hao hết Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tưới tắt cây này linh khí căn cơ, có lẽ có thể chạy khỏi đi ra ngoài, nhưng cái này là lưỡng bại câu thương biện pháp. Hoàng Tuyền Thánh Thủy từ đây muốn gãy lưu. Lưỡng bại câu thương sao? Diệp Thần trong lòng trầm xuống, đây cũng không phải là biện pháp gì tốt. Chính quyền nhận định tới giữa, Diệp Thần bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể khác thường động. Một khối luân hồi huyền bi, lại có thể hoạt lạc, đang chủ động hấp thu Phượng Tê Bảo Thụ linh khí. Khối này luân hồi huyền bi, in một cái viêm chữ, chính là viêm bia. Viêm bia khác thường động, chẳng lẽ... Viêm bia muốn hấp thu nơi này linh khí, lột xác viên mãn sao? Diệp Thần phát hiện một màn này, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Hắn có luân hồi huyền bi bên trong, linh bia trần bia đã hoàn toàn viên mãn, hiện tại viêm bia đạt được Phượng Tê Bảo Thụ dễ chịu, lại có thể cũng có lột xác viên mãn dấu hiệu. Một khi viêm bia thành công lột xác, Diệp Thần long viêm thần mạch, vậy sẽ lột xác đến đỉnh cấp, đến lúc đó, hắn muốn đi, có lẽ liền không người ngăn được. Sa La cây trà cũng là vui vẻ nói, tôn chủ, người viêm bia muốn lột xác sao? Vậy thì không thể tốt hơn nữa, không cần hy sinh Hoàng Tuyền Thánh Thủy, có thể giữ được Hoàng Tuyền Đồ phong thủy khí vận. Diệp Thần chấn định tâm thần, tận lực điều chỉnh viêm bia hơi thở, để cho viêm bia có thể tốt hơn hấp thu nơi này linh khí, nói, hy vọng thật có thể lột xác. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, nửa đêm rất nhanh hạ xuống, cây trong tù tràn ngập đỏ nhạt ánh sáng. Là Phượng Tê Bảo Thụ bản thân linh quang, ngược lại cũng không lộ vẻ được hắc ám. Diệp Thần tất cả tâm thần, đều tập trung ở viêm bia bên trên, chỉ muốn để cho viêm bia mau sớm lột xác. Mà bên kia, Mạc Hàn Hy bị áp tải đi xuống sau đó, nhốt ở trong gian phòng, bên ngoài có hộ vệ đang canh giữ. Nàng trong lòng bận tâm Diệp Thần, không ngừng đi tới lui. Chẳng biết tại sao. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền có thể cảm giác được Diệp Thần cũng không phải là người xấu. Như là người xấu, càng sẽ không ra tay cứu mình. Có lẽ mình căn bản cũng không nên đem Diệp Thần mang về gia tộc. Nếu như Diệp Thần ở bên ngoài, có thể cũng sẽ không như vậy bị giới hạn. Cho đến trời đã tối rồi, Mạc Hàn Hy trong lòng càng nghĩ càng loạn, lại là tự nhủ, cha ngày hôm nay không có giết hắn, qua mấy ngày sớm muộn phải giết, hắn là ta ân nhân cứu mạng. Ta liền tên hắn cũng không biết, làm sao có thể để cho hắn bởi vì ta mà chết. Nghĩ tới đây, Mạc Hàn Hy cắn môi đỏ mọng một cái, cầm tim đưa ngang một cái, xách non nớt Hoàng Thiên Kiếm đi ra ngoài.
canh giữ ở cửa hai tên hộ vệ, đồng nói, tiểu thư, người không thể đi ra ngoài. Thật xin lỗi. Mạc Hàn Hy cũng không nói nhiều, đột nhiên rút ra non nớt Hoàng Thiên Kiếm, suy suy hai kiếm, đem hai người hộ vệ kia, đâm bị thương trên đất. Hai người kia mau chóng gặp kinh biến, hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Hàn Hy sẽ xuất thủ, chút nào không phòng bị dưới, bị gai thành trọng thương, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Cũng may cũng không có nguy hiểm sinh mạng. Mạc Hàn Hy trong lòng đập bịch bịch, cái này còn là nàng lần đầu tiên đối với Mạc gia người ra tay, nàng cũng biết mình lần này là đã gây họa. Cái này hai tên hộ vệ, cũng là Mạc gia tộc nhân, Mạc gia có quy củ, cấm chỉ đồng tộc tàn sát lẫn nhau, người trái lệnh chết. Mạc Hàn Hy lần này tuy không có giết người, nhưng đem đồng tộc người gai thành trọng thương, đã là vi phạm tộc quy, một khi bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng nàng lo lắng Diệp Thần xảy ra chuyện, cũng không để ý hậu quả gì. Lặng lẽ rời nhà, Mạc Hàn Hy ra đi ra bên ngoài, che giấu ở thân hình, yên lặng cảm ứng Diệp Thần hơi thở. Nhất thời, nàng liền cảm giác được, Diệp Thần bị tống giam ở cây trong tù. Trước đây ở thần trà trì thời điểm, hai người khỏa thân đối nhau, nhân quả đã sớm lẫn nhau dây dưa, cắt không ngừng, lý còn loạn, cho nên Mạc Hàn Hy có thể bắt được Diệp Thần hơi thở. Cha quả nhiên chuẩn bị giết chết hắn. Mạc Hàn Hy trong lòng lo âu, lặng lẽ đi cây tù đi. Phượng tê bảo thụ cực lớn, nhánh cây lá cây lại không có so sum xuê, thân hình rất dễ dàng ẩn núp, cho nên cùng nhau đi tới, đều không người phát hiện Mạc Hàn Hy tung tích. Diệp Thần đang cây tù bên trong, toàn lực hấp thu phượng tê bảo thụ linh khí, bỗng nhiên cảm đi ra bên ngoài khác thường động, mở mắt vừa thấy, liền thấy một cái trà y thiếu nữ, ra bên ngoài bây giờ. Vậy trà y thiếu nữ gương mặt khá là trắng bệch tiều tụy, thân thể nhu nhu nhược nhược, ở ban đêm dưới ánh trăng chiếu một cái, lại lộ vẻ được thêm mỹ động lòng người, chọc người thương tiếc. Mạc tiểu thư, Diệp Thần ngẩn ngơ, cô gái này, chính là Mạc Hàn Hy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Hàn Hy sẽ xuất hiện ở nơi này. Mạc Hàn Hy trong tay, còn cầm non nớt Hoàng Thiên Kiếm, một bộ dáng như lâm đại địch, thân kiếm còn có vết máu chưa khô. Diệp Thần thấy vậy, trong lòng chấn động một cái, mơ hồ đoán được nàng lần này đi ra, nhất định là dính liền thiên đại tội nghiệt. Mạc Hàn Hy thấy Diệp Thần, gặp hắn thân ở lao ngục bên trong, như cũ thần sắc như thường, lâm nguy không sợ, càng cảm thấy hắn là người trên trời vật, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi có một chút si yêu sùng bái thần sắc, ở tộc bên trong, nàng không gặp qua này cùng nam tử. Cái đó, ngươi có tốt không, ta tới cứu ngươi đi ra ngoài. Mạc Hàn Hy hít sâu một hơi, ngực phập phồng, thoáng bình tĩnh tâm thần, nhắc tới non nớt Hoàng Thiên Kiếm, chém ra cây tù cửa tù gông xiềng. Cây này tù là dùng phượng tê bảo thụ nhánh cây đúc thành, so sắt thép cũi còn bền hơn cố, tầm thường thủ đoạn không cách nào phá vỡ, nhưng Mạc Hàn Hy non nớt Hoàng Thiên Kiếm, nhân quả hơi thở cùng phượng tê bảo thụ tương thông, muốn phá vỡ cửa tù, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Tù cửa vừa mở ra, bên ngoài linh khí tràn vào. Trong ngoài linh khí giao hội nhau, Diệp Thần chợt cảm thấy hơi thở như nước thủy triều, một tiếng nổ, viêm bia lại từ trong cơ thể bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, một hồi chấn động. Xuy xuy xuy, chợt, viêm bia hồng quang bắn ra bốn phía, lửa mang vần quanh, hiện ra vô cùng là hào hùng linh khí. Diệp Thần long viêm thần mạch, cũng là đột nhiên mở, một cái hung mãnh hỏa long, chiếm cứ ở hắn trên thân thể, lẫm lẫm sinh uy, chỉ là có phong linh khóa hạn chế. Hỏa long chỉ có thể chiếm cứ, không có thể bay lên trời. Thành công! Diệp Thần cảm nhận được một màn này, nhất thời vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Lấy được phượng tê bảo thụ linh khí kích thích, viêm bia cũng được công lột xác, hoàn toàn đi về phía viên mãn. Cho dù là phong linh khóa, cũng giam cầm không ở Diệp Thần long viêm thần mạch, lợi dụng long viêm thần mạch nóng rực nhiệt độ, lại cho hắn một thời gian 2 ngày, hắn đủ để nóng chảy phong linh khóa, hoàn toàn chạy khỏi đi ra ngoài. Đây là... Mạc Hàn Hy ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, Diệp Thần hỏa long bản thân, thế như trên trời chiến thần, đủ để làm thế gian mỗi một người cô gái làm chìm đắm, làm tim hao tổn. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, Mạc tiểu thư, cảm ơn ngươi. Mạc Hàn Hy nhìn Diệp Thần viêm bia, nói, không. Không cần cảm ơn, ngươi đây là pháp bảo gì, bị đóng chặt linh khóa giam cầm, lại còn có thể thả ra ngoài. Diệp Thần cười một tiếng. Cũng không nói gì nhiều, luân hồi huyền bi truyền thuyết quá mức cổ xưa thần bí,
vẫn là không nên tùy tiện đem Mạc Hàn Hy dắt kéo vào cho thỏa đáng. Mạc Hàn Hy quay đầu nhìn xem bên ngoài, tựa hồ lo lắng có người phát hiện, nói trước không nói những thứ này, ngươi mau cùng ta rời đi, cha ta muốn giết ngươi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Vừa nói, nàng tiến vào cây trong tù, kéo Diệp Thần cổ tay, muốn mang hắn rời đi. Diệp Thần tuy có thể dựa vào viêm bia, nóng chảy phong linh khóa, tự đi chạy khỏi đi ra ngoài, nhưng ít nhất cũng phải hao phí một thời gian 2 ngày. Ở nơi này lao ngục bên trong, hơn chỉ hoãn 1 ngày, liền hơn 1 phần nguy hiểm, hiện tại có rời đi cơ hội, Diệp Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua, hướng Mạc Hàn Hy nói, đa tạ. Mạc Hàn Hy nghe được Diệp Thần nói cảm ơn, trong lòng không nói ra được vui sướng, liền kéo Diệp Thần, nhanh chóng rời đi cây tù, dọc theo đường nhỏ, đi bay phượng cổ thành bên ngoài chạy đi. Nàng là Mạc gia nghìn vàng, lại là non nớt Hoàng Thiên Kiếm cầm kiếm người, nàng dẫn người rời đi, cũng không làm kinh động phượng tê bảo thụ cây linh, một đường vô kinh vô hiểm, rất đi mau ra khỏi thành, đi tới ngoại ô vùng. Diệp Thần lấy được tự do lần nữa, trong lòng vô cùng vui vẻ, lần nữa hướng Mạc Hàn Hy chắp tay nói, Mạc tiểu thư, thật rất cảm ơn ngươi, chúng ta có duyên phận tạm biệt. Sau đó, chính là xoay người rời đi. Mạc Hàn Hy thấy Diệp Thần rời đi hình bóng, trong lòng thất lạc, tiến lên trước một bước, kêu lên, này, ta còn không biết ngươi tên chữ. Diệp Thần quay đầu lại, cười nói, ta họ Diệp, kêu Diệp Thần. Mạc Hàn Hy nói, ngươi họ Diệp, ngươi rốt cuộc là xứ lạ người, vẫn là thiên quân thế gia người của Diệp gia. Thập đại thiên quân thế gia bên trong, có một nhà họ là Lá, ở Thái Cổ trong hạo kiếp tiêu diệt, nhưng thiên quân thế gia nội tình thâm hậu, coi như đạo thống bị xúc diệt, cũng có chút còn sót lại huyết mạch tích chữ lưu lại. Mạc Hàn Hy nghe được Diệp Thần tên họ, lại gặp hắn uy mãnh như vậy hình dáng, chỉ lấy là hắn là Diệp gia hậu duệ. Dẫu sao tại địa tâm vực bên trong, cường giả đứng đầu, phần lớn xuất từ thiên quân thế gia, tán tu rất ít có như thế cường đại. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói thập đại thiên quân thế gia bên trong, có một nhà là họ Diệp sao? Mạc Hàn Hy nói, đúng vậy. Diệp Thần yên lặng chốc lát, nói ta là xứ lạ người, không phải thiên quân thế gia người. Mạc Hàn Hy nói, ngươi quả nhiên là xứ lạ người sao? Ngươi như vậy rời đi, sợ rằng không sống qua 7 ngày. Diệp Thần nói, tại sao? Mạc Hàn Hy nói, cha ta phát hiện ngươi đi, khẳng định sẽ phát tin thông báo các nơi đồng tộc chi nhánh, lại liên lạc cái khác thiên quân thế gia người, phải toàn lực đuổi giết ngươi, ngươi nếu là xứ lạ người, không thể nào chạy trốn. Diệp Thần cười nói, ta cũng không là cái gì đợi làm thịt dê con, người khác muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Lúc này Diệp Thần trạng thái thực lực, đã khôi phục lại đỉnh cấp, trần bia, linh bia, viêm bia lại lột xác viên mãn, thực lực đại tăng, trên tay phong linh khóa giam cầm, tối đa 1-2 ngày là được tháo ra, ngay lúc nói chuyện rất nhiều hào khí, không hề đem người ngoài đuổi giết đặt ở bên trong mắt. Hắn phải mau sớm trở lại thiên nhân vực đi, như huyết long đã mình chết. Như kết cục như vậy, nên như thế nào? Mạc Hàn Hy suy tính mấy giây, vẫn là nói, ngươi là người tốt, vừa cứu tính mạng của ta, ta tổng không thể để cho ngươi chịu không trắng oan, ngươi tuy là xứ lạ người, nhưng có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường, rất có thể chính là ta Mạc gia tổ tiên tiên đoán phá cuộc người, ta muốn mang ngươi đi gặp gia gia ta, mời hắn chủ trì công đạo. Diệp Thần nhìn Mạc Hàn Hy ánh mắt kiên định, trong lòng khá là cảm động, nhưng hắn khó khăn được chạy trốn ra ngoài. Thực không muốn lại dính nhân quả, nói ta chỉ là một người bình thường, không phải cái gì phá cuộc người, bạn của ta cũng ở bên ngoài chờ trước ta không thể lại lưu lại nữa, mời Mạc tiểu thư thứ lỗi, cáo từ. Sau đó, lần nữa muốn rời khỏi. Mạc Hàn Hy nói, người có thể đi nơi nào? Địa tâm vực nhân quả khép kín, người không thể nào đi ra ngoài. Nghe vậy, Diệp Thần cả người chấn động một cái. Đúng là, địa tâm vực cực kỳ đặc thù. Trừ phi là viên mãn phi thăng, nếu không ai cũng không ra được, muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này. Mạc Hàn Hy thấy Diệp Thần có giãn ra, vội vàng nói, ngươi muốn rời đi, phải dùng đặc thù biện pháp, ra ra ta là lên một đời tộc trưởng, hắn kiến thức rộng, nhất định có thể giúp được ngươi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói ta là xứ lạ người, hắn sẽ không giết ta sao? Mạc Hàn Hy lắc lắc đầu nói, sẽ không, ra ra ta rất nói phải trái. Ngươi có thể đánh bại cân nhắc quyết định thánh đường, chính là địa tâm vực tương lai, hắn làm sao bỏ được giết ngươi. Diệp Thần trầm mặc xuống, nếu như đây là rời đi,
hắn đúng là cũng không biết rời đi địa tâm vực biện pháp. Cân nhắc luôn mãi, Diệp Thần cuối cùng gật đầu, nói, được, Mạc tiểu thư, ta cùng ngươi đi gặp ngươi một chút ra ra, nếu như hắn chịu thay ta chủ trì công đạo, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mạc Hàn Hy đại hỉ, nói, tốt lắm, ngươi cùng ta tới, ra ra ta những năm gần đây một mực ở một nơi trong bí cảnh bế quan ẩn cư. Nói xong, Mạc Hàn Hy mang Diệp Thần đi về phía trước. Nơi đây là Phi Phượng cổ thành ngoại ô, còn ở Mạc gia phạm vi thế lực bên trong, không cần lo lắng cân nhắc quyết định thánh đường tập kích. Có thể rất nhanh, Diệp Thần nhưng là bước chân dừng lại, lãnh đạm gương mặt viết đầy ngưng trọng. Mạc Hàn Hy thần sắc cổ quái, đối với Diệp Thần nói, thế nào? Diệp Thần cũng không trả lời, bởi vì ngay vừa mới rồi, một mực ngủ say Tiểu Hắc lại có thể thức tỉnh. Tiểu Hắc yếu ớt thanh âm đối với Diệp Thần nói, chủ nhân, ta tựa hồ cảm thấy một chút quen thuộc hơi thở. Diệp Thần trong lòng ngẩn ra, quen thuộc hơi thở. Chẳng lẽ địa tâm vực và Tiểu Hắc có liên quan? Liên quan tới Tiểu Hắc lai lịch, trước Sóc Lão nói qua như thế một câu nói, Lão Phu từng ở một bản cổ tịch bên trong, thấy qua liên quan tới lúc thiên địa sơ khai, những cái kia hỗn độn ma thần giới thiệu, mặc dù, chỉ là chỉ nói ngắn gọn, nhưng, trong đó vừa vặn nhắc tới một tôn tên làm Trấn Ngục Vượn Ma ma thần, tựa hồ, cùng Tiểu Hắc hình tượng khá là tương tự. Có lẽ, Tiểu Hắc cùng cái này Trấn Ngục Vượn Ma, có chút sâu xa. Cố nhiên không biết Tiểu Hắc chân thực lai lịch, nhưng có một chút có thể khẳng định, Tiểu Hắc lai lịch cực lớn. Tiểu Hắc, người có thể tìm được vậy khí tức quen thuộc ngọn nguồn sao? Diệp Thần hỏi. Cũng có thể, Tiểu Hắc suy tính chốc lát, vẫn trả lời. Diệp Thần con người đông lại một cái, địa tâm vực tồn tại hiển nhiên ở bên ngoài là bí mật to lớn, mà địa tâm vực vậy cất giấu nghịch thiên cơ duyên, từ luân hồi huyền bi thăng cấp bên trong liền có thể nhìn ra, nếu như Tiểu Hắc có thể cường đại nói, mượn thần ấn, linh hài nhi thậm chí còn Tiểu Hắc lực lượng, nói không chừng thật có thể cưỡng ép rời đi. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần nhìn về phía Mạc Hàn Hy, nói, Mạc tiểu thư, ngươi có thể hay không ở chỗ này chờ ta một ít thời gian, ta có chuyện quan trọng tới xử lý. Nghe được câu này, Mạc Hàn Hy diễn cảm cực độ cổ quái, Diệp Thần làm một xứ lạ người, dưới mắt còn có so gặp ra ra mình chuyện trọng yếu hơn. Bất quá nếu Diệp Thần nói như vậy, Mạc Hàn Hy cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể nói, được, không quá ta cùng ngươi cùng đi. Dẫu sao ngươi đối với địa tâm vực cuộc sống không quen, nói không chừng ta có thể giúp cái gì, không quá chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Diệp Thần nhìn một cái Mạc Hàn Hy, cuối cùng gật đầu một cái. Quả thật, địa tâm vực tràn đầy không biết, mà Mạc Hàn Hy từ ra đời liền ở chỗ này lớn lên, có lẽ thật muốn trợ giúp của nàng. Tiểu Hắc, đi như thế nào? Diệp Thần câu thông nói. Một mực đi hướng tránh bắc, ta có thể cảm giác được hơi thở ngọn nguồn chính là vậy. Không do dự nữa, Diệp Thần và Mạc Hàn Hy ngay tức thì hướng tránh bắc đi. 4 tiếng sau đó, Diệp Thần và Mạc Hàn Hy bước chân rốt cuộc dừng lại. Trước mặt hai người là một ngọn núi. Đỉnh núi và thiên nhân vực một ít cự phong so sánh, lùn rất nhiều, nhưng Diệp Thần đứng ở nơi này đỉnh núi trước mặt, lại có một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác. Tựa như người phàm đứng ở thiên thần trước mặt. Bên cạnh Mạc Hàn Hy sắc mặt có chút trắng bệch, thần sắc lại là nghiêm nghị. Diệp Thần tự nhiên phát giác, hiếu kỳ nói, Mạc tiểu thư, người từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, hẳn biết ngọn núi này đi. Mạc Hàn Hy khẽ cắn môi đỏ mọng, tựa hồ có chút nỗi niềm khó nói, hồi lâu, mới hạ quyết tâm nói, Diệp Thần, mặc dù không biết ngươi tại sao tới nơi này, nhưng có thể hay không lúc này kết thúc. Đây là thần đỉnh. Ta khi còn bé từng tùy tiện đến gần qua một lần, nhưng bị cha biết sau này, cha vô cùng tức giận, lại là đem ta giam trăm trời. Cha nói, địa tâm vực có rất nhiều địa phương không thể đến gần, đất này thần đỉnh chính là một. Ta hiện tại cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Diệp Thần lúc này mới phát hiện thời khắc này Mạc Hàn Hy sắc mặt trắng bệch đến mức tận cùng, cố nhiên mình bị phong linh khóa có hạn chế, nhưng huyết mạch của mình mạnh mẽ, tự nhiên có thể chịu đựng ngọn núi này uy áp. Nhưng mà Mạc Hàn Hy nhưng là trong cơ thể có bệnh chứng, nếu là ở nơi này ngây ngô lâu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này hoặc giả cũng là Mạc Nguyên Châu không để cho hắn đến gần một trong những nguyên nhân. Nhưng nếu ngọn núi này quan hệ đến Tiểu Hắc, bỏ mặc lại hơn hung hiểm, bỏ mặc có không phong linh khóa, mình cũng phải bước vào. Mạc tiểu thư, người ở nơi này chờ trước ta cố mau trở lại. Nói xong, Diệp Thần chính là hướng thần đỉnh đi. Mạc Hàn Hy nhìn Diệp Thần hình bóng,
vậy biết rõ mình không cách nào tiến về trước, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Làm đi tới thần đỉnh bên trên, Diệp Thần vốn cho là sẽ có một cổ ngút trời áp lực cuốn tới, thậm chí Diệp Thần đã chuẩn bị xong vận dụng luân hồi huyền bi chống cự, nhưng mà, chân chánh bước vào sau đó, không có gì cả. Không có trong tưởng tượng áp lực, vậy không có trong tưởng tượng nguy cơ. Đất này thần đỉnh quá an tĩnh, yên lặng có chút không tầm thường. Thậm chí liền yêu thú hơi thở cũng không có. Cái này không khỏi để cho Diệp Thần hơn nữa nghiêm túc, không do dự nữa, sát kiếm sử dụng. Hắn từng bước một hướng đỉnh núi đi. Làm đi tới giữa sườn núi, vẫn không có bất kỳ dị động. Nếu như có một ít ngăn cản người khác bước vào thủ đoạn, ta còn chưa đến nỗi này, hiện tại không có gì cả, càng phát ra để cho người cảm giác cái này có chút xem trước bão táp bình tĩnh. Mạc Nguyên Châu không để cho Mạc Hàn Hy bước vào nơi này, tất nhiên có tuyệt đối lý do. Diệp Thần tự nhủ, tiểu hắc, hơi thở kia có thể ở đỉnh núi. Nhưng mà giờ khắc này, vượt quá vì sao, tiểu hắc không có nói chuyện. Diệp Thần có thể cảm nhận được đan điền chỗ sâu tiểu hắc đang dãy giụa, nhưng không có biện pháp nào, tựa như đất này thần đỉnh bên trong có một cổ lực lượng áp chế hắn. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục tiến về trước lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo cô gái thanh âm. Nhiều năm qua như vậy, địa tâm vực, còn có người dám xông núi thần. Diệp Thần ngẩn ra, hắn linh thức không ngừng bao trùm chung quanh, thậm chí còn vượt qua cả tòa núi thần, đều đang không phát hiện được cô gái tồn tại. Không cần tìm ta, ta ngay tại ngươi trước mặt. Cô gái kia thanh âm vang lên lần nữa, một khắc sau, Diệp Thần lại phát hiện trước mắt không gian chấn động, một cái khải đàn cô gái dược nhiên lên. Cô gái cả người đồ đỏ, mặt mũi tươi đẹp, càng tươi sáng là vậy một đầu tóc bạc, khí chất như hàn mai, nếu như băng suối. Nàng liền nhìn như vậy Diệp Thần, giống như thần mắt nhìn xuống người phàm. Cô gái nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Rồi sau đó chợt nói, người khí tức trên người hẳn đến từ thiên nhân vực, những năm này, thiên nhân vực bởi vì nổ lớn, bất ngờ tiến vào địa tâm vực quả thật có mấy cái, nhưng ta vẫn là lần đầu tiên thấy thủy nguyên cảnh tiến vào địa tâm vực còn không chết. Thằng nhóc, trên mình ngươi xem ra có đại bí mật. Diệp Thần không xác thực định cô gái là địch hay bạn, suy tính chốc lát, chắp tay nói, tại hạ Diệp Thần, đúng là từ thiên nhân vực bất ngờ tiến vào nơi đây, hôm nay có chuyện quan trọng cần lên đỉnh. Xin tiền bối tác thành. Chuyện quan trọng, một mình ngươi xứ lạ người có thể tại địa tâm vực có chuyện quan trọng gì? Cô gái ngón tay nhỏ nhắn vuốt phe đàn, lại là có đạo đạo cổ âm truyền tới. Mà Diệp Thần nhưng là thần sắc đại biến, cái này nhìn như tùy ý khải đàn, nhưng là đối với thần hồn sinh ra cực lớn áp lực. Phải biết, Diệp Thần nếu như hồn thể đổi thành, hồn lực nhưng mà không kém gì một ít thái chân cảnh siêu cường tồn tại à? Cô gái này rốt cuộc lai lịch ra sao? Cô gái gặp Diệp Thần diễn cảm lại nữa lãnh đạm, cười khanh khách mấy tiếng, rồi sau đó đứng lên, tùy ý vươn người một cái, vậy trước ngực đầy đặn dị thường, nhưng mà Diệp Thần đã không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn biết, mình như muốn thăm dò tiểu hắc chân tướng, thì nhất định phải phóng qua thiếu nữ. Nhưng hôm nay, thiếu nữ thực lực rõ ràng mạnh với mình lại có phong linh khóa hạn chế, nếu là đối phương muốn động thủ, mình có thể không chống nổi ba chiêu. Diệp công tử, người rất khẩn trương, người yên tâm, ta như muốn giết ngươi, người có thể đã là một chồng xương trắng. Ta sở dĩ không ra tay giết ngươi, là bởi vì là ta cảm giác được ngươi trong đan điền, tựa hồ có chút đặc thù tồn tại. Cô gái môi đỏ mỏng khẽ mở, một giây kế tiếp, lại là hoàn toàn đứng ở Diệp Thần trước mặt. Bởi vì khoảng cách gần, Diệp Thần chóp mũi thậm chí cảm giác được đối phương môi đỏ mỏng bên trong truyền ra nhàn nhạt thơm dịu. Cô gái này rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhanh, cô gái đưa ra trắng nõn thêm ngón tay dài nhọn, sau đó điểm ở Diệp Thần ngực, ngay sau đó, từ từ tuột xuống, cuối cùng chạm tới Diệp Thần đan điền vị trí. Nàng hai tròng mắt đóng chặt, một chút linh khí nhàn nhạt lại là từ ngón tay tiến vào Diệp Thần đan điền. Nàng muốn thăm dò Diệp Thần trong đan điền rốt cuộc là vật gì? Nhưng ngay khi nàng linh khí phải sâu nhập trong đó lúc đó, một cổ huyền diệu phù văn ở Diệp Thần trong cơ thể dạo dực. Rồi sau đó, vậy tìm kiếm linh khí ngay lập tức chính là bị phù văn đánh tan. Cô gái trong mắt mở ra, viên kia trơn bóng lại như nước ánh mắt, viết đầy nghi ngờ và rung động. Nàng thực lực thăm dò thái chân cảnh cường giả thân thể đều là dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay, trước mắt cái này thủy nguyên cảnh thanh niên, lại có năng lực ngăn trở mình. Không đúng,
huyết mạch ngươi có cổ quái, ngươi rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, cô gái hai tròng mắt cực kỳ nghiêm túc, thậm chí sinh ra một chút ý định giết người, cực kỳ sát cơ nồng đậm. Diệp Thần có chút bất ngờ, nhưng vậy đoán được đoán chừng là Tiểu Hắc và luân hồi huyết mạch nguyên nhân, hắn nhún nhún vai, giả vờ bất đắc dĩ nói, ta nếu là có cổ quái, hôm nay còn sẽ là thủy nguyên cảnh. Không quá ta đang có chuyện quan trọng cần muốn đi trước đỉnh núi, đó là trong sâu thẳm nhân quả. Cô gái ý định giết người thu liếm, lần nữa thử nghiệm ngón tay đụng chạm Diệp Thần đan điền, có thể kết quả cũng giống nhau. Sau đó, nàng liền mở miệng nói, thế gian nào có như vậy nhiều nhân quả, huống chi ngươi cũng không phải là địa tâm vực người, lại làm sao có thể và núi thần sinh ra nhân quả. Bất quá ngươi đan điền quả thật có một chút quen thuộc hơi thở, và đỉnh núi vậy kiểu đồ nhất trí. Ta là núi thần hộ sơn người, tên Huyết Ngưng Thiên, bảo vệ đất này núi thần đã vô tận 5 tháng, dựa theo quy củ, ta hẳn chu diệt bất kỳ xông vào núi thần tồn tại. Làm ngươi bước vào núi thần một khắc đó trở đi, ta liền muốn ra tay, chỉ là, chẳng biết tại sao, có một giọng nói ngăn cản ta. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi theo ta cùng đi đỉnh núi, ở thời gian này, ngươi như có bất kỳ tùy tiện hành động, ta cũng sẽ xuất thủ, để cho ngươi biến thành một chồng xương trắng. Biết chưa? Uy hiếp trắng trợn. Nhưng Diệp Thần ngược lại là thở ra một hơi, chỉ ít tiếp theo đường có người mang theo, tổng so tự mình tìm tòi tới tốt. Trọng yếu hơn chính là, nguy cơ trước mắt coi là giải trừ. Ngay tại lúc này, Huyết Ngưng Thiên đột nhiên vươn ngọc thủ, nắm thật chặt Diệp Thần tay. Diệp Thần thậm chí còn có thể cảm nhận được đối phương lòng bàn tay nhẵn nhụi cùng với nhiệt độ. Mấu chốt, Huyết Ngưng Thiên cái này là đang làm gì? Đây cũng quá chủ động đi. Diệp Thần cũng không cho rằng, Huyết Ngưng Thiên cái loại này thích chữ đang cùng mình bất quá là gặp mặt một lần, lại nhanh như vậy yêu mình. Huyết Ngưng Thiên tựa hồ đoán được Diệp Thần suy nghĩ, hừ lạnh một tiếng, khuyên ngươi không cần nhớ quá nhiều, ngươi có thể bình yên vô sự đi qua nửa bộ phận trước, không đại biểu ngươi còn có thể như vậy đi tới đỉnh núi, ta nếu như buông ra tay ngươi, ngươi ngay lập tức liền sẽ hóa là một đoàn xương máu. Nói xong, tựa hồ là vì chứng thật chân thực tính, Huyết Ngưng Thiên hơi buông lỏng một chút tay, ngay lập tức, Diệp Thần liền cảm giác được ngút trời uy áp cuốn tới, thậm chí thiếu chút nữa tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Huyết Ngưng Thiên rất nhanh lại nắm chắc Diệp Thần tay, tiếp tục hướng đỉnh núi đi. Cái này nhìn như khoảng cách rất gần đỉnh núi, Diệp Thần và Huyết Ngưng Thiên nhưng đi ròng rã 2 tiếng. Làm đạp lên đỉnh núi ngay tức thì, Huyết Ngưng Thiên liền buông lỏng tay, hiện tại, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Vừa dứt lời, Huyết Ngưng Thiên cả người liền biến mất ở giữa trời đất. Nếu không phải hiện tại Diệp Thần lòng bàn tay còn sót lại liền một chút nhiệt độ, hắn thậm chí muốn hoài nghi cái này có phải hay không một giấc mộng. Tiểu Hắc, còn lại ta muốn làm gì? Diệp Thần mờ mịt nhìn về phía chung quanh, đỉnh núi mặc dù bát ngát, nhưng trước mắt chỉ có một khối cổ xưa bia đá, trên tấm bia đá lại là in mấy cái dấu tay, tựa hồ năm đó có cường giả rất miễn cưỡng đưa tay giữ nhập bia đá bên trong. Tiểu Hắc cũng không trả lời, nhưng Diệp Thần phát hiện lòng bàn tay mình đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen kiêu căng. Chính là Tiểu Hắc hỗn độn khí diễm. Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền Tiểu Hắc ý, hướng bia đá đi, một cái tay, đột nhiên đặt ở một cái trong đó trưởng ấn bên trên. 1 giây, 2 giây, làm đến thứ 3 giây thời điểm. Diệp Thần quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng hỗn độn khí diễm. Phong linh khóa có thể phong ấn mình đan điền và linh khí, nhưng định trước không cách nào phong ấn Tiểu Hắc hỗn độn khí diễm. Đồng thời, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện tay mình gánh bên trên xuất hiện một đạo hỗn độn phù văn. Phù văn tránh tốc trước ánh sáng, mà vậy bia đá lại là truyền tới một đạo kinh thiên động địa chấn động. Trong phút chốc, bia đá chia làm hai, phảng phất là một cánh cửa. Mà cửa sau lưng, là một đạo thang trời nhưng là hướng xuống không ngừng kéo dài. Một phiến hắc ám, căn bản không biết cuối ở nơi nào. Cùng lúc đó, một tòa chim hót hoa thơm đình bên trong. Một cái thiếu nữ áo đỏ đang khải đàn, mà trước mặt nàng lại là xuất hiện một mặt to lớn truyền ảnh tinh. Mà truyền ảnh tinh lên hình ảnh chính là Diệp Thần ở đỉnh núi hình ảnh. Thiếu nữ áo đỏ dĩ nhiên chính là Huyết Ngưng Thiên. Huyết Ngưng Thiên dừng lại khải đàn tay, như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, quả nhiên. Tên này có thể mở tấm bia đá này. Trọng yếu hơn chính là, hắn mới vừa rồi bùng nổ kiêu căng. Lại so tên kia còn muốn ngưng tụ.
thằng nhóc này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thiên nhân vực linh khí và quy tắc và địa tâm vực kém quá nhiều, chiếu lý mà nói, căn bản không có thể uẩn dục có hỗn độn khí diễm tồn tại mới đúng. Vẫn là nói, thằng nhóc này thật ra thì lừa ta, hắn đến từ thái thượng thế giới. Diệp thần tự nhiên không biết mình bị huyết ngưng thiên quan sát, tiểu hắc toàn bộ hành trình cố nhiên không có nói một câu, nhưng diệp thần và tiểu hắc tới giữa đã có cảm ứng, hắn vậy không do dự, thẳng hướng nấc thang dưới đi tới. Nấc thang một phiến mờ tối, nhưng làm diệp thần bước vào ngay tức thì, nơi này tựa như ban ngày bị cái gì thắp sáng. Mà tiểu hắc thanh âm rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Chủ nhân, ngay ở phía trước, rất gần. Diệp thần có thể nghe ra tiểu hắc ngữ khí kích động. Khi đi đến thứ nhất ngàn đạo bậc thang thời điểm, diệp thần vậy như nguyện đi tới lòng đất. Có thể để cho diệp thần bất ngờ phải, lòng đất lại là một tòa thật to tế đàn. Chung quanh tế đàn lại là có từng tia đỏ thẫm sấm sét vần quanh. Mà tế đàn ở chính giữa lại là một cái thành kính quỳ bái áo vải cụ già. Diệp thần có thể cảm giác được, lão nhân đã chết mấy chục ngàn năm, nhưng linh lực trong cơ thể nhưng duy trì loại nào đó thăng bằng, để cho ông già mấy chục ngàn năm không mục. Thậm chí diệp thần dám khẳng định, cụ già trước người tu vi tuyệt đối khủng bố. Chí ít vượt qua nho tổ. Như vậy một người, vì sao phải thành kính quỳ bái? Diệp thần ngẩng đầu lên, nhưng là chú ý tới cái gì? Đỉnh đầu lại lơ lửng một pho tượng đá. Tượng đá có linh, hai tròng mắt bị một viên đỏ thẫm hạt châu khảm nạm, sáng chói hết sức. Mấu chốt tượng đá này tựa như người vừa tựa như viên, chẳng lẽ đây chính là hấp dẫn tiểu hắc tới tồn tại? Cũng hoặc là nói, tượng đá này chính là vậy trấn ngục vượn ma. Tiểu hắc đột nhiên nói, chủ nhân, đem tượng đá kia cặp mắt moi ra, mau. Lần này, diệp thần diễn cảm có chút khó coi, tượng đá này bị quá thật cường giả đỉnh phong quỳ bái, tự nhiên tín ngưỡng lực khủng bố. Mà mình hôm nay muốn phá hoại tượng đá, vậy phải chịu nhân quả là vô cùng to lớn. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Do dự mấy giây, diệp thần khẽ cắn răng, tiểu hắc. Ta sẽ tin ngươi một lần. Một giây kế tiếp, diệp thần chính là phi thân lên, treo lơ lửng ở tượng đá trước người. Hắn vừa định đưa tay ra, một giọng già nua đột nhiên truyền tới, tiểu huynh đệ, chậm đã. Diệp thần đưa ra tay ngay tức thì cứng ngắc, nơi này lại thật còn có những người khác. Hắn quay đầu, con người chợt co rúm một cái, vậy chết liền đã vạn năm ông già lại đứng lên. Lão kia người chắp tay một cái nói, tiểu huynh đệ không nên kinh ngạc. Cái này cái thể xác tuy không sức sống, nhưng lão phu năm đó chết lúc để lại một đạo lực lượng, cái này lực lượng yên lặng nhiều năm, rốt cuộc đến lúc phá cuộc người. Phá cuộc người, diệp thần đi tới ông lão bên người, thần sắc ngưng trọng. Trước mặt ông già dưới mắt trạng thái cũng không thể đối với mình sinh ra uy hiếp gì, hắn đại khả trực tiếp tháo xuống tượng đá kia cặp mắt, nhưng trực giác nói cho hắn, nghe một chút ông già nói như vậy, không có chỗ xấu. Ông già khẽ mỉm cười. Hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói, nếu tiểu huynh đệ có thể bước vào nơi này, tất nhiên là có chấp trưởng hỗn độn khả năng, nếu không người khác cũng không cách nào bước vào, lão phu tuy đã chết, nhưng vẫn có là một muốn nhờ. Diệp thần lông mày nhướn lên, cái gì? Ông già khá là lễ phép cung kính khom người, nói, lão phu vào năm đó, mọi người đều gọi ta là huyết u tử, đã từng gia tộc cường thịnh, tại địa tâm vực vậy từng có qua bá chủ một phương lịch sử. Chỉ tiếc năm đó lão phu không nghe người khác nơi khuyên, lỗ mãng dính không nên đụng chạm nhân quả, đưa đến gia tộc tiêu diệt, gia tộc bên trong, chỉ có ta vị này lão tổ và một bé gái sống tạm, giáo ta bé gái đạo pháp và võ đạo, xem kỳ thành dài, để cho nó trấn thủ núi này. Diệp thần lúc này mới chợt hiểu, cái này ông già lại là huyết ngưng thiên tổ tiên. Ông già tựa hồ nghĩ đến chuyện cũ, cảm khái vạn phần, thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ta đem lấy tên, huyết ngưng thiên. Gia tộc cũng bởi vì ta hành động theo cảm tình, đi về phía hủy diệt, nàng là hy vọng duy nhất, nàng cũng không nên vĩnh viễn trấn thủ nơi đây. Địa tâm vực thế cục cực kỳ phức tạp, dòng nước ngầm phun trào, nơi này cất giấu quá nhiều bí mật, ta lấy thần uy mới có thể bảo vệ nàng không bị người ngoài quấy rầy. Nhưng cuối cùng có một ngày, bất kể là cân nhắc quyết định thánh đường vẫn là rất nhiều địa tâm vực thế lực, cũng sẽ quên ngày xưa thần uy, đến lúc đó, liền sẽ có vô số cường giả bước vào núi thần. Cái đứa nhỏ này tất nhiên sẽ một lòng bảo vệ, mà đây bảo vệ, chung sẽ để cho nàng đi về phía hủy diệt. Đây không phải là ta mong muốn kết cục, mà ta hôm nay sở cầu, chính là vào huyết ngưng thiên có liên quan, tiểu huynh đệ,
nếu là có cơ hội, xin mang trước cô gái rời đi địa tâm vực, đi ngoại giới, để cho nó không muốn lại dính dư thừa nhân quả, để cho hắn tại sau cùng 5 tháng thủ được một khối yên lặng. Diệp Thần con ngươi híp lại, chính hắn có thể không thể đi ra ngoài cũng không nhất định, tự nhiên sẽ không mang theo nàng người. Mấu chốt hắn đối với cái này huyết ngưng thiên một chút rõ ràng cũng không có, đây không thể nghi ngờ là ở bên người an lắp một viên bom hẹn giờ. Trọng yếu hơn chính là, hắn một khi đáp ứng, thì chẳng khác nào gián tiếp dính liền huyết u tử đưa đến diệt tộc nhân quả. Xin lỗi, tiền bối, cái vãn bối này không cách nào đáp ứng. Diệp Thần vẫn là nói. Huyết u tử tựa hồ đã sớm đoán được sẽ là câu trả lời này, khẽ mỉm cười, đưa tay ra, điểm vào Diệp Thần ấn đường, ta không cần ngươi lập tức mang nàng rời đi, ta chỉ cần ngươi ở thời cơ chín muồi thời điểm mang nàng rời đi, cái này thời gian có thể là trăm năm sau này, cũng hoặc là vạn năm sau này. Mà thành tựu điều kiện, ta sẽ đem vật này tặng cho ngươi. Nàng như gặp được vật này, vậy sẽ rõ ràng ta ý. Nói xong, huyết u tử liền đem trong tay nạm vô số phù văn cổ xưa vòng tay hái xuống, lại là đưa cho Diệp Thần. Tiểu huynh đệ, ta không biết vòng tay này lai lịch, nhưng ta biết ngươi sẽ có một ngày tiếp xúc thập kiếp thần ma tháp, mà vòng tay này liền có thể phá ra một kiếp. Giờ khắc này, đến phiên Diệp Thần kinh hãi. Đối phương lại biết thập kiếp thần ma tháp. Chu Uyên và Bạch Liên còn ở trong đó, mình tất nhiên muốn đi một chuyến nữa. Còn nếu là mới có thể có vòng tay này, tất nhiên đối với phá thập kiếp thần ma tháp có kỳ hiệu. Cái này điều kiện, hắn không muốn đáp ứng vậy phải đáp ứng à. Mấu chốt, ông già cũng không có ràng buộc mang huyết ngưng thiên rời đi thời gian, nếu như vạn năm sau đó, mình chỉ sợ sớm đã vượt qua thái chân cảnh, thậm chí đã hoàn thành và vạn khư đánh cờ, đến lúc đó thuận tay mang đi một cái người lại ngại gì. Diệp Thần nhận lấy vòng tay, liền nói, được. Ông già nghe được Diệp Thần câu trả lời, sang sảng bật cười, rồi sau đó thân thể dần dần hóa là một phiến cát. Bất quá ở tiêu tán trước, vậy phức tạp thêm tràn đầy loại nào đó ý vị ánh mắt, lại để cho Diệp Thần thật lâu không cách nào bình tĩnh. Xem ra phần này nhân quả là trốn không tránh được. Tốt lắm, vẫn là mau sớm tháo xuống tượng đá kia cặp mắt, rời đi đi. Diệp Thần phi thân đi, đan điền tiểu hắc hỗn độn lực bọc toàn thân, lại vô cùng ung dung liền tháo xuống vậy sáng chói màu đỏ cặp mắt. Tiểu hắc, tiếp theo muốn ta làm gì? Diệp Thần hỏi. Tiểu hắc do dự mấy giây, liền nói, vật này hiện tại còn dính mắc quá nhiều đồ, không cách nào lập tức vận dụng, chủ nhân trước hết đem đưa vào hoàng tuyền đồ bên trong, đến lúc đó làm tiếp xử lý, còn nữa, ta có thể còn phải ngủ say một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta tỉnh lại, chính là xử lý vật này thời điểm. Ta dám khẳng định, cái này bên trong một nhất định có nghịch thiên cơ duyên và kinh thiên bí mật. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đem vật này vứt xuống hoàng tuyền đồ bên trong, rồi sau đó nhìn một cái lão kia người để lại cho mình vòng tay, chính là hướng nấc thang đi. Chuyến này coi như thu hoạch tràn đầy. Nhưng ngay khi Diệp Thần phải rời khỏi lúc đó, Diệp Thần dư quang lại chú ý tới cái gì? Tế đài nhất phía bên phải, thậm chí có một miếng đồng xanh cửa. Bởi vì đồng xanh cửa và chung quanh phù văn bích họa nối liền chung một chỗ, cho nên nếu như không cẩn thận xem, căn bản không phát hiện được. Bất quá đồng xanh cửa rất nhỏ, tựa hồ cũng không thể thông qua một người. Diệp Thần hơi có vẻ tò mò đi tới đồng xanh cửa trước mặt, đưa tay ra, vừa định đụng chạm, một chút tương tự hỗn độn khí diễm tồn tại chính là vọt ra, vậy đồng xanh cửa ngay tức thì vỡ vụn. Mà Diệp Thần vậy rốt cuộc phát hiện bên trong không gian không tính là quá lớn, nhưng yên lặng nằm một cái vòng tròn. Vòng tròn dịch thấu trong suốt, ở chính giữa vẽ một đạo cổ xưa phù văn. Diệp Thần không nhận ra phù văn biểu đạt ý, nhưng có thể cảm giác được nơi đây như thế cất giấu một món đồ, tuyệt không bình thường. Vậy coi là người ta có duyên phận, mặc dù không biết ngươi là thứ gì, nhưng phải cùng địa tâm vực có liên quan, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta rời đi. Nói xong, Diệp Thần tự giễu cười một tiếng, mình và cái này vòng tròn có cái gì tốt câu thông, đối phương hiển nhiên không có khí linh, thậm chí liền linh bảo cũng không tính. Nhưng vào lúc này, viên kia bàn quanh thân phun trào ra một đạo quỷ dị kiêu căng, rồi sau đó treo phù ở giữa không trung bên trong. Một giây kế tiếp, lại chủ động biến mất. Không đúng, không phải biến mất, mà là xuất hiện ở hoàng tuyền đồ bên trong. Lần này đến phiên Diệp Thần kinh ngạc, không có mình điều khiển, một giờ đồ căn bản không có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào hoàng tuyền đồ à. Chẳng lẽ mình thật lấy được một cái bảo bối?
Bất quá dưới mắt, Diệp Thần vậy biết rõ không có như vậy nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu vật này tác dụng, trực tiếp hướng thang trời phương hướng đi. Rất nhanh, Diệp Thần chính là trở lại đỉnh núi, làm bước ra bậc thang trong nháy mắt, bất kể là nấc thang và bia đá đều là hoàn toàn hóa là bột. Tế đàn kia sự việc, đem hoàn toàn Trần Phong, không có người thứ hai biết. Hư không chập chờn, một đạo liệt ngân xuất hiện, một vị cô gái đổ đỏ từ trong đi ra. Chính là Huyết Ngưng Thiên. Huyết Ngưng Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới Diệp Thần trong tay chiếc vòng, khẽ run lên, rồi sau đó khó tin nói, người thấy Huyết U Tử. Diệp Thần có chút bất ngờ cái này Huyết U Tử giàu gì cũng là Huyết Ngưng Thiên tổ tiên, nàng lại liền không ngừng kêu tục danh. Còn không cùng Diệp Thần trả lời, Huyết Ngưng Thiên chính là tự nhủ, ta chân thực không tin, Huyết U Tử là như thế nào kết luận một cái như bây giờ bất quá thủy nguyên cảnh người có thể phá cái này vạn thế cục. Diệp Thần vô cùng lãnh đạm, nói thẳng, ngươi không cần tin tưởng, ngươi chỉ cần biết, ta sau này sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Ta nếu đáp ứng Huyết U Tử, tất nhiên biết làm đến. Lần này, Huyết Ngưng Thiên không có nói gì nhiều, nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó nói, ta đưa ngươi đi xuống. Hư không biến dạng, làm Diệp Thần lần nữa mở mắt ra thời điểm, nhưng là phát hiện mình đã tới chân núi, không đứng nơi xa chính là Mạc Hàn Hy. Mà Huyết Ngưng Thiên nhưng là không có xuất hiện, chắc là lựa chọn trên đất núi thần chờ đợi Diệp Thần xuất hiện lần nữa. Nàng không biết cái này nhất đẳng sẽ là nhiều ít năm. Nàng tuy không tin Diệp Thần, nhưng nàng tin tưởng Huyết U Tử phán đoán. Mạc Hàn Hy gặp Diệp Thần xuất hiện, thở ra một hơi thở dài, vội vàng đi tới, hiếu kỳ nói, ngươi lại thật còn sống. Trên núi phát hiện cái gì không? Trong miệng ngươi chuyện quan trọng xử lý xong. Diệp Thần gật đầu một cái, chưa từng có lộ ra nhiều lộ. Mạc Hàn Hy là cái bé gái ngoan, nếu mình dính phần này nhân quả, vậy cũng không cần phải lại để cho Mạc Hàn Hy cuốn vào đi vào. Đã như vậy, vậy chúng ta mau sớm đi ra ra vậy đi. Mạc Hàn Hy nói. Ừ. Hai người một đường đi tới trước, vừa đi vừa trò chuyện. Mạc tiểu thư, cái đó cân nhắc quyết định thánh đường, không biết là lai lịch gì. Diệp Thần trong lòng có vẻ tò mò, địa tâm vực trừ thập đại thiên quân thế ra bên ngoài, tựa hồ còn có một cái cường đại thế lực, đó chính là cân nhắc quyết định thánh đường, bất quá hắn biết không nhiều. Mạc Hàn Hy nghe được cân nhắc quyết định thánh đường bốn chữ, mặt đẹp hơi biến sắc, lộ vẻ được kiêng kỵ hết sức, nhìn một cái chung quanh, nói, vậy cân nhắc quyết định thánh đường, bản thể là một kiện pháp bảo, là 33 thiên hỗn độn chí bảo đứng đầu, năm đó thập đại lão tổ phi thăng sau đó, có thái thượng ban phúc hạ xuống, vậy cân nhắc quyết định thánh đường cũng nhận được thái thượng linh khí bồi bổ, sản sinh ra khí linh, cái đó khí linh, chính là hôm nay đại danh đỉnh đỉnh cân nhắc quyết định đứng đầu. Diệp Thần nói, cân nhắc quyết định đứng đầu, hắn xúc diệt thiên quân thế ra sao? Mạc Hàn Hy khẽ cắn răng, nói cân nhắc quyết định thánh đường có 102 hỗn độn chí bảo, thực lực cực mạnh, năm đó vạn khư thần điện tổ sư ra phi thăng lúc đó, đã từng muốn mang đi cân nhắc quyết định thánh đường, cầm tới làm vạn khư thần điện cung điện đạo tràng, nhưng chẳng biết tại sao, sau đó buông tha. Cái này cân nhắc quyết định thánh đường, từng đạt được vạn khư lão tổ đào tạo. Sau đó lại có thái thượng ban phúc bồi bổ, thiên uy thánh đạo mạnh, đã đến không thể tưởng tượng nổi bước. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói như vậy, cân nhắc quyết định thánh đường đã từng là vạn khư lão tổ pháp bảo. Vạn khư thần điện, là Diệp Thần cuối cùng phải đối mặt kẻ địch, núp ở sau lưng vạn khư lão tổ, chính là hắn trung cực địch thủ cũ. Vạn khư lão tổ thực lực, vô cho nghi ngờ, liền nhâm phi phàm đều phải vô cùng kiêng kỵ, hồng thiên kinh này đám nhân vật. Cũng bất quá là vạn khư lão tổ một tên thủ hạ, hắn là ván cờ sau lưng trung cực bàn tay gây tội ác, âm thầm bố trí hết thảy. Mà cân nhắc quyết định thánh đường, tựa hồ chính là vạn khư lão tổ ban đầu pháp bảo, uy năng mạnh, có thể tưởng tượng được. Mạc Hàn Hy nói, không sai, cân nhắc quyết định thánh đường đúng là chính là vạn khư lão tổ pháp bảo, cân nhắc quyết định đứng đầu ra đời sau đó, tự tay chế tạo thái cổ hạo kiếp, đó là chân chính đáng sợ đại kiếp khó khăn. Địa tâm vực vô số thế lực tiêu diệt, rất nhiều thánh địa trở thành phế tích, thập đại thiên quân thế ra bên trong, có 7 cái bị xúc diệt. Thái cổ hạo kiếp. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhớ tới mấy ngày qua, thấy qua rất nhiều phế tích di tích, muốn đến chính là ở thái cổ hạo kiếp bên trong tiêu diệt. Thiên quân thế ra, không phải nói khí vận vĩnh hằng, kéo dài bất diệt sao? Làm sao cũng bị xúc diệt? Diệp Thần lại có điểm nghi ngờ.
phải biết thiên quân thế gia đạt được thái thượng ban phúc, khí vận bàng bạc, theo lý thuyết sẽ không dễ dàng tiêu diệt. Mạc Hàn Hy nói, thiên quân thế gia khí vận, hệ tại thập đại thần thụ, nếu như thần thụ bị hủy, khí vận căn cơ sụp đổ, vậy thì có bị tiêu diệt nguy hiểm. Thập đại thần thụ. Diệp Thần cũng nghe Sa La Cây đề cập tới thập đại thần thụ, nhưng không biết chi tiết cụ thể. Mạc Hàn Hy gật đầu một cái, nói thập đại thần thụ, đều là thuộc về 33 thiên hỗn độn chí bảo, năm đó thập đại lão tổ phi thăng sau đó, rơi xuống ban phúc, hạch tâm chính là vậy thập đại thần thụ, chúng ta thiên quân thế gia, mỗi người đạt được một bụi, toàn tộc phong thủy khí vận, số mạng căn cơ, toàn bộ ký thác vào thần thụ bên trên, có thể nói là chấn tộc chi bảo. Vậy thập đại thần thụ, cũng đi qua thái thượng linh khí cùng phép tắc rèn luyện, nội tình cực kỳ thâm hậu, thiên quân thế gia có thần thụ che chở, có thể vạn cổ bất diệt, nhưng nếu thần thụ bị hủy, vậy thiên quân thế gia thì có bị tiêu diệt nguy hiểm. Diệp Thần nói, thì ra là như vậy. Muốn đến Mạc gia thần thụ, chính là vậy Phượng Tê bảo thụ. Mạc Hàn Hy nói, năm đó thời đại Thái Cổ, cân nhắc quyết định đứng đầu phá hủy 7 bụi cây thần thụ, đối ứng 7 đại thế gia, tương truyền toàn bộ bị hắn xúc diệt, chỉ có một ít yếu ớt huyết mạch bảo tồn được, đã không thành kết quả, hôm nay địa tâm vực tồn lưu thế gia, chỉ còn lại ta Mạc gia, còn có Lâm gia và Hồng gia. Diệp Thần một hồi thổn thức, nói như vậy, Diệp gia và Nhâm gia, đều bị phá hủy. Mạc Hàn Hy nhìn Diệp Thần diễn cảm, trong lòng hơi cảm thấy nghi ngờ, nói, đều bị phá hủy, Diệp đại ca, ngươi là xứ lạ người, vậy biết Diệp Nhâm hai nhà người sao? Diệp Thần cười một tí, nói ta họ Diệp, ta có người bạn họ Nhâm, họ giống nhau, nghe được cái này bị tiêu diệt tin tức, tự nhiên có chút không phải mùi vị. Bất quá Diệp Thần đánh trong đáy lòng cảm thấy, mình và Nhâm phi phàm phải cùng cái này hai gia tộc lớn không có quá lớn liên lạc, coi như là có, cũng là cực kỳ yếu ớt, nếu không Nhâm phi phàm sớm nên tìm được địa tâm vực mới đúng. Mạc Hàn Hy cười nói, Diệp thị Nhâm thị đều là họ lớn, họ giống nhau không kỳ quái. Hai người vừa ôn, rất nhanh, liền đi tới một cái truyền tống trận lối vào. Truyền tống trận bốn phía có cấm chế, Mạc Hàn Hy móc ra ấu hoàng thiên kiếm, như chìa khóa vậy mở ra cấm chế, hướng Diệp Thần nói, ra ra ta ẩn cư ở Thanh Long bí cảnh bên trong, đây chính là lối vào, Diệp đại ca, chúng ta vào đi thôi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, liền cùng Mạc Hàn Hy bước lên truyền tống trận, truyền tống đi Thanh Long bí cảnh. Rào. Một hồi ánh sáng trắng thoáng qua, hư không biến dạng, Diệp Thần mở mắt vừa thấy, nhưng phát hiện tự mình tới đến một vùng núi thanh thủy tú trong thế giới. Mảnh thế giới này, bầu trời xanh thẳm, chim hót hoa thơm, trên đất trồng đầy tất cả trồng trà hoa, không khí mát mẽ xông vào mũi, làm người ta tâm thần sảng khoái. Nơi này chính là Thanh Long bí cảnh sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhưng thấy phương xa trên đường chân trời, đứng sừng sững một bụi to lớn thần thụ. Nối thẳng chân trời, cho dù cách nhau thiên bách lý, đều có thể thấy rõ. Mạc Hàn Hy nói, ừ, đây chính là gia gia ta địa phương ẩn cư, trăm năm trước, chính là gia gia ta chế tạo thần trà trì, đáng tiếc còn chưa kịp sử dụng, tộc liền gặp phải cân nhắc quyết định thánh đường tập kích, chúng ta chỉ có thể hồi tộc chống đỡ, trận chiến ấy bên trong, gia gia ta bị trọng thương, liền lui rất tộc trưởng chức vị, truyền cho ta phụ thân, hắn chính là ở ẩn cư này dưỡng thương. Nói đến thần trà trì thời điểm, Mạc Hàn Hy gò má dâng lên một hồi đỏ ửng, hiển nhiên là hồi tưởng lại rất nhiều cờ bay phất phới náo nhiệt, tâm thần không khỏi đong đưa. Diệp Thần ánh mắt thiếu nhìn phương xa, nhìn vậy nối thẳng chân trời to lớn thần thụ, nói, bụi cây kia cây lớn, cũng là thập đại thần thụ một trong sao. Các ngươi Mạc gia có hai bụi cây thần thụ. Mạc Hàn Hy nói, vậy kêu là Thanh Long cây trà, đích xác là thập đại thần thụ một trong, nhưng không phải chúng ta Mạc gia. Đã từng là Huyền gia thần thụ, sau đó Huyền gia tiêu diệt, Thanh Long cây trà thất lạc, ta Mạc gia đời trước cơ duyên xảo hợp, mới lấy được cây này, nhưng khí vận căn cơ đã bị phá hủy, mất đi che chở hiệu dụng, thật may thần thụ bản thân vật liệu, linh khí do ở đây, có thể cầm tới luyện chế đan dược, phân phối linh thủy, cũng là không thể có nhiều pháp bảo. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói Thanh Long cây trà, Huyền gia thần thụ. Thập đại thiên quân thế gia bên trong. Có một nhà họ Huyền. Hắn nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt, trong lòng một hồi chấn động. Mạc Hàn Hy nói, đúng vậy, Diệp đại ca, thế nào? Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, suy tư một tí, cuối cùng lắc lắc đầu nói, không việc gì. Mạc Hàn Hy thấy Diệp Thần chau mày hình dáng, trong lòng biết sau lưng hắn dính líu nhân quả,
quả thực không nhỏ, nhưng nếu Diệp Thần không nói, nàng vậy không tiện hỏi nhiều, liền cười nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi, ra ra ta liền ở Thanh Long cây trà hạ ẩn cư. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, liền và Mạc Hàn Hy sóng vai tiến về phía trước, hướng vậy Thanh Long cây trà đi tới. Vậy Thanh Long cây trà tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng thực thì cách nhau khá xa, hai người sóng vai đi bộ, đi mấy giờ, vậy không đến. Màn đêm buông xuống, hai người điểm một đống lửa, liền ở nơi này dã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời. Mạc Hàn Hy vừa nghĩ tới muốn cùng Diệp Thần qua đêm, tim đập bịch bịch, gò má một phiến đỏ ửng. Diệp Thần ngược lại không biết nàng cẩn thận, một mình ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống luyện công. Đang tu luyện gian, Diệp Thần chợt nghe luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. Cái này phong linh khóa cũng quá mức đáng ghét, ta vì ngươi mở ra đi. Điều này hiển nhiên là phong thiên thương thanh âm. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, sững sờ một chút, sau đó vui vẻ nói, phong tiền bối, là ngươi sao? Hắn thử nghiệm câu thông luân hồi mộ địa, quả nhiên câu thông thành công, ngay lập tức tới giữa chính là thấy được phong thiên thương bóng người. Từ bất ngờ rơi vào địa tâm vực sau đó, Diệp Thần và luân hồi mộ địa một mực mất đi liên lạc, giờ phút này lần nữa liên lạc, thật là không khỏi niềm vui. Muốn đến là viêm bia lột xác, Diệp Thần luân hồi huyết mạch rất nhiều tăng tiến, rốt cuộc lần nữa và luân hồi mộ địa lấy được liên lạc. Phong thiên thương hừ một tiếng, nói, không phải ta còn có thể là ai. Ngươi trên cổ tay phong linh khóa, ngược lại là có chút ý tứ, xiềng xích cấm chế rất là xảo diệu, đổi thành người bình thường, còn thật chưa chắc có thể tháo ra. Diệp Thần cổ tay bên trên, đang buộc một đạo khóa sắt liên, đó là Mạc Nguyên Châu bố trí phong linh khóa, niêm phong liền hắn đan điền linh khí. Cái này phong linh khóa vậy không việc gì, qua một ngày nữa thời gian, ta có thể dùng viêm bia năng lượng, trực tiếp nóng chảy. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không có đem phong linh khóa đặt ở bên trong mắt. Phong thiên thương lườm một cái, nói, ngươi thủ đoạn này, quá mức dã man thô bạo, không hợp luyện khí đạo lý. Diệp Thần cười không nói, biết phong thiên thương tinh thông khí linh chi đạo, rất chú trọng thủ pháp tinh xảo, hắn cái loại này bạo lực biện pháp, tự nhiên không bị phong thiên thương thích. Ta vì ngươi tháo ra, ngươi đừng động. Phong thiên thương tròng mắt bên trong, hơi có điểm thấy cái mình thích là không nhịn được hình dáng, hiển nhiên cái này phong linh khóa rất xảo diệu, đưa tới hắn hứng thú, hắn muốn đích thân phá giải. Hắn lấy ra một cây châm nhỏ, thần hồn nhập vào người đến Diệp Thần trên mình, liền dùng cái này cây châm nhỏ, cẩn thận điều nghiên phong linh khóa ổ khóa. Đồng thời, từng đạo phù văn như nước thủy triều vậy tràn vào trong đó. Rắc rắc. Chỉ chốc lát sau, ổ khóa bị giải khai, đúng cái phong linh xích sắt, cũng rơi xuống. Trong thoáng chốc, Diệp Thần cảm thấy đan điền linh khí lần nữa dâng lên, cả người tràn đầy lực lượng, cười nói tiền bối tốt khôn khéo thủ đoạn, tại hạ bội phục. Phong thiên thương biết rõ hắn là cố ý gặp nghênh, nhưng lời khen nghe vào trong tai, còn chưa thắng hưởng thụ, híp mắt cười nói, một chút nông cạn thủ pháp thôi, khí linh chi đạo bác đại tinh thâm, người sau này còn có chỗ học tập. Diệp Thần nói, ừ. Mạc Hàn Hy ở bên cạnh thấy một màn này, nàng không biết phong thiên thương tồn tại, chỉ lấy là Diệp Thần là bằng mình thủ đoạn, mở ra xiềng xích, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp đại ca, ngươi mở ra phong linh khóa sao? Cái này phong linh khóa là Mạc gia đặc chế, thật khó tháo ra, Mạc Hàn Hy không nghĩ tới Diệp Thần còn tinh thông đạo này, trong lòng lại là bội phục sùng bái. Diệp Thần cười một tiếng, nói, ừ, không sao. Mạc Hàn Hy nói, ngươi không cần chịu khổ, vậy thì rất tốt. Gió đêm thổi tới, Mạc Hàn Hy sợi tóc khẽ nhúc nhích, gò má ở dưới ánh lửa chiếu, mang một chút say lòng người đỏ ửng. Diệp Thần gặp nàng cái này vẻ mặt, liền biết mình chọc tới tình duyên nhân quả, như không mau rời khỏi, chém cắt hết thảy, sợ rằng sau này thiên ti vạn lũ, dây dưa vô tận. Một đêm yên lặng, đến ngày thứ hai, hai người tiếp tục tiến về phía trước, lại đi mấy giờ. Mới rốt cục đi tới vậy Thanh Long cây trà hạ. Đến Thanh Long cây trà, Diệp Thần liền ngửi được một hồi mát sữa trà thơm, thấm vào lòng người, ngẩng đầu vừa thấy, trên cây kia mơ hồ chiếm cứ Thanh Long, khí thế khoáng đạt, ngược lại cũng có một phen bàng bạc khí tượng. Từ ngoài mặt xem, cái này Thanh Long cây trà cành lá sum suê, cũng không có gì đổ nát hủy diệt hình dáng. Dưới tàng cây xây dựng trước một gian nhà lá, Mạc Hàn Hy nhìn Diệp Thần một mắt, nói, Diệp đại ca. Đây chính là gia gia ta địa phương ẩn cư. Diệp Thần gật đầu một cái, lại nghe cửa két một tiếng mở ra,
một cái tinh thần quắc thước ông cụ áo bảo xanh, chống gậy, từ bên trong đi ra. Ra ra, ta đến thăm ngươi. Mạc Hàn Hy vừa nhìn thấy vậy ông cụ áo bảo xanh, liền cao hứng nói, sau đó thấp giọng hướng Diệp Thần nói. Diệp đại ca, đây là ra ra ta, hắn tục danh Thượng Hoàng Hạ Tể. Mạc Hàn Hy ra ra, chính là kêu Mạc Hoàng Tể. Diệp Thần khẽ gật đầu, hướng Mạc Hoàng Tể chắp tay nói, vãn bối Diệp Thần, bái kiến Mạc Lão tiên sinh. Mạc Hoàng Tể tướng mạo bình thường, cả người không hiện khí thế, như núi giã giữa phổ thông ông già, híp mắt quan sát Diệp Thần một tí, nói, à, người họ Diệp sao? Rồi sau đó, lại hướng Mạc Hàn Hy cười nói, cháu gái ngoan, người không ở nhà ngây ngô, đến tìm ra ra có chuyện gì? Mạc Hàn Hy trong lòng có rất nhiều lời nói, nhưng trong chốc lát không biết nói như thế nào lối ra. Mạc Hoàng Tể cười một tiếng, mời hai người nhập phòng, nói, đi vào trước uống ly trà đi. Diệp Thần và Mạc Hàn Hy nhìn nhau, liền đi vào trong phòng. Mạc Hoàng Tể cho hai người cua một bình trà, lá trà chính là dùng thanh long cây trà lá cây chế tạo mà thành, ngâm thành nước trà, thanh thơm xông vào mũi, linh khí vô cùng là đậm đà. Diệp Thần và Mạc Hàn Hy yên lặng uống trà, ánh mắt vừa tiếp xúc, cũng muốn dậy thần trà trì bên trong náo nhiệt, ánh mắt một hồi lúng túng. Mạc Hoàng Tể cười tủm tỉm cũng không nói chuyện, một bộ hiền hòa ôn hòa hình dáng, cùng hai người uống trà xong rồi, mới cười hỏi Diệp Thần nói, không biết vị tiểu hữu này, là cái nào thế ra người. Diệp Thần đặt ly trà xuống, nói, Mạc Lão tiên sinh, tại hạ là sứ lạ người. Ngươi là sứ lạ người. Mạc Hoàng Tể vừa nghe đến cái này ba chữ, mới vừa vẫn là ôn hòa gương mặt, ngay tức thì biến sắc, nguyên bản đục ngầu bình tĩnh trong tròng mắt, bỗng nhiên nổ lên sát khí, cả người hơi thở lớn dị, hình như là từ một cái rừng núi lão đầu, biến thành đã trải qua chiến trận, giết người vô số cổ xưa tướng soái. Diệp Thần chỉ cảm thấy sát khí bức người, bỗng nhiên đứng dậy, lui về phía sau ba bước, ngưng mắt nhìn Mạc Hoàng Tể, cho tới bây giờ không nhớ đến một người khí chất. Lại có thể ở ngay lập tức tới giữa, biến hóa to lớn như vậy. Mới vừa Mạc Hoàng Tể ánh mắt, vẫn là đục ngầu hình dáng, nhưng giờ phút này vô cùng trong suốt sáng ngời, tinh mang lóe lên, như có tinh thần chiếu sáng, sau lưng linh khí ầm ầm, hiển hóa ra từng cái thanh long ảo ảnh, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay giết người. Ra ra, Mạc Hàn Hy cũng là kinh ngạc đứng lên, chỉ sợ Mạc Hoàng Tể sẽ xuất thủ đả thương Diệp Thần. Mạc Hoàng Tể nắm cây nạng tay, đốt ngón tay cốt sắc 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 vang dội, lạnh lùng nói, cháu gái ngoan, người tốt nhất cho ta một cái giải thích, tại sao phải mang một cái sứ lạ người đi vào. Tại địa tâm vực bên trong, sứ lạ người là không cho phép tồn tại, bất kỳ sứ lạ người cũng phải bị giết, đây là quy củ. Mạc Hàn Hy hoảng hốt vội nói, không phải vậy, ra ra, người nghe ta giải thích. Lập tức liền đem thần trà trì bên trong phát sinh hết thảy, cũng nói một lần. Thậm chí liền cộng ngâm ao nước vậy không giấu giếm, chỉ là lời nói đơn giản, sơ lược. Sau đó lại đem Diệp Thần bị bắt nhốt chuyện, cũng nói tường tận. Mạc Hoàng Tể trong mắt chớp động, nói, à, nói như vậy, hắn lại chạm phá cân nhắc quyết định thánh đường kiêu căng. Ngón tay bấm đốt ngón tay, ngược dòng thiên cơ, mơ hồ tới giữa, quả nhiên thấy Diệp Thần cùng cân nhắc quyết định thánh đường đối kháng, cũng một kiếm chạm phá huy hoàng hình ảnh. Mạc Hoàng Tể là thế hệ trước tộc trưởng, cùng cân nhắc quyết định thánh đường giao phong nhiều năm, biết rõ thánh đường khủng bố. Diệp Thần chính là một cái thủy nguyên cảnh, lại có thể nghịch giết thánh đường, đây là không được việc lớn. Mặc dù Diệp Thần là sứ lạ người, nhưng bằng phần này chiến tích, đủ để làm hắn lộ vẻ xúc động. Và Mạc Nguyên Châu không cùng, Mạc Hoàng Tể rõ ràng hơn cân nhắc quyết định thánh đường khủng bố, cho nên vậy rõ ràng hơn Diệp Thần phần này chiến tích giá trị. Mạc Hàn Hy vội vàng nói, ra ra, Diệp đại ca có thể đánh bại thánh đường nhuệ khí, hắn rất có thể chính là tổ tiên tiên đoán bên trong phá cuộc người. Cha ta cứng ngắc thủ cựu, nếu không phải là nhốt giết hắn, đây là tự hủy trường thành, ta muốn mời ngươi đi ra chủ trì công đạo. Mạc Hoàng Tể nghe được phá cuộc người ba chữ, thần sắc khẽ động, nói cha ngươi không phải cứng ngắc, hắn là cẩn thận, phá cuộc người ngược lại chưa chắc, sứ lạ người là nhất định, muốn chứng minh hắn có phải hay không phá cuộc người. Còn muốn khảo nghiệm một phen. Nói tới chỗ này, nhìn về Diệp Thần nói, đứa nhỏ, có hứng thú tiếp nhận ta khảo nghiệm sao? Như ngươi khảo nghiệm thông qua, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, như ta thông qua khảo nghiệm, lão tiên sinh có thể đưa ta rời đi địa tâm vực sao?
Mạc Hoàng Tể nói, địa tâm vực vĩnh hằng khép kín, trừ phi tu vi viên mãn, phi thăng thái thượng, nếu không không có đi ra cơ hội, chỗ này lớn như vậy, so bên ngoài cái gì thiên nhân vực, dương chân vực cũng phải lớn hơn, ngươi cùng cực cả đời cũng thăm dò vô tận, coi như không thể đi ra ngoài, ngươi ở lại chỗ này, cũng không uổng cuộc đời này. Diệp Thần nói, không phải, lão tiên sinh, ta thân hữu cũng ở bên ngoài, ta là bởi vì bất ngờ rớt xuống, vẫn luôn muốn đi ra ngoài, ta không thể để cho bọn họ quá mức lo lắng, trừ phi thăng, còn có biện pháp khác không? Mạc Hoàng Tể trầm ngâm một tí, nói, biện pháp ngược lại là có, nhưng ngươi trước thông qua ta khảo nghiệm nói sau, nếu như liền một điểm nho nhỏ khảo nghiệm đều không cách nào thông qua, vậy ngươi cũng không cần nghĩ trước rời đi, cầm tánh mạng ở lại chỗ này là được. Hắn giọng nói lãnh đạm, nhưng lộ ra một chút vô cùng bén sát khí, hiển nhiên Diệp Thần nếu như khảo nghiệm bất quá, chứng minh không được thực lực, hắn sẽ lập tức động thủ, tru diệt Diệp Thần. Dẫu sao, Diệp Thần là một cái xứ lạ người, nếu như không có đầy đủ thực lực, hắn không thể nào để cho Diệp Thần còn sống. Mạc Hàn Hy nghe được Gia Gia động sát niệm, nói, Gia Gia, Diệp đại ca là ta ân nhân cứu mạng, người chớ làm tổn thương hắn. Mạc Hoàng Tể ha ha cười một tiếng, nói cháu gái ngoan, ta không giống cha ngươi như vậy cứng ngắc, nếu như hắn thật có thực lực, ta sẽ không tùy tiện giết người, nhưng nếu như, hắn liền một điểm nho nhỏ khảo nghiệm cũng không thông qua, vậy ngươi thích hắn làm chi? Mạc Hàn Hy gò má một đỏ, nói ta không thích hắn. Diệp Thần tỉnh bơ, nói, Mạc lão tiên sinh, không biết là cái gì khảo nghiệm. Mạc Hoàng Tể cười nhạt, móc ra một tấm phù chiếu đốt, nói, ngươi đi ra ngoài đi, khảo nghiệm liền ở bên ngoài chờ trước ngươi. Diệp Thần quay đầu nhìn một mắt ngoài nhà, không có thấy cái gì khác thường, nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là kêu, Sau đó chính là đứng dậy, xoay người đi tới ngoài nhà. Diệp Thần mới vừa đến bên ngoài, nhưng cảm thấy động đất đáng, một hồi lay động kịch liệt. Rắc rắc, chợt, mặt đất rạn nứt, một đầu to lớn con rối xông phá đi ra. Đầu này con rối cả người là dùng đá đúc thành, chừng mười mấy mét cao, trên người khắc đầy cổ xưa phù văn, có từng tia hỗn độn hơi thở tràn ra tới. Tôn chủ chú ý, là Khôn Linh Địa Ma Khôi, 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong. Hoàng Tuyền thế giới bên trong, Sa La Cây thấy đột nhiên toát ra to lớn con rối, cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng nhắc nhở. Khôn Linh Địa Ma Khôi, hỗn độn chí bảo. Diệp Thần con người co giúp một cái, nhìn vậy to lớn con rối, cũng là cảm thấy một chút quen thuộc hơi thở, và Bích Thủy Khảm Linh Châu, Thái Ất Trấn Lôi Sa Vân. Vân Pháp Bảo Tương Thông, đều là hỗn độn chí bảo, thuộc về bát quái hỗn độn. Bát quái hỗn độn pháp bảo, theo thứ tự là Canh Kim Càn Nguyên Châu, Khôn Linh Địa Ma Khôi, Bích Thủy Khảm Linh Châu, Khắc Trời Trong Ly Hỏa Kiếm, Thái Ất Trấn Lôi Sa, Thì Vũ Đổi Linh Phù, Phi Vũ Tốn Phong Toa, Đại Hàn Cấn Nhạc Phong. Cái này tám kiện pháp bảo, phân biệt đại biểu càn, khôn, khảm, cách, chấn động, đổi, tốn, cấn tám loại thuộc tính. Cái này Khôn Linh Địa Ma Khôi, chính là đại biểu khôn quẻ pháp bảo, trên thực tế là một đầu to lớn con rối, khắc đầy mặt đất phù văn, mỗi một đạo phù văn đều có địa thế khôn linh khí, vững chắc trầm ổn, như đất vậy khoáng đạt bác đại. Ra ra, ngươi làm sao cầm Khôn Linh Địa Ma Khôi thả ra? Diệp đại ca làm sao đối phó được? Mạc Hàn Hy thấy vậy con rối, nhất thời hoa dung thất sắc. Khôn Linh Địa Ma Khôi, thân xác đặc biệt vững chắc, hơn nữa có khắc rất nhiều mặt đất phù văn, có thể chịu đựng vô cùng công kích, lại hung mãnh thần thông công kích đi qua, cũng sẽ bị mặt đất trầm hậu khí thế hóa giải. Coi như là Mạc Hàn Hy ấu hoàng thiên kiếm, cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Cái loại này con rối, thân xác cứng rắn, trừ phi là trong truyền thuyết chân chính vô thượng thiên kiếm, nếu không cũng không ai có thể chạm phá. Năm đó cân nhắc quyết định thánh đường tập sát Mạc gia, Mạc Hoàng Tể chính là dựa vào Địa Ma Khôi lỗi bảo vệ, mới may mắn giữ được tánh mạng. Hống! Địa Ma Khôi lỗi trong mắt, phơi bầy hạt hoàng ánh sáng màu, như nham thạch vậy, trong cổ họng phát ra cổ quái khó khăn minh thanh âm, bất thình lình đạp sải bước, khí thế hung hăng hướng Diệp Thần vọt tới. Đầu này con rối, chừng mười mấy mét cao, vậy nặng nề thân xác, mang khí thế đáng sợ uy bách, làm người ta nghẹt thở. Diệp Thần vậy cảm thấy hô hấp ngưng động chất, vội vàng lui về phía sau. Mạc Hoàng Tể ngồi ở trong nhà, không có động tĩnh, cười nhạt nói, đứa nhỏ, nếu như ngươi có thể kích phá ta cái này con rối, khảo nghiệm liền coi là thông qua.
Diệp Thần nghe được khảo nghiệm nội dung là cái này, sắc mặt không khỏi trầm xuống, cái này Khôn Linh Địa Ma Khôi như vậy hung hãn, muốn kích phá, nói dễ vậy sao? Mạc Hàn Hy cũng là nóng nảy, nói, ra ra, năm đó cân nhắc quyết định thánh đường cường giả, cũng đánh không phá cái này địa ma khôi lỗi, Diệp Đại Ca làm sao có thể kích phá? Mạc Hoàng Tể nói, ngươi không phải nói hắn là phá cuộc người sao? Nếu như liền ta một đầu con rối đều không cách nào kích phá, hắn coi là cái gì phá cuộc người? Hơn nữa đầu này con rối đã không lại là trạng thái tột cùng. Mạc Hàn Hy nhất thời im miệng, không biết như thế nào đáp lại. Diệp Thần nhìn vậy địa ma khôi lỗi, cũng là cảm thấy vô cùng áp lực. Ưng ực, ô chít chít. Địa ma khôi lỗi trong cổ họng, phát ra cổ quái tiếng máy, khỏe mạnh kỳ dáng dấp hai cánh tay đi ở giữa nhất hợp, hướng Diệp Thần vỗ tới. Nếu như bị cái này con rối vỗ trúng, coi như không chết cũng phải trọng thương. Diệp Thần cướp thân né tránh, đồng thời nắm chặt sát kiếm, hít sâu một hơi. Sát kiếm bên trên, tràn ra ánh trăng vậy trong sáng ánh sáng. Còn có từng tia hỗn độn khí tức hủy diệt, điên cuồng tràn ngập ra. Hủy diệt đạo ấn, mở. Nguyệt hồn trảm, phá cho ta. Diệp Thần hung hăng một kiếm chém ra, trực tiếp sử xuất nguyệt hồn trảm, hơn nữa còn kèm theo sao hủy diệt đạo ấn hơi thở. Cực kỳ lạnh lùng bá đạo kiếm khí, chính là hung hăng chém vào địa ma khôi lỗi thân xác trên. Phịch. Nhưng mà, Diệp Thần kiếm khí chém xuống đi, cũng không có đối với địa ma khôi lỗi tạo thành tổn thương gì. Chỉ chém ra một cái vệt trắng. Cái gì? Diệp Thần một hồi kinh hãi, cánh tay bị lực phản chấn đánh vào, một hồi tê liệt. Cái này địa ma khôi lỗi, thân xác cứng rắn, ra Diệp Thần ý liệu. Hơn nữa, địa thế khôn linh, dày đức trở vật, vậy con rối thân xác lên đặc thù phù văn, có mặt đất dày nặng khí thế, có thể chứa sơn hà, lại ung dung chịu đựng được Diệp Thần kiếm chém, giống như là địa thế bác đại, cái gì đều được chịu đựng thôn nạp. Tôn chủ, cái này con rối ở 33 thiên hỗn độn chí bảo bên trong, phòng ngự nhất là vững chắc, tầm thường thủ đoạn không thể phá mở, sử dụng thiên kiếm đi. Sa La Cây nhắc nhở. Khôn Linh Địa Ma Khôi, có mặt đất dày đức uy nghiêm, thân xác quá cứng rắn, hơn nữa có thể hấp thu công kích của địch nhân, trực tiếp hóa giải, thông thường thần thông cùng binh khí, căn bản không có thể kích phá. Diệp Thần muốn kích phá cái này con rối, trừ phi là dùng hoang ma thiên kiếm. Không, thiên kiếm không thể khinh thường dùng. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có lập tức vận dụng thiên kiếm. Bởi vì, vô thượng thiên kiếm nhân quả quá lớn, mọi cử động sẽ dính líu tới thiên cơ, lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Đầu này con rối, coi như lợi hại hơn nữa, cuối cùng là vật chết, chung có đối phó biện pháp. Oanh, oanh, oanh. Khổng lồ địa ma khôi lỗi, đạp sải bước. Tiếp tục hướng Diệp Thần vào tới, tựa hồ phải đem Diệp Thần giết chết. Nhà lá bên trong, Mạc Hàn Hy không nhịn được đi ra xem cuộc chiến, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Thì vũ đoái linh phù, chịu trạch thôn phệ. Diệp Thần nhưng là khí định thần nhàn hình dáng, bỗng nhiên một tờ linh phù sử dụng, từng luồng cho đen hơi thở tràn ngập. Rào. Hạ một sát, ở địa ma khôi lỗi dưới chân, bỗng nhiên xuất hiện liền một mảng lớn ao đầm phù sa. Cái này ao đầm phù sa, liền như ma quỷ vậy, đột ngột xuất hiện. Địa ma khôi lỗi hai chân rơi vào phù sa bên trong, cổ họng phát ra lẩm bẩm quái thanh, vùng vẫy muốn bỏ dậy, nhưng không ngờ bùn đủ lõm sâu, càng lún càng sâu, đảo mắt tới giữa, ao đầm phù sa lại lan tràn đến nó hông. Diệp Thần cười một tiếng, cái này ao đầm cắn nuốt thủ đoạn, đối phó người sống tác dụng chừng mực, bởi vì nhân tâm nhanh trí, người người cũng không có so cảnh giác. Một cảm thấy được có ao đầm hơi thở dị động, liền lập tức tránh ra, căn bản không bị chúng cạm bẫy. Nhưng địa ma khôi lỗi là vật chết, chỉ có man lực, không biết biến báo, thiếu sót tai hại quá lớn, đột nhiên gặp phải ao đầm chiếm đoạt, căn bản không biết né tránh, trực tiếp mất vào tay giặc đi vào. Diệp đại ca thật là lợi hại. Mạc Hàn Hy thấy một màn này, nhất thời mừng rỡ khích lệ, không nghĩ tới Diệp Thần còn có trùng hợp như vậy hay thủ đoạn, có thể đối phó địa ma khôi lỗi. Hừ, nhà lá bên trong, Mạc Hoàng Tể mặt liền biến sắc, đột nhiên phịch đích một tiếng, vỗ bàn một cái. Một cổ vô hình linh khí, bơm vào đến địa ma khôi lỗi trên thân thể. Địa ma khôi lỗi một tiếng nổ, lại từ ao đầm phù sa bên trong bay ra, thân thể cao lớn từ trên trời hạ xuống, đập về phía Diệp Thần. Không tốt, Diệp Thần khí cơ bị phong tỏa,
đã không kịp lui về phía sau, trong lúc nguy cấp phấn khởi phản kháng, trên thân kiếm nổ lên sáng chói kim mang, đột nhiên một kiếm chém thẳng đi ra ngoài. Thái Dương Tiên Hoàng Trảm. Huy hoàng mặt trời cự kiếm, hung hăng chém vào địa ma khôi lỗi thân hình khổng lồ trên, lại là đem đầu này con rối trực tiếp phách bay ra ngoài. Phốc xích. Diệp Thần đang nhận được cự lực phản chấn, há mồm phun ra máu tươi, tạng phủ chấn động, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cái này địa ma khôi lỗi nặng nề như núi, lại lôi cuốn từ trên trời giáng xuống tình thế, uy áp quả thực khủng bố, nếu không phải Diệp Thần thể chất cường hãn, cái này một tí đụng nhau, hắn đã gân cốt đứt từng khúc mà chết. Diệp đại ca. Mạc Hàn Hy kêu một tiếng, bước chân trước đạp hai bước. Diệp Thần lau mép một cái máu tươi, quay đầu nhìn về bên trong nhà Mạc Hoàng Tể, nói, lão tiên sinh đây là ý gì? Mới vừa nếu như không phải là Mạc Hoàng Tể ra tay, Diệp Thần đã ung dung nuốt trọn địa ma khôi lỗi. Mạc Hoàng Tể gặp Diệp Thần có thể phách bay con rối, thậm chí ở chỗ này to lớn phản chấn hạ, lại chỉ bị điểm bị thương nhẹ, không khỏi rất kinh ngạc, rung động Diệp Thần thể chất cường hãn. Bất quá, Mạc Hoàng Tể ngoài mặt tỉnh bơ, nhàn nhạt nói, ta cái này khảo nghiệm, là muốn ngươi kích phá con rối, không phải dùng cái loại này hạng thấp kém gặp đúng dịp thủ đoạn, ta cần muốn nhìn thấy ngươi chân chính thực lực. Diệp Thần ha ha cười nhạt, nói chính là một đầu con rối, còn không đáng ta vận dụng thực lực chân chính. Mạc Hoàng Tể nói, khẩu khí thật là lớn, vậy phải xem ngươi có nhiều ít bản lãnh. Nói xong, hắn tay phải khoa tay múa chân một cái kỳ quái động tác tay, tựa hồ là pháp quyết chú ấn cái gì. Tay này thế vừa rơi xuống, quanh mình linh khí bạo dũng, vậy địa ma khôi lỗi từ dưới đất bò dậy, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cặp mắt lại có thể biến thành đỏ tươi, ngay tức thì tiến vào trạng thái bùng nổ, bước nhanh hướng Diệp Thần vọt tới. Lần này, địa ma khôi lỗi tốc độ, so mới vừa mau lẹ gấp mấy lần, thân thể cao lớn cuồng xông lên chạy cướp, liền như cao tốc di động sắt thép pháo đài, làm người ta chấn động phố. Ra ra, Mạc Hàn Hy la thất thanh, ra ra nàng chàng này khảo nghiệm, nói rõ là muốn Diệp Thần chết. Mạc Hoàng Tể sắc mặt lãnh đạm, nghe được Mạc Hàn Hy kêu gọi, vậy không có động tĩnh. Tổ tiên tiên đoán phá cuộc người, thực lực nhất định là long trời lở đất, cái này khảo nghiệm xác thực khó khăn, nhưng Diệp Thần nếu như không thể thông qua, cũng không có sống tiếp cần thiết. Long viêm thần mạch, mở. Mắt gặp con rối cuồng chạy tới, Diệp Thần không sợ chút nào, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, long viêm thần mạch trực tiếp mở. Oanh! Một đầu hung mãnh phách liệt hỏa long, nhất thời phóng lên cao, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trên đỉnh đầu. Đầu này hỏa long, là long viêm thần mạch huyễn hóa thành tồn tại, lửa cháy bừng bừng thiên uy cuồn cuộn, thậm chí mang luân hồi uy áp. Viêm bia lột xác viên mãn sau đó, Diệp Thần long viêm thần mạch, uy lực cũng là tăng vọt, lửa này long nhất thả ra ngoài, nhất thời quanh mình nhiệt độ tăng vọt, đợt khí lửa đốt người. Mạc Hàn Hy không nhịn được lui về phía sau chạy đi, mà trong nhà lá Mạc Hoàng Tể, thấy cái này con rồng lửa, cũng là cả kinh thất sắc. Đây là, thật quen thuộc huyết mạch hơi thở. Mơ hồ tới giữa, Mạc Hoàng Tể từ Diệp Thần trên mình, bắt được một chút cổ xưa mịt mờ, vô cùng kinh khủng huyết mạch hơi thở. Chẳng lẽ hắn chính là một cái kinh người ý niệm, xông lên Mạc Hoàng Tể đầu óc, hắn thân thể không khỏi run rẩy, sát sát đầu động. Thái Dương Tiên Hoàng, Long Viêm Thiên Uy, phá cho ta. Diệp Thần một kiếm chém điên cuồng, kiếm chiêu vẫn là Thái Dương Tiên Hoàng Trảm, nhưng lần này, hắn mở ra Long Viêm Thần Mạch, kiếm chém uy lực, so mới vừa không biết kinh khủng nhiều ít. Luân hồi Long Viêm huyết mạch hơi thở, cùng mặt trời chân khí lẫn nhau dung hợp với nhau, một đạo chiếm cứ cự Long Kinh Thiên kiếm khí, mang cuồn cuộn luân hồi uy áp, hung hăng chém ở địa ma khôi lỗi trên mình. Địa ma khôi lỗi đang tự cuồng xông lên, đột nhiên gặp phải mặt trời long viêm kiếm khí chém, khổng lồ kia kiên cố thân thể, lại có thể từ bên trong bị chém ra hai nửa. Hai nửa tàn phá thân thể, còn duy trì quán tính, một đường cuồng xông lên, từ Diệp Thần thân thể hai bên lướt qua, cuối cùng ùng ùng đụng ở sau lưng hắn nhà lá bên trong, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Tòa kia nhà lá, cũng là sụp đổ. Ta trời ơi! Mạc Hàn Hy che lại cái miệng nhỏ nhắn. Thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, khó tin nhìn một màn trước mắt. Diệp Thần không chỉ là kích phá địa ma khôi lỗi như thế đơn giản, hơn nữa còn là trực tiếp chém ra hai nửa, đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn, coi như là năm đó cân nhắc quyết định thánh đường cường giả, cũng không có năng lực tạo thành đáng sợ như vậy phá hoại.
Tôn chủ, người luân hồi huyết mạch lại có thể như vậy khủng bố, ta chân thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như 10 khối luân hồi huyền bi, hoàn toàn hồi phục luân hồi huyết mạch, thật là bao kinh khủng. Sa La Cây thấy một màn này, cũng là sợ hãi không thôi. Nó vốn là muốn gọi Diệp Thần sử dụng thiên kiếm, nhưng Diệp Thần căn bản không cần, hắn cũng không có mượn thiên kiếm mũi nhọn, mà là dựa vào Long Viêm thần mạch, dùng luân hồi huyết mạch hung mãnh uy áp, trực tiếp giết phá địa ma khôi lỗi thân xác. Đây là man lực biến dạng vậy thủ đoạn, không phải kiếm khí sắc bén, là rất miễn cưỡng dùng luân hồi cự lực chảm phá. Đây là thuộc về luân hồi huyết mạch cường hãn. Diệp Thần nhìn vậy bị phá ra hai nửa con rối, cũng là hài lòng cười một tiếng, Viêm Bia hoàn toàn lột xác viên mãn sau đó, hắn luân hồi huyết mạch vậy tiến một bước mạnh mẽ. Luân hồi uy áp bơm vào thân kiếm, một kiếm như khai thiên, lại như chém giữa cắt món vậy, đem cái này cụ vô so kiên cố con rối thân xác chảm phá. Bót, bót, bót. Lúc này, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ gặp Mạc Hoàng Tể không biết lúc nào, bay đến thanh long cây trà trên, mỉm cười vỗ tay, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, mới vừa nhà lá sụp đổ, Mạc Hoàng Tể đang ở bên trong, nhưng hắn không biết khiến cho thủ đoạn gì, lại có thể phá không rời đi, dịch chuyển đến thanh long cây trà trên. Diệp Thần cũng không có bắt được cái gì khác thường hơi thở chập chờn, xem ra cái này Mạc Hoàng Tể, thực lực xác thực không đơn giản. Được, rất tốt. Ngươi thực lực, so ta tưởng tượng lợi hại hơn trăm lần, ngươi quả nhiên chính là ta Mạc gia tổ tiên tiên đoán ở giữa phá cuộc người, có ngươi ở đây, cân nhắc quyết định thánh đường ngày tiêu diệt không xa vậy. Mạc Hoàng Tể một hồi thán phục. Cái này một chàng khảo nghiệm, Diệp Thần chảm phá địa ma khôi lỗi, thậm chí còn không động dùng chân chính lá bài tẩy, thực lực có thể tưởng tượng được. Nếu như cái này đều không phải là phá cuộc người, vậy thế gian lại không phá cuộc người. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Nói, phá cuộc người không dám làm, chỉ mong tiền bối có thể nói cho ta rời đi địa tâm vực biện pháp. Mạc Hàn Hy nghe được Diệp Thần kiên trì phải rời khỏi, trong lòng ảm đạm, nói, Diệp đại ca, ngươi thật phải rời khỏi sao? Ngươi nếu như lo lắng ngoại giới thân hữu, có thể phát một phong thư trở về, chỉ phát thư, so với ngươi thân người phải đi, đơn giản hơn rất nhiều. Diệp Thần nói, ta cuối cùng phải rời đi nơi này, Mạc tiểu thư, đa tạ yêu thích. Sau đó hắn chính là hướng Mạc Hoàng Tể nói, ta đã thông qua khảo nghiệm, rời đi phương pháp, xin lão tiên sinh cho biết. Mạc Hoàng Tể thở dài một hơi, nói, địa tâm vực nhân quả khép kín, ngươi muốn rời đi, nhưng là muôn vàn khó khăn, trên mà nói chuyện đi. Nói xong, Mạc Hoàng Tể tung người bay vút, lại trực tiếp bay đến ngọn cây. Diệp Thần hướng Mạc Hàn Hy nhìn một mắt, Mạc Hàn Hy cười nói, Diệp đại ca, ra ra kêu ngươi lên đi, ngươi liền lên đi. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này dọc theo thanh long cây trà thân cây, một đường bay vút, đi tới trên ngọn cây. Hắn và Mạc Hoàng Tể đứng ở ngọn cây, ngắm nhìn toàn bộ thanh long bí cảnh bên trong phong cảnh, không khỏi tinh thần sảng khoái, rất thoải mái. Lão tiên sinh, xin cho biết. Diệp Thần còn băn khoăn rời đi chuyện, chắp tay hỏi nói. Mạc Hoàng Tể trong mắt mang một chút bể dâu, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, yên lặng hồi lâu. Mới nói, muốn rời đi địa tâm vực, trừ viên mãn phi thăng, chỉ có đi hằng cổ chi môn một con đường. Diệp Thần nói, hằng cổ chi môn. Mạc Hoàng Tể nói, không sai. Vậy hằng cổ chi môn, là nối liền địa tâm vực cùng ngoại giới duy nhất môn hộ, muốn mở ra cửa này, phải dùng thần thụ phù chiếu thành tựu chìa khóa. Ở mấy chục ngàn năm trước, cũng từng có một cái xứ lạ người, bất ngờ đánh mất địa tâm vực, hắn gặp phải vô số người đuổi giết. Vô luận là cân nhắc quyết định thánh đường, vẫn là thiên quân thế gia, cũng không có thả qua hắn. Nhưng sau đó, cái đó xứ lạ người, rất miễn cưỡng xông phá vô cùng giết hại, từ hằng cổ chi môn đi ra, thuận lợi trở lại hắn vốn là thế giới, sau đó thậm chí phi thăng thái thượng, trở thành chân chính thiên quân, bị người tôn xưng là hằng cổ thánh đế. Diệp Thần nghe xong Mạc Hoàng Tể lời này, rung động trong lòng được tột đỉnh, nói cái gì, hằng cổ thánh đế. Lúc đầu hắn đã từng vậy đánh mất qua địa tâm vực. Mạc Hoàng Tể khẽ mỉm cười, nói, lúc đầu ngươi vậy biết hắn sao? Sẽ không biết ngươi có hay không hắn thực lực này, có thể xông phá hằng cổ chi môn. Diệp Thần trầm mặc xuống, trong lòng vẫn là rung động. Hắn dĩ nhiên là biết hằng cổ thánh đế, thậm chí là như sấm bên tai. Lúc đầu hằng cổ thánh đế, năm đó vậy đánh mất qua địa tâm vực, hơn nữa bị toàn bộ địa tâm vực người đuổi giết.
tình cảnh so Diệp Thần còn muốn hung hiểm, nhưng cuối cùng, hắn lại có thể chọc thủng trùng trùng giết hại, từ hằng cổ chi môn đi ra, lần nữa trở về ngoại giới. Hắn cuối cùng có thể thuận lợi phi thăng, muốn đến cũng cùng tại địa tâm vực trải qua có liên quan. Diệp Thần nói, mở ra hằng cổ chi môn, cần thần thụ phù chiếu làm chìa khóa sao? Vậy hằng cổ thánh đế là từ đâu tới chìa khóa? Mạc Hoàng Tể nói, hắn giết chết lúc ấy Hồng gia tộc trưởng Hồng Thiên Chính, cướp được phù chiếu, rốt cuộc thuận lợi đi ra ngoài. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, nói, lúc đầu Hồng Thiên Chính, lại là bị hắn giết chết sao? Tại mới vừa rơi vào địa tâm vực thời điểm, Diệp Thần liền ở thần miếu di tích bên trong, gặp gỡ Hồng Thiên Chính, thiếu chút nữa bị Hồng Thiên Chính giết chết. Hôm nay Hồng Thiên Chính, chỉ còn dư lại một món tàn hồn, lúc đầu năm đó hắn thân xác, chính là vẫn diệt ở hằng cổ thánh đế trong tay. Hằng cổ thánh đế sau khi rời khỏi đây, lại bị Hồng Thiên Kinh đuổi giết, trong chỗ U Minh tựa hồ có luân hồi định số, thiên cơ nhân quả dây dưa phức tạp, làm người ta rung động. Diệp Thần nói, cái này thần thụ phù chiếu, rốt cuộc là cái gì? Mạc Hoàng Tể nói, thần thụ phù chiếu, chính là lấy thập đại thần thụ linh khí làm căn cơ, đúc nên phù chiếu, phù này chiếu cần hao tổn thần thụ khí vật, mỗi bụi cây thần thụ, chỉ có thể đúc một tấm phù chiếu, nếu như hơn đúc một tấm, thần thụ khí vận liền lập tức muốn sụp đổ. Thập đại thiên quân thế gia, mỗi gia tộc trong tay, đều có một tấm phù chiếu, từ thời đại thái cổ liền đúc hoàn thành. Nhưng cho tới bây giờ không có ai sử dụng qua, bởi vì chúng ta tại địa tâm vực đất sinh đất dài, một khi rời đi nơi đây, huyết mạch thì có khô cằn nguy hiểm. Diệp Thần nghe được có rời đi hy vọng, nhất thời tinh thần đại chấn, nói, lão tiên sinh, có phải hay không lấy được rồi thần thụ phù chiếu, liền có thể rời đi địa tâm vực. Mạc Hoàng Tể nói, không sai, phù này chiếu chính là chìa khóa, ta Mạc ra chìa khóa, ở con trai ta Mạc Nguyên Châu trong tay, ngươi như muốn, liền hỏi hắn lấy. Diệp Thần nhiệt huyết dâng trào, vui mừng quá đổi, nói, đa tạ lão tiên sinh. Dừng một chút, lại nói, chỉ là, ta cùng Mạc Nguyên Châu tiền bối có nhiều kẽ hở, xin lão tiên sinh giải thích hiểu lầm. Mạc Hoàng Tể gật đầu một cái, già nua vung tay lên, một phiến phiến cây diệp phi dậy, lại là hóa thành một phong thư, hắn vận chuyển linh khí, ở trong thơ viết rõ tất cả loại nguyên do, đưa cho Diệp Thần nói. Ngươi và ta cháu gái trở về. Đem phong thư này giao cho Nguyên Châu, hắn tự nhiên sẽ rõ ràng. Diệp Thần đại hỉ, nhận lấy thư nói, đa tạ lão tiên sinh. Rồi sau đó, Diệp Thần lại nghĩ tới cân nhắc quyết định thánh đường uy hiếp, nói, lão tiên sinh, cân nhắc quyết định thánh đường làm hại địa tâm vực, người nói ta là phá cuộc người, ta dĩ nhiên là không dám làm, nhưng ta lần này rời đi, giúp cái gì cũng không giúp được, há chẳng phải là quá mức xấu hổ. Mạc Hoàng Tể hai tròng mắt đông lại một cái. Cười nói, nhân quả tự có thiên định, ngươi không cần quá mức cố ý, thuận tim mà là được, cân nhắc quyết định thánh đường từ thời đại thái cổ, một mực tàn phá đến hiện tại, cục diện nơi nào có như thế dễ dàng phá vỡ. Ngươi làm xong trước mắt sự việc là được. Y nói, hắn là cho phép Diệp Thần tùy ý rời đi, vậy không yêu cầu Diệp Thần mạnh lưu lại, giúp Mạc gia đối kháng cân nhắc quyết định thánh đường. Diệp Thần nghe được Mạc Hoàng Tể như thế thông cảm, trong lòng lại là cảm kích, lại là xấu hổ. Nói, lão tiên sinh, chờ ta hồi ngoại giới xử lý xong tất cả nhân quả, ta nhất định sẽ hồi để báo đáp ngươi. Mạc Hoàng Tể nhìn một cái Diệp Thần, ánh mắt ngược lại là khá là phức tạp, rồi sau đó cười nói, pháp thiên tự nhiên, thuận tim mà là, huyết mạch ngươi bao trùm chư thiên, ngàn vạn lần không thể có bất kỳ chấp niệm, nhớ lấy, đạo tâm hiểu rõ, bốn chữ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, chẳng lẽ mình là luân hồi chi chủ thân phận, lại bị Mạc Hoàng Tể phát hiện sao? Mạc Hoàng Tể cũng không muốn qua nói nhảm nhiều, nói thẳng, người dẫn ta cháu gái trở về đi thôi, nha, đúng rồi, vậy địa ma khôi lỗi người vậy mang đi. Diệp Thần nhìn xuống đất trên, vậy khôn linh địa ma khôi đã bị phá ra hai nửa, nói cái này con rối còn có thể dùng sao? Ta hủy diệt lão tiên sinh pháp bảo, chân thực xin lỗi. Mạc Hoàng Tể khẽ mỉm cười, nói, dĩ nhiên có thể sử dụng, cái này con rối mang theo địa thế khôn khéo léo diệu pháp. Có thể tự khỏi bệnh, liền như mặt đất rạn nứt, cũng có thể tự mình tu bổ vậy, đem người nó lần nữa hợp chung một chỗ, 10 ngày nửa tháng sau, nó liền có thể khôi phục nguyên trạng, có thể thành tựu ngươi một lớn trợ lực. Diệp Thần khá là ngạc nhiên, nói, thì ra là như vậy kỳ diệu. Mạc Hoàng Tể cười nói, hỗn độn pháp bảo, có chỗ diệu dụng, ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi,
dẫu sao ngươi là mang cháu gái ta đi ra, nàng rời nhà quá lâu, phụ thân chắc hẳn lo lắng. Diệp Thần chắp tay nói, vậy tại hạ cáo từ trước. Lão tiên sinh trân trọng. Nói xong, Diệp Thần từ trên ngọn cây bay xuống. Mạc Hàn Hy vội vàng tiến lên, ngực trước ngạo nghễ có chút đung đưa, nàng thật ra thì có chút lo lắng Diệp Thần tình cảnh, vạn nhất ra ra đối với Diệp Thần làm khó dễ nên như thế nào. Nàng nhìn một cái Diệp Thần phản ứng, mới hỏi nói, Diệp đại ca, ngươi và ta ra ra nói những gì? Thậm chí dưới tình thế cấp bách, lại không nhịn được bắt Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần ngược lại là đối với lần này không quá mức để ý, dẫu sao lòng hắn bên trong vẫn là có chút vui vẻ, ít nhất có rời đi nơi này cơ hội. Hắn giải thích, ra ra ngươi nói chính xác ta rời đi, kêu ta về nhà hỏi ngươi phụ thân, đòi thần thụ phù chiếu. Mạc Hàn Hy bản chắc đúng tại kết cục này có chút vui vẻ, nhưng nghe đến Diệp Thần phải đi, chẳng biết tại sao có chút ảm đạm thất lạc, nói, ngươi. Ngươi thật phải rời khỏi sao? Diệp Thần cười sờ một cái đầu tóc nàng, nói ta cũng không phải là không trở lại, sau này còn có trở về cơ hội. Lúc này hắn tâm tình thật tốt, đối với Mạc Hàn Hy động tác giọng, cũng không có trước đây như vậy hời hợt. Mạc Hàn Hy ngẩn ngơ, nói, Diệp đại ca, thần thụ kia phù chiếu vậy là cái gì? Lúc này bàn tới Diệp Thần kinh ngạc, mở miệng nói, ngươi không biết sao? Mạc Hàn Hy cau mày, lắc lắc đầu nói, không biết, ta cũng chưa nghe nói qua, nghe nói địa tâm vực có đặc thù rời đi biện pháp, nhưng các trưởng bối cho tới bây giờ sẽ không nói cho chúng ta, sợ chúng ta suy nghĩ nhiều. Những năm gần đây, thật ra thì một mực có người thử nghiệm rời đi nơi này, đi xem ngoại giới thế giới, nhưng là trừ phi thăng, chớ không có cách nào khác, thậm chí có một số người vì vậy bỏ mạng. Diệp Thần nói, phải không? Muốn đến Mạc Hoàng Tể kêu hắn đi lên nói chuyện, tránh Mạc Hàn Hy, cũng là từ lệ cũ. Dẫu sao nếu như người người đều biết, có rời đi địa tâm vực đặc thù biện pháp, có thể sẽ nhân tâm lưỡng lờ, coi như liều mạng huyết mạch khô cằn nguy hiểm, cũng muốn đi bên ngoài xem. Vậy ngươi muốn biết sao? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải giữ bí mật. Diệp Thần nói. Mạc Hàn Hy thân thể mềm mại run rẩy, nghĩ sâu xa mấy giây, vẫn là nói, không được, ngươi vẫn là đừng nói cho ta, ta sợ ta biết, chờ ngươi sau khi rời đi. Ta sẽ không nhịn được đi phía trên tìm ngươi. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái này đích xác là rất nguy hiểm. Bởi vì, địa tâm vực người, nếu như tùy tiện đi ngoại giới, rất dễ dàng huyết mạch khô cằn, đi về phía suy vong. Dẫu sao địa tâm vực linh khí thật ra thì và ngoại giới có chút khác biệt, nếu không phải mình là luân hồi huyết mạch, có thể cũng sẽ xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên, những cái kia địa tâm vực cường giả cùng với huyết mạch người nghịch thiên, tự nhiên sẽ không bị này hạn chế. Lập tức Diệp Thần trầm mặc xuống, không có nói nữa rời đi bí mật, hằng cổ chi môn sự việc, vẫn là đừng nhường Mạc Hàn Hy biết cho thỏa đáng. Vậy chúng ta trở về đi thôi, cùng cha ngươi trò chuyện một chút. Diệp Thần thu hồi vậy khôn linh địa ma khôi hai nửa tàn thể, nói. Mạc Hàn Hy nhẹ khẽ gật đầu, liền cùng Diệp Thần cùng nhau, rời đi Thanh Long bí cảnh, chạy về Mạc gia tộc. Diệp Thần đem địa ma khôi lỗi hai nửa tàn thể, thả vào hoàng tuyền thế giới bên trong, lần nữa hợp lại. Tàn thể liều mạng hợp, lại có thể tự động dính liền đứng lên, không trọn vẹn linh khí bắt đầu tu bổ. Diệp Thần âm thầm lấy làm kỳ, cái này địa ma khôi lỗi, quả nhiên là thần kỳ, đúng là có mặt đất dày đất vậy nội tình, bị chém thành hai nửa còn có thể tự động tu bổ. Mà ở Diệp Thần và Mạc Hàn Hy, chạy về Mạc gia tộc đất thời điểm. Ngoại giới nhưng là một phiến hỗn loạn. Mấy ngày nay, luân hồi chi chủ rơi xuống tin tức, truyền khắp toàn bộ vực ngoại, tất cả mọi người đều chấn động. Vô số đạo cường đại linh thức, định suy diễn luân hồi chi chủ hơi thở, nhưng tất cả người, cũng bắt không tới một chút nhân quả. Luân hồi chi chủ tồn tại dấu hiệu, tựa hồ hoàn toàn từ giữa trời đất biến mất, trừ phi hắn phi thăng đi thái thượng thế giới, nếu không đích thực chính là bỏ mình. Thái thượng thế giới. Một tòa xa hoa đền bên trong. Một người cô gái ngồi ở trên đại điện, tay phải nhẹ nhàng gõ một chuôi mang phù văn cổ xưa kiếm. Người phụ nữ này chính là Thân Đồ Thiên Âm. Mà trên đại điện lại là quỳ một người cô gái. Cô gái cả người quần áo đen, trong mắt viết đầy nghiêm túc. Thân Đồ Thiên Âm đứng lên, đi tới cô gái đồ đen trước mặt, mở miệng nói, ngươi tin tức, xác định chính xác. Cô gái đồ đen gật đầu một cái. Vốn là ta chính là nghe theo phu nhân ý chỉ đi chu diệt Diệp Thần,
nếu như thất bại, phu nhân sẽ ra tay, có thể trước đây không lâu, ta hạ xuống vực ngoại, chính là nghe được luân hồi chi chủ rơi xuống tin tức. Thuộc hạ nhiều lần hỏi dò, kết quả tất cả đều nhất trí. Thậm chí bất kỳ đầu mối nào cũng chỉ thị tên kia đã chết, không tồn tại thế gian. Lần này Diệp Thần là cùng huyết thần chung nhau phó nho tổ trăm ngày ước hẹn, trận chiến ấy, dị tượng liền liền, nghe năng lượng ba động đều không cách nào để cho quá thật cường giả sống sót, thuộc hạ cho rằng, thằng nhóc này chết, cũng thuộc về thực bình thường. Thần đồ thiên âm gật đầu một cái, lộ ra một đạo nghiền ngẫm nụ cười, vốn là muốn dùng thanh kiếm này, chặt đứt Huyền Nhi và vậy bất nhập lưu tiểu tử tới giữa liên lạc, bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này đắc tội người thực ra quá nhiều. Lại không cần ta ra tay. Bất quá, thằng nhóc này giảo hoạt rất, vạn nhất bố trí chết giả sẽ không tốt, chuẩn bị một tí, ta muốn đi một chuyến vực ngoại. Cô gái quần áo đen kia vừa nghe, sắc mặt đại biến, phu nhân, vực ngoại và thái thượng thế giới quy tắc. Ngài nếu như hạ xuống, ắt phải sẽ. Thần đồ thiên âm cười lạnh một tiếng, ngươi suy nghĩ gì, ta làm sao có thể đích thân hạ xuống. Như vậy chuyện, ta một đạo phân thân liền đủ. Bỏ mặc thằng nhóc kia sống hay chết, ta cũng phải thu được tuyệt đối câu trả lời. Nếu như hắn còn sống, lần này, ta cái này phân thân liền tự tay đưa hắn nhập suối vàng. Nho tổ thần điện, luân hồi chi chủ vùng đất vẫn lạc. Hôm nay nho tổ thần điện, ở nguyện vọng thiên tinh chiếu rọi xuống, đã từ một mảnh phế tích, lần nữa khôi phục ngày xưa huy hoàng minh mông hình dáng. Còn sót lại nho tổ thần điện đệ tử, rối rít từ bốn phương lần nữa trở về, nho tổ lại lần nữa thu nhận một nhóm đệ tử mới. Người ở cường thịnh, đạo thống khí thế vô cùng là huy hoàng. Trong đại điện, nho tổ ngồi ngay ngắn ở hoa sen trên ghế, bảo tương trang nghiêm, hiện ra vô cùng khoáng đạt hàm dưỡng cùng hơi thở. Mà tại trên đại điện, lại có một cái hòa thượng, khóc quỳ xuống nho tổ trước mặt, nói, lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Đệ tử biết sai rồi. Hòa thượng này, nhưng là Chí Huyền. Ngày đó ước chiến bên trong, hắn từng ném xuống nho tổ, một mình chạy thoát thân. Phạm vào di thiên tội lớn, đây là đã bị nho tổ bắt trở về. Đại điện bốn phía, cũng đứng đầy mặc giáp cường giả, đằng đằng sát khí. Nho tổ ha ha cười một tiếng, nhìn Chí Huyền nói, ngày đó ngươi bỏ lại ta bỏ mặc, phải bị tội gì? Chí Huyền mồ hôi lạnh nhễ nhại, bịch bịch dập đầu nói, đệ tử biết tội, mời lão tổ tha mạng. Nho tổ thần sắc lạnh lùng, trong tròng mắt bỗng nhiên hiện ra sát khí, cong ngón tay bắn ra. Một món lôi nguyên hóa thành lôi đao, liền hướng Chí Huyền bổ tới. Chí Huyền chỉ hù được tâm đảm câu liệt, chết đến ập lên đầu, nhưng cũng không dám né tránh. Chanh! Mắt xem hắn liền phải bị giết, nhưng bỗng nhiên, một cổ vô cùng bá đạo kình khí, từ phía sau thấu tới, đem nho tổ lôi đao đánh nát. Chí Huyền nhặt hồi một cái mạng, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, xỉ xỉ xách xách quay đầu vừa thấy. Sau đó, hắn liền thấy được một cái người mỹ phụ. Ung dung hoa quý, phong tư ngút trời, hơi thở lại có thể so với Huyền Cơ Nguyệt, còn muốn tôn quý ba phần, trên mình thậm chí mang theo thái thượng thế giới thiên quân quang vinh khí tượng. Nho tổ thấy mỹ phụ kia người, cũng là cả kinh, từ trên ghế đứng lên, nói thân đồ thiên âm. Ngươi làm sao tới? Người mỹ phụ này người, chính là thái thượng thế giới, thân đồ ra nắm giữ, thân đồ thiên âm. Thân đồ thiên âm ngắm nhìn bốn phía, trên đại điện mặc giáp các cường giả. Như lâm đại địch, chỉ cảm thấy cái này thân đồ thiên âm hơi thở, cao ngạo siêu tuyệt, thật là khó mà hình dung mạnh mẽ. Nho tổ, vẫn khỏe chứ à, tựa hồ ta tới được không phải lúc. Thân đồ thiên âm cười một tiếng, liếc mắt một cái bên cạnh Chí Huyền. Nho tổ trong lòng suy đoán thân đồ thiên âm ý đồ, ngoài mặt tỉnh bơ, nói, một cái phản nghịch dưới quyền, ta đang chuẩn bị xử tử, sư môn bất hạnh, để cho thân đồ phu nhân chê cười. Thân đồ thiên âm hơi có vẻ ý vị giọng nói, người luôn có phạm sai lầm thời điểm, chỉ cần chịu thành tâm hối cải, vậy không cần chém chém giết giết. Bất quá vừa nghĩ tới nhà mình con gái, cuối cùng lại không chịu hối cải, trong lòng có vẻ buồn rầu. Nho tổ mặc dù trong lòng có dự cảm xấu, nhưng đối mặt như vậy tồn tại, cũng chỉ có thể cười nói, thân đồ phu nhân nói phải. Sau đó, hướng Chí Huyền nói, còn không mau một chút hướng thân đồ phu nhân tạ ơn. Chí Huyền tự biết nhặt trở về một cái mạng, vội vàng hướng thân đồ thiên âm dập đầu nói, đa tạ phu nhân cứu giúp, phu nhân đại ân đại đức, tiểu nhân không bao giờ quên. Thân đồ thiên âm khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Nho tổ cẩn thận cảm ứng thân đồ thiên âm hơi thở,
chỉ là một đạo phân thân, ngược lại không phải là bản thể, nhưng Thái Thượng Chí Tôn cường giả phân thân, không phải chuyện đùa, lập tức ngưng trọng hỏi, thân đồ phu nhân đại giá đến chơi, không biết vì chuyện gì. Thân đồ Thiên Âm nói ra thật xấu hổ, con gái nhà ta và luân hồi chi chủ, nhân quả dây dưa không rõ, ta đạo này phân thân hạ xuống, là chuẩn bị chu diệt luân hồi chi chủ, hoàn toàn chặn con gái ta niệm tưởng, nhưng không ngờ, ta nhưng là nghe nói, vậy luân hồi chi chủ đã chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 290.